chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Sau khi từ hôn ta trở thành người yêu dấu của quyền thần, tập 21 chương 401, về sau còn có nàng khóc, tiêu nguyên thạch ngày thứ hai liền để thân tính, mang theo biếm vợ làm thiếp, cùng để liễu như làm vợ hôn thư tiến về kinh thành, chờ hôn thư thay đổi về sau, liễu như cũng chính là quan phủ thừa nhận tiêu nguyên thạch thê tử, chuyện này liễu như cùng các xuân như đều biết, các xuân như lúc này mới có loại trời sập xuống đồng dạng cảm giác, tiêu nguyên thạch thật sự là tuyệt tình. Không những ở phó đô đốc phủ đưa nàng biếm vợ làm thiếp, còn để người đi kinh thành thay đổi hôn thư dạng này nàng thiếp thân phận liền không có cách nào thay đổi các xuân như cặp mắt sưng đỏ ngồi ngẩng người nàng thật không nghĩ tới có một ngày đối phó khổng thị thủ đoạn sẽ báo ứng tại trên người mình các xuân nghĩa gõ cửa mang theo ngư thị đi đến nhìn thấy các xuân như dạng này các xuân nghĩa không khỏi nhíu mày tỷ tỷ hiện tại thật sự là càng ngày càng không cố gắng vậy mà rơi xuống loại tình trạng này càng liên lụy bọn hắn Hắn mang theo vài phần quan tâm ngữ khí hỏi: "Tỷ, ngươi không sao chứ?" Các Xuân Như lúc này mới hoàn hồn, lộ ra một cái phi thường nụ cười miễn cưỡng, "Không có việc gì." Nàng hỏi, "Các ngươi làm sao tới rồi?" Các Xuân Nghĩa thở dài, "Chúng ta là hướng ngươi cáo biệt." Các Xuân Như ngẩn người, "Cáo cái gì đừng?" Các Xuân Nghĩa trả lời, "Vừa rồi quản gia đến nói cho ta, Phó đô đốc phủ không nuôi người không có phận sự, để chúng ta dọn ra ngoài ở." nhấc lên cái này đến hắn liền tức giận, tiêu nguyên thạch thật sự là quá mức, đem hắn hại thành dạng này, thế mà còn muốn đuổi bọn hắn rời đi, cái gì? Tiêu nguyên thạch thậm chí ngay cả ngươi đều dung không được rồi, phó đô đốc phủ chẳng lẽ nhiều nuôi hai người đều nuôi không nổi. Tiêu nguyên thạch thật sự là quá mức, các xuân nghĩa thở dài, anh rể khả năng còn tại nổi nóng, tỷ tỷ, nếu không ngươi lại đi dỗ dành anh rể, hắn một chút đều không muốn rời đi phó đô đốc phủ cho nên cũng chỉ có nhìn hắn tỉ tỉ. Các xuân như hoảng hồn, nàng đã biến thành thiếp, nếu là liền đệ đệ đều bị đuổi đi, nàng lại nên làm như vậy. Thế là lập tức đứng dậy muốn xuất viện tử, nhưng lại bị thị vệ ngăn lại. Một người trong đó mặt không biểu tình mà nói, phó đô đốc có lệnh, các thị thiếp gần đây cũng không thể xuất viện tử. Các xuân như không nghĩ tới tiêu nguyên thạch nhẫn tâm như vậy, chẳng những đưa nàng biếm vợ làm thiếp, muốn đuổi đi đệ đệ của nàng, còn đem nàng cấm túc nàng hai tay nắm chặt, ngươi đi bẩm báo, ta muốn gặp các ngươi phó đô đốc, thị vệ nghĩ nghĩ gật đầu, các thị thiếp chờ một lát, hắn nói xong cũng đi tiêu nguyên thạch viện tử bẩm báo, các xuân như thì bị liên tục hô hai tiếng các thị thiếp khó chịu lợi hại, càng thấy người trong viện đánh mặt ánh mắt của nàng đều giống như đang nhìn trò cười đồng dạng, nếu không phải tiêu nguyên thạch muốn đuổi đệ đệ đi, nàng gần đây là không định đi ra ngoài. Rất nhanh tên thị vệ kia trở về, phó đô đốc nói hắn có việc, không rảnh gặp ngươi. Hắn tiếp lấy nhìn một chút các xuân nghĩa, phó đô đốc nói, các thiếu gia dù sao họ các, tại tiêu gia ở danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên trong vòng năm ngày nhất định phải dọn đi, nếu không quản gia sẽ giúp các thiếu gia chuyển. Các xuân như nghe nói như thế, sắc mặt đỏ hồng, hoàn toàn là khí, càng thấy khó xử. Các xuân nghĩa cũng cảm thấy rất là mất mặt, hắn không nghĩ tới tỷ tỷ lại bị tiêu nguyên thạch như thế không chào đón cũng phàn nàng tỷ tỷ bình thường diệt hết nã kiều, cũng không nghĩ lấy thật tốt buông xuống tư thái dỗ dành dỗ dành tiêu nguyên thạch, hiện tại xem ra bộ này đô đốc phủ bọn hắn chỉ có rời đi, ngưu thị trong lòng cũng khó chịu lợi hại, thật không cho trèo lên một cây đại thụ, ai có thể nghĩ các xuân như như thế có thế làm, đem thật tốt một cái phó đô đốc phu nhân hoàn thành đê tiện tiểu thiết, hiện tại càng làm hại bọn hắn bị giận chó đánh mèo, để tiêu nguyên thạch đuổi đi. Ngưu thị biết tiêu nguyên thạch rất không có khả năng thay đổi chủ ý, thế là cho các Xuân Nghĩa làm cái nháy mắt, các Xuân Nghĩa chỉ có thể đè ép khó chịu, tiến lên an ủi các Xuân như một phen, trong bóng tối đều tại tố khổ, cùng lo âu rời đi phó đô đốc phủ về sau, muốn làm sao sinh hoạt, các Xuân như đồng dạng biết lần này tiêu nguyên thạch là quyết tâm, người cũng không gặp được, viện tử ra không được, nàng cũng không có cách nào, nàng hiện tại tất cả vốn riêng cộng lại, kỳ thật còn có một vạn ba ngàn lượng bạc. Nghĩ nghĩ, chính nàng lưu lại ba ngàn, cho các xuân nghĩa một vạn lượng, để hắn ra ngoài tìm tốt một chút viện tử ở, lại đi mua mấy cái hạ nhân hầu hạ. Còn an ủi các xuân nghĩa một phen, ý tứ chính là chờ tiêu nguyên thạch nguôi giận, nàng sẽ từ đó nói cùng, để tiêu nguyên thạch giúp hắn thu xếp một cái chức vụ. Các xuân nghĩa lại đối thu xếp chức vụ không báo hy vọng, mà lại từ khi đi đào quán, đụng phải rất nhiều đã kích, hắn cũng thấy rõ thực tế, hắn một cái gãy chân người, làm sao có cái gì tiền đồ, hắn hiện tại liền nghĩ giống ngư thị nói đồng dạng, thỏa thích hưởng thụ cuộc đời còn lại, cũng bởi vậy đối tỷ tỷ chỉ cần một vạn lượng cho hắn, trong lòng là có chút bất mãn, dù sao hắn biết tỷ tỷ cho kinh thành muội muội đưa bốn vạn lượng, chẳng qua vì tế thủy trường lưu, các xuân nghĩa chẳng những tiếp một vạn lượng, còn đối các xuân như các loại cảm kích. Một bộ về sau sẽ cho nàng làm dựa vào bộ dáng, các xuân như bị các xuân nghĩa dỗ đến cảm thấy tâm ấm quả nhiên vẫn là chỉ có đệ đệ muội muội mới đáng tin thế là lại tương lai đến bắc thành đặt mua một chút đồ trang sức cho các xuân nghĩa để hắn cầm đi bán thành tiền sau đó mua hai gian cửa hàng thuê mỗi tháng thu tô cũng không tệ các xuân nghĩa tự nhiên một bên cảm kích một bên cầm ngư thị con mắt càng là bày ra mặc dù các xuân như thất sủng nhưng lại vẫn như cũ là đầu dê béo chỉ cần các xuân như một mực đợi tại phó đô đốc phủ bọn hắn liền có thể đi theo ngồi mát ăn bát vàng một vạn lượng bạc còn có quý giá như vậy đồ trang sức là nàng đời này đều chưa thấy qua lại ngồi một hồi các xuân nghĩa cùng ngưu thị liền ôm lấy tiền cùng đồ trang sức rời đi hai người đi người môi giới chuẩn bị mua một cái viện lại mua điểm xuống người đến lúc đó cũng không cần quản gia đuổi chính bọn hắn chuyển tránh khỏi mất mặt chuyện này rất nhanh tiêu nguyên thạch liền biết trong lòng càng cảm thấy mình làm rất hợp, lại muốn để các xuân như đương gia xuống dưới, giống như là mẹ hắn nói, cái nhà này sợ là muốn sửa họ cát. Thời Khanh Lạc rất nhanh cũng biết chuyện này, này sẽ nàng vừa mới chuẩn bị cùng Tịch Dung cùng ra ngoài đi dạo phố. Tịch Dung có chút im lặng, người nói các xuân như là thế nào nghĩ, đã bị gián chức vợ làm thiếp, về sau ăn mặc chi phí cũng sẽ giảm mạnh, càng không pháp quản gia tồn vốn riêng nàng thế mà đưa trong tay hơn phân nửa tích xúc cho đệ đệ của nàng. Mấu chốt là nàng nhìn xem cái kia các xuân nghĩa, không hề giống là đáng tin dáng vẻ. Thời khanh lạc cũng rất im lặng, đỡ đệ ma đỡ thành quen thuộc đi. Nàng cũng không khỏi phải muốn vì cặn bã cha điểm cây sáp, gặp được cái chân ái thế mà là đỡ đệ ma, đều thành dạng này còn muốn đỡ. Nàng nhún nhún vai, về sau còn có nàng khóc. Nàng đối các xuân như thật đồng tình không dậy, trừ bản thân tính tình ác như vậy độc bên ngoài, còn có mấu chốt nhất một điểm, tự tìm. Tịch Dung gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, nàng kéo thời khanh lạc nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng Bắc Thành, ta cũng là lần đầu tiên tới đây. Thời khanh lạc cũng đem các xuân như sự tình ném đến một bên. Các xuân như tương lai 89 phần 10 sẽ bị bạch nhãn lan phản vệ, lại nói ngưu thị cũng không phải dễ sống chung nàng cảm thấy các xuân như về sau mình có thể đem tự mình tìm đường chết. Đương nhiên, nên nhìn chầm chầm vẫn như cũ còn phải nhìn chầm chầm, dù sao nữ nhân này chính là một con rắn độc, ai biết có thể hay không đột nhiên lại phía sau muốn cắn người. rất mệt mờ truyền tin tức ra ngoài, thời khanh lạc liền cùng tịch dung cùng ra ngoài đi dạo phố. Chương 402, quả nhiên có ý tứ, thời khanh lạc hai người vừa đi ra phó đô đốc phủ Đại Môn, canh giữ ở cổng nhìn chằm chằm người liền lập tức đi bẩm báo cẩm vương. Bắc thành mặc dù so ra kém phồn hoa kinh thành, nhưng nhìn qua lại rất náo nhiệt, so nam rộng phủ thành muốn tốt. Hai người đi dạo hơn nửa canh giờ, mua không ít đồ vật để người đưa trở về, liền đi một nhà tử lâu chuẩn bị dùng cơm trưa. Vừa đi đến cửa miệng, một dung mạo tuấn mỹ, khí chất mang theo loại trương dương tùy ý nam tử từ khác một bên đi tới. Nhìn thấy cái này người về sau, tịch dung ngẩn người, kéo thời khanh lạc tay nắm thật chặt thời khanh lạc tự nhiên phát hiện tịch dung không thích hợp cũng bởi vậy một chút liền đoán được đối diện đi tới nam tử thân phận khẳng định là cẩm vương dù sao tịch dung phụ mẫu mặc dù là bị các quốc nhân hại chết nhưng sau lưng nghe nói lại có cẩm vương thủ bút tịch dung trong lòng khẳng định là hận cái này trên danh nghĩa vương gia cửu cửu thời khanh lạc đưa tay nhéo nhéo tịch dung tay một là nhắc nhở nàng đừng thất thố để cẩm vương phát hiện sự thù hận của nàng hai cũng là trấn an tịch dung quả nhiên tịch dung rất nhanh liền thu liễm tất cả cảm xúc trên mặt lộ ra một cái ngoài ý muốn nụ cười ngũ cửu cậu mặc dù mẫu thân nàng cùng cẩm vương không phải cùng mẫu nhưng hắn lại là nàng cửu cửu đã từng cẩm vương còn tại kinh thành thời điểm nàng chính là như thế gọi hắn cẩm vương cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc a à dung làm sao ngươi tới bắc thành rồi lúc nào đến làm sao cũng không tới cẩm vương phủ tìm ta hắn một bộ quan tâm bộ dáng, không biết còn tưởng rằng cùng cô cháu gái này quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Thời Khanh Lạc cảm thấy Cẩm Vương cũng là vua màn ảnh, nơi này chính là địa bàn của hắn, các nàng đoán chừng còn không có tiếng Bắc thành, là hắn biết, hiện tại nhìn xem giả vờ không biết bộ dáng, thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Tịch Dung cười nói, ta là bồi bằng hữu đến Bắc Thành chơi đâu, cho nên liền không có đi Cẩm Vương Phủ, nghĩ đến hai ngày nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu cẩm vương cười nói ngươi a à, từ nhỏ đã nghịch ngợm lớn lên vẫn là như vậy hắn đem ánh mắt phóng tới thời thanh lạc trên thân vị này chính là của ngươi bằng hữu a à. tịch dung gật đầu đúng a à, cái này là bằng hữu ta thời thanh lạc nàng lại ý tứ sâu xa nói ngũ cửu cậu hẳn phải biết nàng a à. nàng lần này tới bắc thành cũng là thụ ngươi trắc phi mời tới tham gia ngắm hoa yến đây này thời thanh lạc trước đối cẩm vương phúc phúc thân gặp qua vương gia cẩm vương giơ tay lên một cái ở bên ngoài không cần đa lễ vừa cười nói thời nương tử thanh danh bản vương tự nhiên là nghe nói qua khiến cao sản hạt giống khiến luyện sắt cao su cùng lưu ly phương tử bản vương đối thời nương tử vẫn luôn rất hiếu kỳ hôm nay gặp mặt nhìn thời nương tử quả nhiên không phải người bình thường trong lòng hắn thời thanh lạc có thể là loại kia có chút bé nhọn dung mạo và khí chất luôn sẽ nghĩ đến đã từng đi trang tử bên trên gặp qua những cái kia thôn phụ bộ dáng, dù sao trừ nghe nói nàng hiến những vật kia bên ngoài, càng nhiều còn có nàng nhanh mồm nhanh miệng cùng Bưu Hãn, nói rõ nữ tử này liền cùng hồi hương thôn phụ đồng dạng, có tương đối mạnh mẽ một mặt, nhưng hôm nay gặp mặt lại hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn, làn da trắng nõn như sứ, ngũ quan tinh xảo, dáng người nhanh nhẹn tinh tế, dung mạo thượng thừa, trọng yếu nhất chính là khí chất linh động tươi đẹp cho người ta một loại giống như là ánh nắng cảm giác, rất là độc nhất vô nhị, khó trách tiêu hàng canh sẽ như vậy thích cùng che chở, nhị hoàng tử sẽ coi trọng thời khanh lạc, ngược lại là tình có thể hiểu, thời khanh lạc cười cười, vương gia quá khen, cẩm vương cũng cười cười, thời nương tử xứng đáng dạng này khen ngợi, thời khanh lạc cũng liền không kiêm tốn, vậy liền đa tạ vương gia khích lệ, cẩm vương sửng sốt một chút, Hiển nhiên không nghĩ tới thời Thanh Lạc sẽ như vậy sảng khoái đón lấy hắn khoa trương. Hắn bật cười, thời nương tử thật là một cái diệu nhân. Tiếp lấy nhìn về phía Tịch Dung, "A Dung, chúng ta đã hồi lâu chưa từng gặp qua, hôm nay không bằng liền từ ta làm chủ, cùng một chỗ dùng cái cơm rau dưa." Hắn hiện tại đối thời Thanh Lạc sinh ra hứng thú thật lớn, lúc này mới sẽ đưa ra cùng nhau ăn cơm. Thời Thanh Lạc muốn thật giống là hắn trong tưởng tượng loại kia thôn phụ hắn gặp mặt một lần đoán chừng cũng liền không hứng thú nhưng bây giờ hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn tịch dung trước nhìn thời thanh lạc một chút gặp nàng không có phản đối thế này mới đúng cẩm vương gật đầu cười nói được a à, vậy hôm nay liền để ngủ cửu cậu tốn kém mặc dù tịch dung động tác mệt mờ nhưng cẩm vương vẫn là phát hiện cái này khiến hắn càng là có chút kinh hãi đối tịch dung cô cháu gái này hắn vẫn là hiểu rõ bình thường tâm cao khí ngạo hiện tại chủ động trưng cầu thời thanh lạc ý kiến, nói rõ một chút ý thức liền lấy thời thanh lạc làm chủ. Lúc trước hắn nhận được tin tức, nói thời thanh lạc cùng tịch dung, tịch dung xen lẫn trong cùng nhau chơi đùa quan hệ rất tốt, hiện tại xem ra không chỉ chỉ quan hệ tốt, tại trong mấy người khả năng còn chiếm theo vị trí chủ đạo, cái này cũng không dễ dàng, quả nhiên có ý tứ. Thời Thanh Lạc biết bọn hắn đi vào Bắc Cương liền phải cùng Cẩm Vương đối đầu, cho nên trước tiếp xúc một hai, cũng tốt làm ứng đối. Dù sao lần này không tiếp, Cẩm Vương sẽ còn tìm lần thứ hai, lần thứ ba vô tình gặp gỡ chờ. Nàng vậy mới không tin, Cẩm Vương sẽ thực sẽ trùng hợp như vậy cũng tới nơi này ăn cơm. Thỏa thỏa là hướng về phía các nàng đến, khi nàng liền xem hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Thế là ba người cùng lên lầu, trưởng quỷ rất cung kính đem bọn hắn đưa đến Cẩm Vương chuyên môn phòng. Sau khi ngồi xuống, Cẩm Vương rất lịch sự để hai người gọi món ăn. Tịch Dung cầm qua menu hòa thời Khanh rơi nhìn một lần, điểm mấy cái bắt thành đặc sắc đồ ăn. Thời Khanh lạc cũng không câu thúc, lạc lạc hào phóng điểm muốn ăn đồ ăn. Cái này khiến Cẩm Vương càng thấy đặc biệt, dù sao muốn đổi thành những nữ nhân khác ở trước mặt hắn, nhưng sẽ không như vậy tâm lớn. Món ăn lên trước đó, Cẩm Vương cùng Tịch Dung nói chuyện phím lên, đều là trò chuyện một chút liên quan tới kinh thành chủ đề. Thời Khanh Lạc nghe Cẩm Vương mang theo Tịch Dung nói chuyện chủ đề, giống như đều là chút không có dinh dưỡng chuyện phiếm nhưng lại thời gian dần qua phát hiện hắn vẫn luôn tại dẫn đạo tịch dung hơn nữa còn mang theo thử ý vị ví dụ như hỏi thăm thái hậu thân thể đương nhiên tịch dung cũng rất cẩn thận cũng không có bị hoàn toàn nắm mũi dẫn đi trong hoàng thất người không thể coi thường bất kỳ một cái nào hai người trò chuyện một chút cẩm vương đột nhiên nhìn về phía thời thanh lạc cười hỏi nghe nói thời nương tử chính là cái kim bé con tới chỗ nào đều có thể xuất sinh tài chủ ý ngươi cảm thấy cái này bắt cương có cái gì con đường phát tài đâu thời khanh lạc có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cẩm vương mới lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề thăm dò cùng lôi kéo nàng cười trả lời ta vừa tới bắt cương đối bên này cũng không phải là hiểu rất rõ cho nên sư phụ ta còn không có cho ta thác mộng con đường phát tài đâu cẩm vương lấy cớ này tìm để hắn cũng không biết muốn làm sao phản bác dù sao thời khanh lạc trước đó vô luận là hiến loại vẫn là hiến phương tử cho hoàng đế đều là đánh lấy cái kia lão thần tiên danh nghĩa giống như là cái trượt không lưu thu con lương nhỏ để người có chút khó bắt chẳng qua đây càng nâng lên hứng thú của hắn nếu là như vậy mà đơn giản liền lôi kéo cùng thu phục cũng liền không có ý nghĩa hắn ngoắc ngoắc môi cười nói kia thời nương tử cần phải thật tốt hiểu rõ hạ bắc cương sau đó đại biểu sư phó ngươi tạo phúc hạ nơi này bách tính, chương 403, là lai lịch gì? Cẩm vương lời này, nếu là đổi thành những người khác, khẳng định sẽ kinh sợ từ chối khéo, thời khanh lạc lại không theo lẽ thường ra bài, cười nói, sư phụ ta trước khi đi xác thực muốn tạo phúc bách tính, vương gia đã nói như vậy, vậy ta còn thật sự có cái yêu cầu quá đáng, đến Bắc cương trước đó. Hoàng đế đơn độc tuyên gặp qua vợ chồng bọn họ, hoàng đế biểu thị có thể cho cẩm vương một chút ngon ngọt nếm, nếu là thời thanh lạc có thể nghĩ ra cải thiện bắt cương bách tính sinh hoạt, để bách tính thời gian càng dễ chịu hơn điểm, có thể thông qua cẩm vương là thực hiện. Hoàng đế trong lòng chứa đều là gia quốc thiên hạ, bắt cương bách tính cũng là con dân của hắn, cho nên vui lòng nhìn thấy bắt cương bách tính thời gian càng ngày càng tốt quá, chờ bách tính thời gian càng ngày càng tốt. Cẩm vương nếu là nhớ tới binh tạo phản, dân chúng khẳng định là không vui lòng tại bắc cương liền phải mất đi không ít dân tâm chờ cẩm vương tạo phản đền tội về sau hoàng đế vẫn như cũ là bắc cương chi chủ trước đó liền xem như cẩm vương phổ biến chính sách cũng sẽ thành quá khứ thắng làm vua thua làm giặc lịch sử đều là người thắng viết đến lúc đó hoàng đế lại tiếp tục phổ biến đối bắc cương bách tính tốt chính sách cẩm vương cũng liền đem triệt để trở thành quá khứ dạng này cũng thuận tiện thời khanh lạc vợ chồng đánh vào cẩm vương bên này đương nhiên hoàng đế tự nhiên không có như thế nói rõ đây là thời thanh lạc lý giải đồng thời cũng phát hiện vị này hoàng đế lòng dạ xác thực rất rộng lớn cũng bởi vì có hoàng đế cho phép cho nên thời thanh lạc ở chỗ này làm việc cũng liền có thế buông ra cẩm vương lần thứ nhất gặp người ở trước mặt mình thuận cột bò hắn có chút hiếu kỳ hỏi cái gì yêu cầu quá đáng thời thanh lạc cười nói ta đối bắt cương không quen vương gia có thể hay không đem bắt cương từng cái thành trì cùng huyện thành tình huống để người chỉnh lý thành một quyển sách cho ta không biết vương gia có nghe nói hay không quá ta người này nghĩ đồ vật đều cần phát động ví dụ như tại hà dương huyện bên kia nhìn thấy cỏ cao su ta liền biết loại thực vật này có thể cắt ra cao su đến cho nên ngay tại chỗ để nhân chủng thực cho nên vương gia nói muốn để ta nghĩ kế tạo phúc bắt cương bách tính vậy ta khẳng định còn phải trước cẩn thận hiểu rõ lại nhìn có thể hay không sờ nghĩ ra thích hợp hoàn cảnh ý kiến hay hay là nhìn xem sư phó có thể hay không bởi vậy cho ta thác mộng nàng đương nhiên sẽ không một chút liền đi nghĩ kế mà là phải tiến hành theo chất lượng tới trước nắm giữ bắt cương bên này trực tiếp tư liệu rất trọng yếu bắt cương tình huống sợ là hoàng đế đều không có cẩm vương cái này thổ hoàng đế hiểu rõ rõ ràng cẩm vương tự nhiên không tin cái gì thác mộng ngược lại là tin tưởng thời thanh lạc nói muốn thích hợp hoàn cảnh Hắn nghĩ nghĩ, không có vấn đề, Bản Vương hôm nay liền để người trở về làm chỉnh lý thành sách, qua mấy ngày tặng cho ngươi. Cái đồ chơi này nhìn như không trọng yếu, nhưng lại quan hệ toàn bộ Bắc Cương tình huống, cho nên kỳ thật rất trọng yếu. Nhưng Cẩm Vương nhưng lại thật muốn từ thời Thanh Lạc trong đầu móc đồ vật, sau khi cân nhắc hơn thiệt vẫn là đáp ứng. Nếu là thời Thanh Lạc cầm tới đồ vật, cuối cùng không giải quyết được gì, hắn chỉ có biện pháp thu thập dù sao hắn đồ vật cũng không phải dễ cầm, mà thời Khanh Lạc nếu là thật cho nghĩ biện pháp, đối với hắn chỗ tốt là cực lớn. Bắc Cương mặc dù cương vực bao la, nhưng lại rất nghèo nàn, chỉ dựa vào trên phong địa điểm kia thuế, căn bản không có cách nào khuếch trương nuôi lớn quân. Nuôi quân quá đốt tiền, mỗi ngày quân lương, lương thực, vũ khí trang bị các loại, mỗi tháng đều phải tốn phí một số lớn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền. Thời Khanh Lạc cười cảm tạ, vậy liền phiền phức vương gia. Rất nhanh đồ ăn liền lên đến, cẩm vương quen thuộc ăn không nói, cho nên ăn cơm thời gian ba người cơ bản không nói chuyện. Cẩm vương tùy ý ăn một chút liền buông đổ xuống, thời khanh lạc cùng tịch dung lại không khách khí, rất vui sướng ăn. Cũng làm cho cẩm vương nhìn xem có chút dở khóc dở cười, thầm than thật sự là hai tiểu cô nương. Cẩm vương niên kỹ so hoàng đế chỉ nhỏ ba tuổi, cho nên lớn nhất nhi tử đều đã 18 tuổi, cũng ngay tại lúc này vương phủ thế tử thời khanh lạc cùng tịch dung niên kỷ cùng hắn đại nữ nhi không sai biệt lắm cơm nước xong xuôi thời khanh lạc cùng tịch dung liền cáo từ cẩm vương cũng không có giữ lại hắn người này vẫn là tương đối có kiên nhẫn hắn cũng tiếp lấy liền hồi phủ còn gọi tới một thân tín phân phó đối phương thu thập chỉnh lý thành sách thời khanh lạc muốn đồ vật hai ngày sau thời khanh lạc cùng tịch dung cùng đi cẩm vương phủ đi tham gia vị kia trắc phi tổ chức ngắm hoa yến đào liễu thì đại biểu phó đô đốc phủ đi tham gia chẳng qua nàng nhưng không có hòa thời khanh rơi cùng một chỗ dù sao mặt ngoài nàng hòa thời khanh rơi cũng không quen mà lại nàng cũng biết thời khanh lạc cũng không muốn cùng nàng giao hảo mọi người chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau quan hệ chỉ cần thời khanh lạc không làm khó dễ nàng là được nghe nói đào liễu ăn mặc rất giàu quý đi cẩm vương phủ tham gia tiệc trụ các xuân như nội tâm rất là khó chịu còn có thời thanh lạc, một cái thất phẩm huyện lệnh thê tử, lại có tư cách gì đi tham gia tiệc rượu. Nàng trước đó đều đã chuẩn bị kỹ càng, đi cẩm vương phủ mặc quần áo cùng đeo đồ trang sức, lại không nghĩ rằng căn bản vô dụng bên trên. Nàng nhịn không được, tìm một cái cái kéo, đem làm món kia quần áo toàn bộ cắt thành mảnh vỡ, còn vừa các loại chỉ mắng. Phản phất y phục này chính là thời khanh lạc cùng liễu như, nội tâm bị hận ý một chút xíu bổ sung thời thanh lạc không biết các xuân như sau lưng không ngừng chửi mắng biết cũng không thèm để ý dù sao đây mới là tốt nhất trả thù rõ ràng là mình nhưng lại tự làm tự chịu toàn không có từng chiếm được mất đi mới là thống khổ nhất nàng muốn chính là các xuân như không ngừng nếm dạng này tư vị đến cẩm vương phủ cẩm vương trắc phi tiếp thân nha hoàng tự mình đến tiếp thời thanh lạc cùng tịch dung nha hoàng đối hai người rất khách khí hầu gia tiêu phu nhân mời vào bên trong Tịch Dung gật gật đầu, dẫn đường đi, sau đó kéo thời Khanh Lạc đi theo nha hoàng sau lưng. Điều này cũng làm cho đồng thời tới tham gia yến hội phu nhân các tiểu thư kinh ngạc không thôi. Đây là các nàng lần thứ nhất thấy hoa trắc phi bên người nha đầu, đối với người nào khách khí như vậy quá. Vừa rồi vào cửa hai người là thân phận gì, không biết, trước kia căn bản không có gặp qua. Một người trong đó nói, vừa rồi ta nghe nha hoàng hô một người trong đó hầu gia, hiện tại toàn bộ đại lương nhưng chỉ có một vị nữ hầu gia mọi người cũng một chút đoán ra tịch dung thân phận nguyên lai nàng chính là trấn nam hầu a nàng chạy thế nào đến bắc cương đến rồi nghe nói vị này hầu gia rất thụ bệ hạ cưng chiều có thể là cảm thấy bắc cương chơi vui liền chạy đến đi nàng người bên cạnh là ai nhìn xem nha hoàng kia đối nàng cũng rất khắc khí các nàng biết hoa trắc phi bên người nha hoàng bình thường từng cái tâm cao khí ngạo chỉ có đối thân phận người không bình thường mới có thể rất khách khí. nghe nha hoàng xưng hô nàng là tiêu phu nhân, bắc thành ngược lại là có cái tiêu phu nhân, chẳng lẽ là phó đô đốc gia quyến? rất có thể, các nàng đều biết cẩm vương hẳn là muốn lôi kéo vừa tới tiêu phó đô đốc. không nghe nói trấn nam hầu cùng tiêu phu nhân là bạn tốt à? hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. trong đó một vị bắc thành thế gia đại tộc phu nhân, nói xong cũng đối tới tiếp đãi nha hoàng của các nàng hỏi cái kia tiêu phu nhân là lai lịch gì? Nha hoàng vừa vặn biết nói, nàng là Hà Dương huyện huyện lệnh phu nhân. Vị này quý phụ nhân mộng, một cái huyện lệnh phu nhân làm sao lại cùng trấn nam hầu giao hảo, còn để trắc phi bên người nha hoàng khách khí như vậy. Nó phu nhân của hắn cũng là một đầu dấu chấm hỏi, không ít phu nhân tiểu tỷ trong lòng nhiều loại xem thường, chẳng qua là một cái huyện lệnh phu nhân mà thôi, các nàng còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại thân phận đâu. Chương 404, cừu hận để cẩm vương đi rồi, nồi để cẩm vương đi lưng, đi đến hậu hoa viên, dẫn đầu nha hoàng thu xếp thời thanh lạc cùng tịch dung ngồi tại vị trí phía trước. Nó phu nhân của hắn tiểu tỷ tiến đến sau khi thấy, đều lại ngẩn người, ngắm hoa yến vị trí vẫn rất có giảng cứu, càng đến gần chủ vị, càng là đại biểu thân phận không đơn giản, hoặc là rất thụ chủ nhà coi trọng, tịch dung ngồi ở phía trước, mọi người cũng không có ý kiến, nhưng một cái huyện lệnh phu nhân ngồi ở phía trước, cái này để người có chút nhìn không thấu chẳng qua mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào mọi người đều không nhắc tới ra chất vấn cẩm vương tại bắc cương chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại tương đối được sủng ái hoa trắc phi cũng kém không nhiều tương đương hậu cung tương đối được sủng ái quý phi cho nên không có ai sẽ ngốc đến chất vấn đắc tội hoa trắc phi lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang một ăn mặc lộng lẫy nữ tử đi đến ở đây phu nhân các tiểu thư đều nhao nhao đứng dậy cười chào hỏi gặp qua hoa trắc phi thời khanh lạc cùng tịch dung cũng theo chủ lưu đứng lên chào hỏi hoa trắc phi cười để mọi người ngồi xuống đi ngang qua một chút phu nhân trước mặt lúc sẽ còn dừng lại xuống bước chân nói lên vài câu thời khanh lạc nhìn thấy hoa trắc phi dung mạo xác thực cùng hoàng hậu có sáu bảy phần tương tự chỉ là hai người cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt hoàng hậu cho người ta một loại ung dung hoa quý lại đoan trang cảm giác hoa trắc phi thì là xinh đẹp cùng khéo léo có chút giống hồng lâu bên trong vương hy phượng cảm giác, nhìn thấy hoa trắc phi cùng một đám các phu nhân hòa mình, thời thanh lạc cảm thấy cẩm vương như thế cất nhắc nàng, trừ muốn cách ứng kinh thành đế hậu cùng thái tử bên ngoài, cũng cùng hoa trắc phi giao tế năng lực có quan hệ, dù sao phu nhân ngoại giao, kỳ thật còn rất trọng yếu, hoa trắc phi từ phía sau đi lên trước, đi đến thời thanh lạc hai người vị trí dừng lại. Nàng một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem tịch dung, hầu gia, người hôm nay có thế đến ta cái này ngắm hoa yến thật sự là rồng đến nhà tôm a tịch dung là lần đầu tiên thấy hoa trắc phi bởi vì thời thanh lạc trước khi đến nhắc nhở lúc này mới không có thất thố nàng là tại hoàng cung lớn lên cho nên hoàng hậu đối nàng rất tốt gần như coi nàng là làm nữ nhi đồng dạng đối đãi cho nên đối mặt lớn lên giống là hoàng hậu hoa trắc phi trong nội tâm nàng có chút không đúng vị lại thầm mắng cẩm vương một câu không làm người nàng nhàn nhạt cười nói, hoa trắc phi khách khí, hoa trắc phi cũng không quan trọng tịch dung thái độ, nàng vẫn luôn biết mình lớn lên giống là hoàng hậu, mà tịch dung là thái hậu cùng hoàng hậu nuôi lớn, nhìn thấy nàng sẽ không thoải mái cũng bình thường, cho nên nàng chẳng qua chỉ là khách khí khách khí, đối tịch dung tận tốt chủ nhà tình nghĩa liền tốt, dù sao mục tiêu của nàng cũng không phải tịch dung. Hoa Trắc Phi đem ánh mắt phóng tới thời thanh lạc trên thân, trong lòng cũng kinh ngạc dưới, không phải nói là thời khanh lạc chính là cái thôn phụ sao, nhìn xem dung mạo khí chất nhưng không hề giống, tại hoàng cung lớn lên trấn nam hầu bên cạnh, chẳng những không có bị đè xuống, ngược lại mỗi người mỗi vẻ, nàng mở miệng cười, vị này chính là thời nương tử đi, thời khanh lạc cười cười, ta là, hoa trắc phi đưa tay thân mật giữ chặt thời khanh lạc tay, đã sớm nghe nói thời nương tử hiến cao sản hạt giống, lại chơi đùa ra nhiều như vậy đồ tốt, còn có một cái lão thần tiên sư phó ta liền nghĩ khẳng định là cái tiên nữ nhân vật hôm nay xem xét quả là thế ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy thân cận thích thời khanh lạc phát hiện hoa trắc phi chẳng những giao tế lợi hại cũng kéo đến hạ thân đoạn tới lôi kéo người kỳ thật cũng không để người phản cảm dù sao ai không thích nghe lời dễ nghe đương nhiên thời khanh lạc cũng không có buông lỏng cảnh giác nàng cười nói hoa trắc phi quá khen hoa trắc phi khẽ cười nói ngươi xứng đáng thời khanh lạc nghĩ thầm cái này người không hổ là cẩm vương nữ nhân, ngày đó cẩm vương cũng nói lời giống vậy, nàng cười cười không có nói tiếp. Hoa trắc phi lại rất thân thiết hòa thời thanh rơi nói chuyện phím hai câu, lúc này mới buông tay nàng ra, ngồi xuống chủ vị, này sẽ mọi người cũng đều biết thời thanh lạc thân phận. Nguyên lai không chỉ là cái huyện lệnh phu nhân, vẫn là vị kia hiến loại thôn phụ, chẳng qua nhìn xem xác thực không giống như là cái thôn phụ, không biết còn tưởng rằng là nhà nào phu nhân tiểu tỷ. Người thông minh cũng đều biết Hoa Trắc phi tại sao phải đối thời Thanh Lạc như vậy thân cận khách khí, dù sao nghe nói cái này người là cái gì lão thần tiên đồ đệ, trong đầu có rất nhiều con đường phát tài, xem ra là Cẩm Vương muốn lôi kéo đối tượng. Khó trách các nàng đã cảm thấy lần này ngắm hoa yến có chút không hiểu, Hoa Trắc phi làm sao liền các huyện huyện lệnh phu nhân đều gửi thiệp, hóa ra là hướng về phía thời Thanh Lạc đến. Trong lòng đối thời Thanh Lạc cũng có khác biệt ý nghĩ mặc dù vẫn như cũ không nhìn trúng thân phận của nàng, nhưng cũng sẽ không đi đắc tội. Một chút cũng không biết trong này công công thẳng thẳng phu nhân tiểu tỷ này sẽ thì là một bên kinh bỉ thời thanh lạc thân phận, một bên ao ước nàng thế mà một chút liền nhập hoa trắc phi mắt. Đặc biệt là mấy tên khác lần thứ nhất tham gia dạng này ngắm hoa yến huyện lệnh phu nhân, khi nước chua không ngừng đi lên bốc lên, mọi người uống trước uống trà, hoa trắc phi mới đứng dậy kêu mọi người cùng nhau đi ngắm hoa bản thân nàng còn đi đến thời thanh lạc bên người, nói chuyện phím lên. Ngay từ đầu liền đối thời thanh lạc cùng tịch dung giới thiệu Bắc Thành, còn có một số bên này phong tục tập quán, thỉnh thoảng lại hỏi hỏi một chút kinh thành cùng Nam Khê huyện. Nàng rất biết nói chuyện phím, tìm đề cũng dễ dàng để người có tham dự cảm giác, trò chuyện một chút, hoa trắc phi đối thời thanh lạc cười nói, ta vẫn luôn nghe nói ngươi chủ ý rất nhiều, ta gần đây cũng muốn lời ít tiền, ngươi có thể giúp ta ra cái chủ ý sao? Thời Khanh Lạc lần nữa cảm thán, khó trách hoa trắc phi có thể phải cẩm vương cưng chiều, cái này hoàn toàn là đi theo cẩm vương đi. Thời Khanh Lạc ngược lại là không có cự tuyệt, mà là hỏi, hoa trắc phi muốn làm chút gì đâu? Hoa trắc phi lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Thời Khanh Lạc lại hỏi, ngươi danh nghĩa hiện tại có cái gì cửa hàng sao? Hoa trắc phi cười chi tiết nói, có một nhà theo phường, một nhà giấy phường, còn có một nhà tử lâu gia thế của nàng không tốt, bị cẩm vương từ một cái địa phương nhỏ mang về, lúc ấy thân phận chút xu bạc, mấy cái này cửa hàng, vẫn là nàng những năm này mình để giành được để người mở. Vương phủ chân chính quản gia quyền tại vương phi trong tay, nàng mặc dù được sủng ái lại nhìn xem phong quan, vương phủ xã giao đều là gần như đều là nàng đến, cũng bởi vậy tiêu xài rất lớn, thường xuyên đều muốn vận dụng đến mình cửa hàng thu nhập. Vương gia để nàng vừa thấy mặt liền thăm dò hạ thời thanh lạc, cũng chính hợp nàng ý tứ. Nếu là thời thanh lạc thật có thể giúp nàng ra một chút kiếm tiền điểm, nàng đương nhiên rất tình nguyện. Nàng bản thân thân phận cũng chính là cái tiểu thương hộ nhà cô nương, những năm này lại tại cẩm vương bên người được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, cho nên cũng không có bởi vì thời thanh lạc thôn phụ thân phận liền xem nhẹ. Ngược lại bởi vì vương gia coi trọng, nàng cũng sẽ rất xem trọng. Thời thanh lạc cười nói, theo thù phương diện ta không am hiểu, chẳng qua trong tay của ta ngược lại là có trang giấy cải tiến phương tử còn có một số thực đơn phương tử có lẽ có thể giúp được hoa cắt phi tạo giấy cái này trước đó vẫn luôn không có lấy ra tới mình dùng cũng là bởi vì sẽ tổn thương đến những cái kia tạo giấy đại thế gia lợi ích nhà nàng tiểu tướng công trước đó là cái tú tài hiện tại cũng chỉ là cái huyện lệnh thân phận còn không có đạt tới nhất định cao độ cừu hận kéo quá lớn bị thế gia đại tộc quần thể nhằm vào rất dễ dàng lật thuyền trước đó nàng liền nghĩ qua muốn dùng cái gì cho cẩm vương lấy lòng nghĩ tới nghĩ lui quyết định dùng cải tiến tạo giấy phương tử đánh cái tiên phong chờ cẩm vương đem trang giấy chi phí hạ xuống đi mua bán giá cả tự nhiên cũng sẽ hàng đến lúc đó xung kích toàn bộ đại lương trang giấy giá cả ảnh hưởng những cái kia đắt đỏ trang giấy phía sau thế gia đại tộc lợi ích cũng là cẩm vương đi kéo những cái kia đại thế gia cừu hận cẩm vương vì bạc tự nhiên sẽ không để ý bị nhầm vào còn có thể phản kích trở về, đoán chừng cái này cũng sẽ là hoàng đế vui lòng nhìn thấy, cho nên cừu hận để Cẩm Vương đi rồi, nồi để Cẩm Vương đi lưng, nàng đi theo Cẩm Vương lưng về sau, khúc chút nước là được. Chương 405, chính là cái cơ hội tốt, Hoa Trắc phi nguyên bản kỳ thật không ôm hy vọng, thời Khanh Lạc thực sẽ nghĩ kế, bởi vậy nghe được thời Khanh Lạc sau còn ngẩn người, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, cải tiến tạo giấy là thế nào cải tiến? Thời Khanh Lạc trả lời giảm xuống tạo giấy chi phí, còn có thể tạo khác biệt giá cả trang giấy ra tới. Nếu như hoa trắc phi mở giấy phường, có thể tạo ra rất rẻ giấy đến, tin tưởng tại toàn bộ đại lương cũng sẽ không sầu bán, mà còn chờ giấy phường làm lớn về sau, còn có thể lại mở một chút tương quan tác phường. Ví dụ như ô giấy dầu, hiện tại ô giấy dầu giá cả rất đắt, người bình thường căn bản không cần lên, đều là dùng áo tơi chờ, chờ sau này giấy tiện nghi ngươi liền có thể mở một cái ô giấy dầu tác phường, cũng có thể làm cao trung đê khác biệt giá cả dù. Giấy giá cả trở nên tiện nghi, học sinh nhà nghèo hoặc là nhà nghèo nhà mình, hàng năm cũng có thể tiết kiệm không ít tiền, sẽ còn cảm tạ hoa trắc phi ngươi đây. Còn có tương lai trời mưa xuống, bắt thành trên đường phố, người qua đường cùng nhau xuất ra một cái ô giấy dầu đánh lấy, chính là một bộ cảnh đẹp. Những cái này dù cũng đều là từ ngươi tác phường mua, bọn hắn cũng sẽ cảm tạ hoa trắc phi ngươi. Hoa Trắc Phi nghe xong thời thanh lạc về sau, nguyên bản tâm bình tĩnh nhịn không được trục trịch ngóc đầu dậy. Vương gia vẫn luôn nghĩ lung lạc người đọc sách, tạo giấy hạ giá chính là cái cơ hội tốt. Nàng tác phường giấy bút phía ngoài tiện nghi, mua người tự nhiên là sẽ thêm, đồng thời còn có thế kiếm một số tiền lớn. Còn có thời thanh lạc nói cái kia ô giấy dầu, về sau bắt thành trời mưa, mọi người nhao nhao xuất ra một cái nàng tác phường ra ô giấy dầu, nghĩ đi nghĩ lại liền sẽ rất có cảm giác thành công ánh mắt của nàng tỏa sáng nhìn xem thời khanh lạc khó trách đều nói thời nương tử là cái kim bé con quả nhiên tùy tiện ra cái chủ ý liền có thể kiếm tiền thời khanh lạc cười cười hoa trắc phi quá khen ta cũng chẳng qua là thụ sư phó ân huệ hoa trắc phi tâm tư nhất chuyển lại hỏi ngươi còn biết không ít thực đơn phương tử thời khanh lạc gật đầu ừm biết hơn mấy chục loại đâu mấy ngày nay tại bắc thành tửu lâu ăn cơm ta liền cảm giác món ăn quá đơn điệu Hoa Trắc Phi nếu có thể tại trong tủ lâu của ngươi nhiều gia tăng một chút đặc sắc đồ ăn, tin tưởng sinh ý sẽ càng ngày càng tốt. Chờ ở Bắc Thành đánh ra thanh danh đi, còn có thế chuyên môn bồi dưỡng một chút đầu bếp ra tới, đem tủ lâu của ngươi mở đến cái khác thành trì hoặc là huyện thành đi. Để càng nhiều người thưởng thức đến khác biệt mỹ thực, mọi người cũng sẽ cảm tạ ngươi. Bắc Cương bên này món ăn quá đơn điệu, đổi tới đổi lui cứ như vậy mấy thứ. Thời đại này nấu nướng nhiều kiểu rất ít, cơ bản đều là nấu cùng hầm, xào rau đều rất ít, cho nên thời thanh lạc cảm thấy để cho Cẩm Vương cải thiện Bắc Cương bên này món ăn rất có cần phải. Nàng trước đó cũng hỏi qua Lương Hữu Tiêu cùng Hề Duệ, muốn hay không làm tử lâu, nhưng hai người đều không có hứng thú gì. Bạch Hữu bên kia trước đó ngược lại là đi ngược chiều tửu lâu cảm thấy hứng thú, còn từ nàng nơi này cầm mấy cái phương tử. Nhưng từ khi cùng hắn cửu cửu bắt đầu hướng Thảo Nguyên chạy tới chạy lui, buông lông cừu cùng mở dê đầu cơ trục lợi về sau, liền thích cái này kích thích hơn sinh ý. Cũng bởi vậy thời Khanh lạc nghe nói hoa trắc phi có tử lâu, mới có thể nói mình có phương tử. Đương nhiên vô luận là cải tiến tạo giấy phương tử, vẫn là thực đơn phương tử, cũng không thể miễn phí đưa cho hoa trắc phi. Đối phương chỉ cần không ngốc, còn muốn tế thủy trường lưu, liền sẽ không muốn lấy không. Hoa trắc phi nghĩ thầm khó trách vương gia coi trọng như vậy thời Khanh lạc, nha đầu này thật sự là lợi hại chỉ là hỏi nàng mở cái gì cửa hàng thế mà liền liên tiếp có thế cầm phương tử ra tới còn có thế nghĩ kế hoa trắc phi thân cận mà cười cười nói cái này tình cảm tốt ta cũng cảm thấy hiện tại trong tử lâu món ăn quá ít nàng lại hỏi ngươi ngày mai có thời gian không chúng ta kỹ càng tìm một chút như thế nào chuyện này trước tiên cần phải hỏi một chút phương gia ý tứ mà lại đối thời khanh lạc phương tử muốn làm sao cầm cũng phải hỏi một chút thời khanh lạc biết hoa trắc phi làm không được chân chính chủ gật đầu nói có thời gian vậy ngày mai chúng ta hẹn địa phương nói chuyện hoa trắc phi khẽ cười nói được nói tiếp đi một cái trà lâu danh tự lại hòa thời khanh rơi ước định thời gian cái này trà lâu là cẩm vương sản nghiệp ở đây đàm luận không dễ dàng tiết lộ ra ngoài hai người cười cười nói nói lại trò chuyện không ít đồng thời không có che che lấp lách bởi vậy theo ở phía sau không ít phu nhân các tiểu thư cũng nghe được các nàng đối thoại Đồng thời kinh hải không thôi, hiển nhiên đều không nghĩ tới, Hoa Trắc phi mới tùy ý nhất lên, thời thanh lạc liền thật có thể ra kiếm tiền chủ ý. Đừng nói là Hoa Trắc phi, chính là các nàng nghe đều cảm thấy thật muốn làm lên, khẳng định kiếm tiền, đặc biệt là cải tiến tạo giấy phương tử, giảm xuống trang giấy giá cả, làm thành chuyện này, tại thanh danh còn có rất nhiều lợi. Khó trách Hoa Trắc phi đối một cái huyện lệnh phu nhân như vậy khách khí, đổi thành các nàng cũng sẽ khách khí a. Đương nhiên chưa thời khanh lạc người cũng càng chua. Thời khanh lạc cũng không thèm để ý những cái này phu nhân tiểu thư thái độ, nhưng có thế xác định, trải qua sự tình hôm nay về sau, nàng tại Bắc Thành Thượng tầng vòng tròn đoán chừng có thế nổi danh một cái. Nàng cũng có thế đoán được hoa trắc phi vì sao lại ngay trước những cái này phu nhân tiểu thư mặt, liền để nàng nghĩ kế, trừ thăm dò lôi kéo bên ngoài, cũng là muốn làm cho những người này nhìn. Đặc biệt là nếu như nàng thật đồng ý, cũng có thể cho ngoại giới một cái tín hiệu, nàng đối cẩm vương phủ lấy lòng. Cẩm vương khả năng còn có một cái khác tầng ý tứ, hoàng đế thám tử biết về sau, nói không chừng sẽ còn đối vợ chồng bọn họ có đề phòng, hoặc là bị tức đến. Thời Khanh Lạc phát hiện đến Bắc Cương về sau, chẳng những muốn phòng bị không rơi vào cạm bẫy, còn phải ứng phó cẩm vương. Về sau đoán chừng còn phải ứng phó cái khác thế gia phu nhân tiểu tỷ, ngắm hoa yến mục đích đạt tới, hoa trắc phi tâm tình rất tốt trong lúc đó còn giới thiệu thời thanh lạc cùng tịch dung, nhận biết không ít bắt thành thế gia đại tộc phu nhân tiểu tỷ. Những người này phần lớn đều là người thông minh, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hoặc là coi như xem thường thời thanh lạc thôn phụ thân phận, trên mặt cũng không có biểu lộ ra. Để các nàng lần nữa kinh ngạc chính là, vô luận các nàng nhất lên chuyện gì, thời thanh lạc đều có thể tiếp được bên trên lời nói, cùng các nàng lời nói ở giữa không kiêu ngạo không tự ti, cũng sẽ không tận lực khoe khoang mình, cũng sẽ không không có tồn tại cảm, tóm lại ở chung lên rất dễ chịu, đây càng là không hề giống là thôn phụ, cũng bởi vậy các nàng đối thời Thanh Lạc ấn tượng lần nữa phát sinh biến hóa, đối nàng cũng càng coi trọng mấy phần. Đương nhiên, cũng có mấy cái như vậy không hiểu được những cái kia công công thẳng thẳng, hoặc là luôn cảm giác mình thân phận cao quý, lời nói ở giữa đều mang một loại vênh váo tự đắc kiêu căng thời thanh lạc tự nhiên sẽ không mặc nóng dáng người ta mông lạnh người khác lãnh đạm kiêu căng nàng cũng lười ứng phó để ý tới cũng bởi vậy tại không ít người trong mắt nàng cũng lưu lại một cái gan lớn lại phách lối ấn tượng liệu như cũng đi theo những cái này phu nhân sau lưng nhìn xem thời thanh lạc đem hoa trắc phi lung lạc phải hết sức cao hứng tại những cái này quý phụ nhân trước mặt lời nói ở chung cũng rất nhàn nhã vênh váo không chút phí sức trong lòng đối thời thanh lạc không khỏi bội phục tới cũng khó trách lúc trước nàng câu dẫn tiêu hàng tranh không thành công, có thời thanh lạc dạng này thê tử, cái khác chỉ chỉ có mỹ mạo nữ nhân, cũng khó nhập mắt của hắn đi, mà trong hoa viên chuyện phát sinh, cũng rơi vào cách đó không xa một ngọn núi giả đình nghỉ mắt phía trên người đang ngồi trong mắt, chương 406, không thử một chút lại làm sao biết được hay không đâu. Giả sơn trong lương đình ngồi ba người, trừ cẩm vương bên ngoài, còn có một tiên cốt đạo gió mặt đạo bào lão giả, cùng một đầu đội ngọc quan nam tử trẻ tuổi, chờ hoa trắc phi mang theo một đám phu nhân các tiểu thư rời đi, ba người mới thu hồi ánh mắt, cẩm vương nhìn xem lão đạo cười hỏi, đạo trưởng, ngươi nhìn kia thời thanh lạc có phải là rất đặc biệt, lão đạo nâng chung trà lên trước uống một ngụm, xác thực rất đặc biệt, nàng này tướng mạo rất đặc biệt, nhìn tướng mạo chính là sớm vẫn chi tướng, nhưng không biết vì sao chẳng những sống đến nay. Còn nhiều ra một bộ đại phú đại quý vượng phu vượng nhà chi tướng rất có thể là nàng vị kia cái gọi là phi thăng đạo trưởng sư phó vì nàng đổi mệnh cẩm vương trong lòng kinh kinh không nghĩ tới thật là có cải mệnh nói chuyện kia đạo trưởng ngươi có thể cải mệnh sao lão đạo lắc đầu cười nói bần đạo còn không có đạt tới loại kia chiều sâu cẩm vương cũng không xoắn suýt cái này kia đạo trưởng ngươi nhìn cái này thời thanh lạc hiểu được nhiều đồ như vậy thật sự là vị kia lão thần tiên sư phó lưu lại hoặc là thác mộng sao lão đạo nghĩ nghĩ thế gian này vốn là có một chút huyển hoặc khó hiểu sự tình. Nếu là sư phụ của nàng liền nghịch thiên cải mệnh cũng có thể làm đến, lưu lại một vài thứ hoặc là thác mộng cũng bình thường. Đương nhiên, cũng có khả năng vị này thời nương tử chính là một sinh ra đã biết đặc thù người, cho nên nàng chỉ cần thấy được một thứ gì đó, liền có thể biết phải dùng làm sao, còn có thể làm gì. Một bên nam tử trẻ tuổi, cũng là cẩm vương phủ thế tử lương minh vũ có chút nửa tin nửa ngờ, đạo trưởng, thế gian này thật tồn tại sinh ra đã biết người lão đạo cười khẽ tự nhiên là có chẳng qua lại là bên mang biển mây bên trong cực thiểu số đối điểm ấy cẩm vương ngược lại là không có hoài nghi dù sao luận ngữ bên trong liền có nói đến sinh ra đã biết hắn kỳ thật trước đó đều có chút hoài nghi thời thanh lạc là loại người này đương nhiên đối với thời thanh lạc cái kia thần bí lão thần tiên sư phó hắn cũng là có mấy phần tin hắn phái người đi nam khê huyện điều tra hắn người tra được đạo quan kia hiển hiện quá hai lần thần tích, bị không ít người tận mắt nhìn thấy, khi bắt ngô hạt giống, cũng là trồng ở đạo quán hậu viện phát hiện. Đương nhiên, vô luận là loại nào, đều đại biểu thời thanh lạc giá trị rất lớn. Hoàng đế cũng trách bỏ được đem người phóng tới Bắc Cương đến, đổi thành hắn khẳng định phải câu ở bên người dùng. Hắn lại hỏi, đạo trưởng, ngươi nhìn thời thanh lạc có thể làm gốc vương sở dùng sao? Lão đạo trưởng nhìn một chút cẩm vương, một lát sau đoán được, nàng hẳn là có thể đến giúp vương gia không ít nghĩ nghĩ hắn vẫn là nhắc nhở dạng này người vương gia có thể lung lạc nhưng lại không thể bức bách nếu không rất có thể bị phản vệ cẩm vương gật đầu bản vương minh bạch tiếp lấy hai người lại trò chuyện trò chuyện lão đạo trưởng liền đưa ra muốn đi dạo chơi cẩm vương thở dài đạo trưởng ngươi nhất định phải rời đi sao liền không thể lưu lại giúp bản vương một chút sức lực vị này đạo trưởng vô luận là xem bói vẫn là xem tướng đều rất chuẩn, còn hiểu một chút kỳ môn độn giáp thuật, hắn là rất muốn đem người lưu lại, giúp hắn thành tựu đại nghiệp. Lão đạo cười từ chối nhã nhặn, đa tạ vương gia coi trọng, nhưng bần đạo đối quyền lợi cũng không có truy cầu, chỉ muốn tại sinh thời nhiều đi một chút nhìn xem. Hắn xác thực đối quyền lợi không có quá nhiều truy cầu, mà lại đồng thời nhìn ra cẩm vương trên thân cũng không có tử long khí tức, muốn thành lên đại sự rất khó nếu không phải đã từng Cẩm Vương đã giúp hắn một đại ân, hắn cũng sẽ không lưu tại Cẩm Vương phủ hai năm vì Cẩm Vương nhìn nhau một chút người có thể hay không phải dùng, hiện tại cũng nên là rời đi thời điểm, nếu không liền khó thoát ly cái này vũng bùng. Cẩm Vương mặc dù tiếc nuối, nhưng lại cũng không tốt đắc tội loại này có bản lĩnh người, hắn nghĩ nghĩ hỏi, đạo trưởng muốn đi phương nào, lão đạo chi tiết trả lời, nghe nói Tây Vực cùng Đại Lương rất là khác biệt, bần đạo muốn đi xem. Cẩm vương cười cười, vậy bản vương liền chúc đạo trưởng thuận buồn xuôi gió. Lão đạo trước cười nói tạ, lại nói, trời đi trước, bần đạo muốn đi tìm thời nương tử hỏi một chút sư phó của nàng, vương gia thấy có được không? Cẩm vương cũng muốn thăm dò thời thanh lạc lão thần tiên sư phó, bởi vậy cười khẽ, cái này có gì không thể. Ngày mai bản vương vì đạo trưởng thu xếp, gặp một lần thời thanh lạc, lão đạo gật đầu, tốt, tiếp lấy hắn liền nên rời đi trước về ở viện tử chỉ để lại cẩm vương phụ tử lương minh vũ nhìn xem cẩm vương nói phụ vương ngươi nói thời thanh lạc sẽ giúp trắc phi nghĩ kế sao cẩm vương lắc đầu cái này khó mà nói ta là cảm thấy khả năng không lớn nhưng vừa rồi nhìn hoa trắc phi sắc mặt vui mừng lại giống là đạt thành mục đích chờ ngắm hoa yến kết thúc tự nhiên là biết lương minh vũ gật gật đầu cũng đúng sau đó vuốt ve chén trà trong đầu tất cả đều là thời thanh lạc âm dung tiếu mạo hắn gặp qua không ít tuyệt sắc nữ tử hậu viện cũng không ít mỹ nhân nhưng giống thời thanh lạc dạng này khí chất linh động đặc biệt còn là lần đầu tiên thấy hắn sinh ra hứng thú thật lớn cẩm vương thấy nhi tử một mặt nghiền ngẫm hứng thú không khỏi nhíu mày thu hồi ngươi điểm kia ý nghĩ thời thanh lạc cũng không phải trước ngươi gặp phải những nữ nhân kia hắn đứa con trai này vô luận là tài học hay là năng lực đều là xuất chúng nhưng lại có hai cái yêu thích một là thích thu thập thu nạp khí chất khác biệt mỹ nhân, hai là thích phụ nữ có chồng, mà hiển nhiên hai điểm này thời khanh lạc đều chiếm. Lương Minh Vũ bị cha ruột nói toạt ra tiểu tâm tư, cũng không xấu hổ. Hắn cười nói, phụ vương, cũng là bởi vì cùng những cô gái kia khác biệt, ta mới phát giác được có ý tứ. Ta nếu là có thể đưa nàng thu phục, đối vương phủ đến nói thế nhưng là chuyện tốt, nàng liền có thể hoàn toàn cho chúng ta sử dụng. Dung mạo xinh đẹp tính tình khí chất đặc biệt, có vượng phu vượng nhà chi tướng trong đầu còn có rất nhiều kiếm tiền chi đạo hắn đương nhiên muốn đem cái này kim bé con ôm trở về đến cẩm vương liếc mắt nhìn hắn ta không cho rằng nàng sẽ bị ngươi thu phục thời khanh lạc nhìn xem cũng không giống như là nhi tử hậu viện hoặc là bên ngoài thông đồng những nữ nhân kia lương minh vũ khẽ cười nói không thử một chút lại làm sao biết được hay không đâu nàng rất đúng khẩu vị của ta ta một chút liền có thể nhận định nàng là ta thích loại nữ nhân kia, cẩm vương, hắn có chút im lặng, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, mỗi lần đều nói đúng ai 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 là thực tình thích, cũng không có bao lâu đến tay về sau, liền đem người ném tới hậu viện, phía ngoài thì dùng tiền đuổi, lại liệp diễm mục tiêu mới, lương minh vũ cười trả lời, ta mỗi lần đều xác thực nghiêm túc, lúc ấy cũng là thực tình thích, chỉ là đạt được, đã cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Tự nhiên là mất đi hứng thú. Cẩm vương đối đứa con trai này có chút đau đầu, ngươi muốn làm cái gì ta lười nhát quản, nhưng ngươi lại không muốn mất phân tất, càng không thể ép buộc thời thanh lạc. Hắn mang theo vài phần cảnh cáo lại nói, nếu không nếu là giống đạo trưởng nói bị phản vệ, hậu quả ngươi liền tự mình gánh chịu. Lương Minh Vũ gật gật đầu, phụ vương yên tâm, ta chắc chắn sẽ không xấu chuyện của ngài. Hắn xưa nay sẽ không ép buộc nữ nhân, đều là có kiên nhẫn chờ lấy đối phương ngoan ngoãn mắt câu hai người ngồi một hồi, cũng đứng dậy rời đi, chờ ngắm hoa yến kết thúc, còn không đợi cẩm vương trước triệu kiến, hoa trắc phi liền đi thư phòng của hắn, chương 407, ta cầu ngươi làm người đi, hoa trắc phi tiến thư phòng về sau, liền đem thời thanh lạc nói lời thuộc lại một lần, cẩm vương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng hôm nay như vậy sản khoái, chẳng những muốn cho ngươi cải tạo giấy phương tử, còn muốn cho ngươi thực đơn phương tử. Hoa Trắc Phi khẽ cười nói, thiếp thân cái này còn không phải dính vương gia ánh sáng, mà lại thời khanh lạc là người thông minh, thiếp thân nhìn cải tạo giấy phương tử, nàng chính là mượn thiếp thân tay, hiến cho vương gia, thời khanh lạc vì sao lại đồng ý, nhìn khẳng định không phải nàng người này, mà là sau lưng nàng cẩm vương, cẩm vương vuốt vuốt hoa trắc phi tay, ái phi thật sự là thông minh lanh lợi, ngày mai bản vương cùng đi với ngươi trà lâu đi. Vừa vặn mang theo lão đạo trưởng đi qua, hoa trắc phi không có dị nghị, hỏi, vương gia, cái này phương tử chúng ta là lấy không, vẫn là muốn bỏ ra cái giá gì. Cẩm vương nhíu mày, ngươi cho rằng thiên hạ sẽ rớt đĩa bánh sao, hoa trắc phi lắc đầu, tự nhiên sẽ không. Cẩm vương cười cười, cho nên thời thanh lạc sẽ không cho không chúng ta, ngày mai đi xem một chút nàng muốn cái gì đi. Hoa trắc phi lúc này mới hiểu, khó trách ngày mai vương gia muốn đi theo đi, hóa ra là muốn đi đàm đại giới. Nàng cười nói, có vương gia tại, thiếp thân cũng yên lòng hai người còn nói hội thoại hoa trắc phi liền rời đi phó đô đốc phủ đào liễu hồi phủ về sau đi tiêu nguyên thạch viện tử này sẽ tiêu nguyên thạch chính trong thư phòng luyện chữ cái này đã trở thành hắn mỗi ngày môn bắt buộc đem liễu như trở về hắn mới để bút xuống hôm nay không có gặp được cái gì chuyện gì a à. nhìn thấy liễu như bình yên vô sự trở về hắn nhẹ nhàng thở ra mặc dù phái không ít người che chở nhưng hắn liền sợ thời thanh lạc gây chuyện đào liễu đi qua cười nói, không có việc gì, hôm nay thiếp thân đi cẩm vương phủ hết thảy thuận lợi, tiêu nguyên thạch nghĩ nghĩ hỏi, thời khanh lạc đi, có hay không phát sinh chút gì, hắn luôn cảm thấy xấu con dâu vô luận đi đâu, không phát sinh chút gì, giống như mới không bình thường, đào liễu cũng không có dấu giếm, đem nghe được nói một lần, tiêu nguyên thạch kinh kinh, ngươi nói là thời Thanh lạc vì hoa trắc phi ra kiếm tiền chủ ý, đào liễu gật đầu, ừm, ra. Hai người còn hẹn lấy ngày mai đi trà lâu tiếp tục đàm đâu. Đối thời Khanh Lạc có thể nghĩ ra nhiều như vậy con đường phát tài đến, nàng cũng là bội phục. Tiêu Nguyên Thạch lông mày nhăn nhăn, nàng đây là muốn làm gì? Trước đó Cẩm Vương đưa tiền, thời Khanh Lạc vợ chồng là cự tuyệt, cái kia cũng cho thấy hẳn là không muốn cùng Cẩm Vương dính vào quan hệ, nhưng lại lại chủ động tới tham gia tiệc rượu, càng trước mặt mọi người vì Cẩm Vương trắc phi ra chủ ý, cái này khiến hắn xem không hiểu liễu như mặc dù đã từng bị bồi dưỡng quá, nhưng mắt thấy lại có hạn, cho nên không hiểu nhiều tiêu nguyên thạch. Nàng nghĩ nghĩ nói, thiếp thân nhìn thời thanh lạc bộ dáng, giống như rất nguyện ý cùng hoa trắc phi đi gần. Tiêu nguyên thạch lông mày nhào càng sâu, được, ta biết, hắn đưa thay sờ sờ liễu như bụng, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, về viện tử đi nghỉ ngơi đi. Liễu như rất thức thời gật đầu, được, tiêu nguyên thạch ngồi tại thư phòng nghỉ nửa ngày, vẫn là rất nghi hoặc chẳng lẽ thời khanh lạc nghĩ đầu nhập cẩm vương? Cuối cùng hắn nhịn không được, phái người đi thời khanh lạc viện tử, mời nàng tới đây. Tiêu Nguyên Thạch thân tùy khi đi tới, thời khanh lạc đang cùng tịch dung nói chuyện phiếm, nghe cạn bả cha muốn gặp mình, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối tịch dung nói một tiếng, liền theo thân tùy đi tiêu nguyên thạch viện tử, tiêu nguyên thạch này sẽ cũng không có tại thư phòng, mà là ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, tại thư phòng đơn độc cùng đoạn thân con dâu gặp mặt, Chuyện đi không ổn, nếu là trong sân, thì vệ hạ nhân đều nhìn, liền không quan trọng. Thời Khanh Lạc trở ra, chủ động ngồi xuống cặn bả cha đối diện, nàng chủ động mở miệng, phó đô đốc tìm ta có việc, tiêu nguyên thạch căng dặn để thân tùy mang theo người đi xa một chút, đừng để người nghe được bọn hắn nói chuyện, thế này mới đúng thời Khanh Lạc nói, xác thực có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự, thời Khanh Lạc cười cười, có chuyện gì, liền ngươi đi thẳng vào vấn đề nói đi tiêu nguyên thạch cũng không đi vòng vèo người giúp hoa trắc phi ra phát tài chủ ý thời khanh lạc gật đầu đúng a à. tiêu nguyên thạch câu mày hỏi thực đơn phương tử trước đó không đề cập tới cái này cũng không trọng yếu nhưng cải tạo giấy giảm xuống chi phí cùng mua bán giá cả sẽ tạo thành ảnh hưởng gì ngươi hiểu chưa thời khanh lạc hỏi lại ngươi cảm thấy sẽ có ảnh hưởng gì tiêu nguyên thạch như nói thật đầu tiên cẩm vương có thế từ đó thu lợi rất lớn đại lương từ khai triều liền rất chú trọng bồi dưỡng quan văn cho nên các nơi học sinh không ít trang giấy tiêu hao rất lớn cẩm vương phủ tạo nên giấy nếu như đồng dạng phẩm chất lại so những nhà khác tiện nghi chỉ cần không phải đồ đần đều khẳng định mua cẩm vương phủ cái này cũng có thể để cho cẩm vương phủ liễn một bút tài tiếp theo đến lúc đó trang giấy hạ giá cẩm vương khẳng định sẽ để cho người đi khắp nơi tuyên truyền hắn đây là vì đông học sinh làm chuyện tốt Tại danh vọng bên trên đối với hắn có lợi ích rất lớn, dù sao nhất định có thể đạt được không ít học sinh hảo cảm. Thời Khanh Lạc gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, nhưng cái này lại quan hệ thế nào đâu? Tóm lại là làm việc tốt, để càng nhiều người có thể đọc nổi sách, để rất nhiều hàng môn cùng tiểu hộ nhân gia, hàng năm tiết kiệm không ít tiền." Tiêu Nguyên Thạch. Nha đầu này là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Vậy ngươi nghĩ tới chuyện này nếu như truyền đến hoàng thượng trong lỗ tai?" sẽ như thế nào? Ngươi liền không vì tranh nhi cân nhắc, thời khanh lạc nhíu nhíu mày, trước công công, thật không nhìn ra, ngươi thế mà còn có quan tâm nhi tử thời điểm, ngươi không có cái gì mưu đồ a? tiêu nguyên thạch. Cái này nói là tiếng người sao, hắn làm sao liền không thể quan tâm hạ nhi tử rồi, đương nhiên, hắn hôm nay sẽ tìm thời khanh lạc đến muốn hỏi rõ ràng, trọng điểm là không hy vọng nàng phá hư hắn bố trí kế hoạch, đối với tiêu hàng tranh đứa con trai này, hắn là rất phức tạp một phương diện không hy vọng đối phương đi lên con đường sai trái một phương diện lại không hy vọng đối phương tại hoạn lộ bên trên đi quá xa nếu là ngày nào tiêu hàng tranh đi so hắn xa đứng cao hơn hắn vậy thì càng đại biểu hắn đã từng lựa chọn là cái sai lầm cực lớn hắn muốn tại bắc thành trong khe hẹp sinh tồn liền phải tìm cơ hội cẩm vương cùng tiêu hàng tranh giữa phu thê kiềm chế lẫn nhau càng thậm chí thời thanh lạc nếu như cùng cẩm vương phản lấy làm đây chính là cơ hội ai nghĩ đến thời khanh lạc vậy mà không theo lẽ thường ra bài hắn cười lạnh ta chẳng qua là không nghĩ các ngươi ngộ nhập lạc lối ta có thế có ý đồ gì thời khanh lạc nhìn xem hắn cười hỏi cái gì là lạc lối tiêu nguyên thạch phát hiện cái này xấu con dâu thật quá khó chơi nói đã hơn nửa ngày hắn vẫn là không có phát hiện nàng làm như thế ý đồ hắn thấm thía nói ngươi đừng đem sự tình nhìn quá đơn giản ngươi muốn vì học sinh nhà nghèo chờ làm việc thiện đúng là chuyện tốt nhưng ngươi cũng phải nhìn nhìn đối tượng là ai ngươi vì cẩm vương nghĩ kế kiếm tiền vì hắn danh lợi hoàng thượng sẽ cao hứng sao đến lúc đó còn không phải liền phải giận chó đánh mèo đến ngươi cùng tranh nhi trên đầu ta chính là nghĩ nhắc nhở ngươi một chút làm việc phải nghĩ lại mà làm sao thời khanh lạc ngoạn vị nói ngươi đây là khuyên nhủ chúng ta không muốn lên cẩm vương thuyền sao tiêu nguyên thạch gật đầu đương nhiên thời khanh lạc đột nhiên hỏi nhưng ta nghe nói ngươi thu cẩm vương phủ năm vạn lượng bạc, vậy ngươi xem như bên trên cẩm vương thuyền sao, tiêu nguyên thạch. Ta cầu ngươi làm người đi, nơi nào đau nhức liền đâm nơi nào, cái này xấu con dâu thật không phải cái thứ tốt, chương 408, nàng chính là cố ý, tiêu nguyên thạch phát hiện thời thanh lạc tin tức quá linh thông, thế mà nhanh như vậy liền biết các xuân như thu năm vạn lượng bạc sự tình, cũng không biết là người trong phủ tiết lộ, vẫn là hoa trắc phi nói cho nàng, hắn rất thản nhiên nói đây không phải là ta thu thời khanh lạc một mặt nhìn đồ đần bộ dáng nhìn xem hắn nàng thế nhưng là nữ nhân của ngươi nàng thu không phải tương đương với ngươi thu sao trước công công ta thật nhiều hiếu kỳ hiện tại ngươi muốn lựa chọn thế nào đâu tiêu nguyên thạch làm sao đột nhiên cảm giác bị mang lệch ra rõ ràng là hắn gọi thời khanh lạc tới thăm dò muốn biết các nàng muốn làm gì hiện tại làm sao biến thành nàng đuổi theo hỏi lựa chọn của hắn rồi tiêu nguyên thạch sắc mặt có chút không dễ nhìn ta đương nhiên là trung với hoàng thượng thời khanh lạc không che giấu mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác mà nói nhưng ngươi thu năm vạn lượng cẩm vương muốn để ngươi làm việc ngươi không đồng ý vậy ngươi một cái nhận hối lộ trốn không thoát tiêu nguyên thạch hắn không nên đem người kêu đến chuyên môn khí hắn hắn không trả lời lại sẽ chủ đề vây quanh ban sơ vậy các ngươi đâu ngươi biểu hiện bây giờ là muốn lên Cẩm Vương thuyền rồi." Thời Khanh Lạc cười hì hì nói, "Ngươi đoán." Tiêu Nguyên Thạch. Đoán cái trắm, Hắn hiện tại mới phát hiện, cái này xấu con dâu chẳng những một bụng ý nghĩ xấu, vẫn là cái hầu tinh." Thời Khanh Lạc đột nhiên hỏi, "Ngươi là hy vọng chúng ta cùng Cẩm Vương phản lấy làm gì?" Tiêu Nguyên Thạch ngẩn người, hiển nhiên thật bất ngờ thời Khanh Lạc làm sao đoán được. "Chẳng qua trong khoảnh khắc thu liễm, các ngươi có theo hay không Cẩm Vương làm, cũng chuyện không liên quan đến ta." hắn một mặt chân thành, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, không cần làm ra lựa chọn sai lầm, liên lụy tranh nhi, để hắn bị hoàng thượng giận chó đánh mèo, chỉ thế thôi." Thời Khanh Lạc cười nhạo, "Ta nhưng không tin ngươi mà hảo tâm như vậy, trước công công, chính ngươi là cái hạng người gì, trong lòng không có điểm số sao?" "Ta nhưng không phải người ngu, sẽ tin ngươi lời nói." Tiêu Nguyên Thạch. "Người con dâu này nói chuyện thật có thể nghẹn chết người." hắn giả vờ như một mặt thản nhiên tùy ngươi tin hay không nếu như ngươi muốn cho tranh nhi đi xa một chút vậy ngươi cũng tốt nhất cùng cẩm vương phủ giữ một khoảng cách lại làm ra một bộ muốn tốt cho các ngươi bộ dáng ta liền nhắc nhở điểm ấy có nghe hay không chính là của ngươi sự tình thời khanh lạc khẽ cười nói tạ ơn nhắc nhở của ngươi và hảo ý tiêu nguyên thạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra nghĩ đến cái này xấu con dâu cuối cùng nghe vào lời hắn nói ai biết nàng tiếp lấy đến một câu thỏa thỏa lại sẽ hắn tức gần chết thời khanh lạc lại nói nhưng ta chính là không muốn nghe ngươi đâu nàng buông buông tay ngươi nói đông ta liền lệch muốn hướng tây làm sao bây giờ dù sao ngươi trồng chút tết cả hình tượng thực sự là quá thâm nhập lòng của chúng ta nàng xem như thăm dò ra tới cặn bả cha liền không có ý tốt đây là không hy vọng các nàng cùng cẩm vương giữ gìn mối quan hệ cặn bả cha khẳng định là hy vọng bọn họ cùng cẩm vương đấu sau đó hắn liền có thể đục nước béo cò nếu là nàng nghe vào nói không chừng sẽ còn cảm tạ nhắc nhở của hắn từ đó hòa hoãn quan hệ lẫn nhau quả nhiên âm hiểm gian trá nếu không phải nàng đối cặn bả cha một mực có phòng bị luôn cảm thấy hắn sẽ không hảo tâm như vậy đột nhiên một lừa dối phát hiện hắn ngoài ý muốn nàng đều kém chút tin hắn hảo tâm cũng bởi vậy nàng đương nhiên sẽ không cùng cặn bả cha nói bọn hắn làm là như vậy hoàng đế cho phép liền phải để cặn bả cha không đoán ra được nhìn không thấu bọn hắn đến cùng muốn hay không bên trên cẩm vương thuyền tức chết hắn tiêu nguyên thạch này sẽ quả thật bị tức giận đến tâm can đau ai đặc biệt nương chính là chồn có biết nói chuyện hay không đâu hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi không nên thuyết phục thời thanh lạc đừng tìm cẩm vương phủ đi gần hắn hẳn là trái lại giật dây nàng đầu nhập cẩm vương nàng muốn thật phản lấy làm lời nói vậy liền tự động sẽ rời xa đương nhiên thời khanh lạc cũng không nhất định chính là thật cho nên hắn mới tức giận đến lợi hại ở trong quan trường hắn đều không có gặp được khó chơi như vậy người tiêu hàng tranh làm sao lại thích dạng này nữ tử hắn không nghĩ ra hắn mặt đen lại nói ngươi yêu làm sao liền làm sao đi ta mặc kệ thời khanh lạc cười hắc hắc nói vậy ngươi cũng phải quản được a à. dù sao ngươi nhưng chỉ là đoạn mất thân trước công công đâu nàng còn cố ý đem trước công công ba chữ tăng thêm ngữ khí. Nghe được tiêu nguyên thạch luôn cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia trong lời nói không có hảo ý đồng dạng. Hắn thật muốn đưa nàng sách ném ra bên ngoài, ngươi. Thời khanh lạc liền thích xem cặn bã cha một bộ hận không thể bóc chết nàng, nhưng lại cầm nàng không thể làm gì bộ dáng. Hắn nhìn xem tiêu nguyên thạch vừa cười nói, trước công công, nghe nói ngươi có một tấm bản đồ bảo tàng, không bằng lấy ra chia sẻ hạ. Tiêu Nguyên Thạch nghe nói như thế sắc mặt biến đổi, nói nhăn gì đấy. Trong tay của ta tàn bảo đồ nhưng hiến cho hoàng thượng, xấu con dâu thế mà biết tàn bảo đồ sự tình, bí ẩn như vậy sự tình, chỉ có hắn cùng hoàng đế biết, đó chính là hoàng đế nói cho tiêu hàng tranh, hoàng đế là muốn làm gì, thời thanh lạc muốn để hắn cầm tàn bảo đồ ra tới, là đơn thuần thăm dò, vẫn là lại nghĩ làm cái gì yêu rồi, hắn không nghĩ ra được, nháy mắt nhức đầu không thôi thời khanh lạc nhìn xem cặn bả cha không đánh gãy biến ảo sắc mặt chơi rất vui ngươi cũng đừng trang ngươi liền sẽ không vẽ một bộ giữ lại tiêu hàng tranh bị vạch trần về sau trong lòng có chút bối rối nhưng trên mặt lại một mặt tức giận ta trung với hoàng thượng làm sao có thể làm chuyện như vậy ngươi đừng cho ta dội nước bẩn thời khanh lạc đều như thế đoán kia hoàng đế sẽ đoán được sao tiêu hàng tranh miệng thật to lớn loại chuyện này thế mà đều nói cho nữ nhân quả thực không tưởng nổi cũng không sợ thời khanh lạc lung tung nói ra, cái này xấu con dâu gây gấp, cảm giác sự tình gì đều làm ra được. Thời khanh lạc nhìn xem cặn bả cha tức hỗn hển bộ dáng, trong lòng liền dễ chịu. Trước khi đến, hoàng đế để bọn hắn nhìn chầm chầm cặn bả cha, không thể để cho cặn bả cha mình đi tìm tàng bảo đồ nuốt riêng, hoặc là cùng cẩm vương hợp tác tìm tàng bảo đồ chia của. Nàng chính là cố ý, cố ý tại cặn bả cha trên đầu treo lấy một cây đao. Tại hắn mỗi lần muốn làm lựa chọn thời điểm, liền giày vò lấy hắn, muốn tính toán các nàng, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Thời khanh Lạc biểu môi, có hay không dội nước bẩn, trong lòng ngươi biết, không nguyện ý lấy ra chia sẻ thì thôi, về phần kích động như vậy sao? Tiêu Nguyên Thạch. Hắn ngốc mới có thể lấy ra chia sẻ, mà lại cái này sự tình đổi thành ai nghe không vội. Đối Thời Thanh Lạc khoát khoát tay, ta không có việc gì, ngươi về viện tử đi thôi hắn này sẽ tâm thật mệt mỏi, chẳng những không có thăm dò ra cái gì đến, ngược lại bị thời khanh lạc thăm dò phải trong lòng nửa vời. Hắn hối hận đem người kêu đến, nha đầu chết tiệt kia tức chết người đền bù mệnh. Thời khanh lạc cười nói, trước công công, vậy ta trước hết về viện tử, có việc lại tìm ta, ta gọi lên liền đến, tiêu nguyên thạch. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tốt, không có lần sau, sẽ không còn có lần sau, hắn không chịu đựng nổi, thời khanh lạc thành công khí cặn bã cha dừng lại, lại để cho hắn lâm vào càng lưỡng nan lựa chọn, nhiều hơn mấy phần nơm nớp lo sợ, lúc này mới cười ha hả đứng dậy rời đi viện tử, hắn vừa rời đi, tiêu nguyên thạch tức giận đến đưa nàng ngồi qua ghế đá đạp mấy cước, sau đó phân phó ám vệ gần đây âm thầm nhìn chầm chầm thời khanh lạc, có tình huống như thế nào tùy thời đến báo, chương 409, căn bản không hướng hắn đặt bẫy bên trong chui. Ngày thứ hai, thời khanh lạc không có mang theo tịch dung, đơn độc đi phó hoa trắc phi hẹn, thời khanh lạc mang theo thanh thanh tiến phòng, liền gặp chẳng những hoa trắc phi đã ngồi ở bên trong, cẩm vương cũng tại, còn có một nam tử trẻ tuổi cùng một lão đạo trưởng, thời khanh lạc phúc phúc thân, gặp qua cẩm vương, hoa trắc phi, cẩm vương cười nói, thời nương tử tới ngồi, thời khanh lạc đi qua ngồi tại cẩm vương vị trí đối diện bên trên tiếp lấy cẩm vương đối thời khanh lạc giới thiệu lão nói vị này là trường thanh đạo trưởng đây là nhi tử ta lương minh vũ lại giới thiệu nam tử trẻ tuổi thời khanh lạc đối hai người cười cười trường thanh đạo trưởng tốt thế tử tốt lão đạo trưởng nhìn xem thời khanh lạc cười nói bần đạo hôm nay chủ động cùng vương gia nói muốn thấy thời nương tử một mặt hắn cũng không có đi vòng vèo sư phó ngươi có không có dạy qua ngươi đạo pháp thời khanh lạc xin lỗi lắc đầu sư phó cũng không có dạy qua ta đạo Pháp, chỉ dạy ta biết chữ cùng một chút bên ngoài không có phương tử. Nàng đối đạo Pháp cái gì căn bản cũng không hiểu, cho nên cũng liền không có giả hiểu. Lão đạo trưởng có chút thất vọng, nguyên bản còn muốn hòa thời khanh rơi cái này lão thần tiên đồ đệ trò chuyện chút đạo Pháp, ai có thể nghĩ nàng thế mà không có học. Hắn lại hỏi, vậy ngươi sư phó lưu lại qua cái gì đạo Pháp thư tịch sao? Thời khanh lạc nghĩ nghĩ, lão đạo lưu lại cái kia hồng gỗ bên trong, thật là có một chút liên quan tới đạo thuật sách nàng trước đó lật xem quá không quá nhìn hiểu bởi vì là nguyên thân rất trân quý đồ vật mà lại nàng lại thường xuyên để lão thần tiên cổng nồi cho nên liền không có ném mà là thả trong không gian sư phụ ta xác thực lưu lại có loại này thư tịch chẳng qua lại bị ta đặt ở hà dương huyện đạo trưởng nếu như muốn nhìn nếu không chờ ta về hà dương huyện về sau để người đưa tới cho ngươi nàng nhìn vị này lão đạo trưởng mặt mũi hiền lành cho người ta một loại đạo cốt tiên phong cảm giác, nhìn qua là thật thích đạo pháp, cho nên những cái kia sách không bằng liền vật tận kỳ dụng tốt. Lão đạo vui mừng, bần đạo gần đây vừa vặn chuẩn bị dạo chơi, không bằng thời nương tử rời đi bắt thành thời điểm nói một tiếng, ta và các ngươi cùng đi Hà Dương huyện thế nào, thời khanh lạc không có cự tuyệt, tốt, nhìn cẩm vương bộ dáng, đối cái này đạo trưởng có chút tôn trọng, nói rõ vị này đạo trưởng khẳng định là có bản lĩnh có thể cùng dạng này người kết một thiện duyên cũng không tệ lão đạo cười nói đa tạ hắn biết cẩm vương hòa thời khanh rơi ở giữa hẳn là có lời muốn nói hắn cũng không muốn tham dự thế là hòa thời khanh rơi hẹn xong qua mấy ngày cùng lúc xuất phát liền đưa ra trước một bước cáo từ cẩm vương mặc dù có chút thất vọng lão đạo thật không còn giúp hắn nhưng cũng chỉ có tiếp nhận chờ lão đạo sau khi đi hắn cười nhìn lấy thời khanh lạc nói thời nương tử hôm qua vì bản vương trắc phi ra kiếm tiền chủ ý ngươi muốn cái gì sao thời khanh lạc liền biết cẩm vương là người thông minh vương gia cầm tới cải tạo giấy phương tử cùng thực đơn phương tử nếm thử sau khi thành công có thể tu một đầu từ bắc thành thông hướng hà dương huyện đường xi si măng sao muốn đưa vào trước sửa đường hiện tại tiến về hà dương huyện đường không nhưng lại tịch còn rất khó đi chờ đồ hộp chờ tắt phường mở về sau vận chuyển cũng sẽ biến thành một cái phiền toái nhưng bây giờ trong huyện nha tiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng xây tác phường căn bản không có tiền lấy thêm ra tới sửa đường nàng xem qua tiểu tướng công đối hà dương huyện một chút kế hoạch khắp nơi đều thiếu tiền tiền sửa đường tiêu tốn càng là cực lớn cho nên có thể không cần bỏ ra huyện nha tốt nhất mà lại như vậy vợ chồng bọn họ cũng không có tay cầm để người nói bọn hắn chính là vì hà dương huyện bách tính nghĩ cho nên hiến cho cẩm vương phương tử đổi lấy hắn tu một đầu đường xi măng cái này có thể tính không lên lấy quyền mưu tư, ngược lại vẫn là vì dân mưu phúc lợi, cũng càng không tính là đầu nhập cẩm vương, nếu ai gây chuyện, tương lai tiểu tướng công đều có thể phun trở về, cẩm vương ngẩn người, hiển nhiên thật bất ngờ thời thanh lạc sẽ sách điều kiện như vậy, ngươi liền không vì mình đề điểm cái gì, thời thanh lạc cười cười, ta hiện tại không thiếu tiền, tại Bắc Cương giống như cũng không dùng đến cái khác. Ta nhìn Hà Dương huyện rất nghèo nàn, dân chúng qua đều rất gian nan, cho nên hy vọng có thể vì bọn họ làm chút chuyện, vương gia ngươi cảm thấy có thể chứ. Dùng một đầu đường xi măng đổi phương tử, chờ bắt thành đến Hà Dương huyện đường xi măng sữa, hấp dẫn thương nhân tiến đến mua tác phường đồ vật, kiếm tiền về sau, liền có thể tiếp tục hướng phía những địa phương khác sửa đường. Cũng chính là trước dùng một con đường đến nuôi một cái huyện thành, nàng cùng tiểu tướng công đều có một cái tương đối lớn mục tiêu, hy vọng có thể đem Hà Dương huyện phát triển kiến thiết trở thành, các cương bên này một cái lớn thương phẩm tập hợp và phân tán giao dịch địa, chẳng qua bởi vì các loại điều kiện kém, cho nên thực hiện lên không dễ dàng, còn cần thời gian. Cẩm Vương Nguyên bản còn muốn dùng thời Thanh Lạc đưa cho hắn Trắc Phi Phương tử ra kiếm tiền chú ý cái này, đưa nàng lôi xuống nước, kéo lên thuyền của mình. Không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là cái cá chạch, một mực như vậy trượt không lưu thu, dùng phương tử đổi một đầu đường xi si măng, cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra dạng này ngược lại là không có nhược điểm gì có thể để kinh thành người bắt. Trong lòng của hắn chưa nói tới khó chịu, nhưng cũng cao hứng không nổi, chẳng qua nghĩ lại, chí ít thời thanh lạc nguyện ý cho cẩm vương phủ nghĩ kế, liền đại biểu cho có lôi kéo chỗ trống. Nếu là vừa đến bắt thành liền đem tay cầm đưa đến trong tay hắn, hoặc là để kinh thành người bắt biếm tóc, hắn đoán chừng cũng sẽ không lại coi trọng như vậy thời thanh lạc vợ chồng. Càng như vậy, cẩm vương càng lại lên muốn đem hai người kéo đến mình trên thuyền quyết tâm tâm hắn nghĩ chuyển mấy chuyển cười nói chỉ là tu một con đường ngươi thật giống như vẫn có chút ăn thiệt thòi nếu không bản vương lại đền bù cho ngươi năm vạn lượng bạc thời khanh lạc nghĩ ha ha nàng nếu là cầm bồi thường tiền không rồi cùng cặn bã cha đồng dạng nàng cười lắc đầu vợ chồng chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền cho nên đền bù cũng không cần ta tướng công muốn tại hà dương huyện mở một chỗ học đường cho nên hẳn là sẽ dùng đến loại này phương tử tạo giấy đến cung cấp cho học đường đám học sinh dùng cái này phương tử cho vương gia nhưng ta hy vọng chúng ta cũng có thể tự mình dùng một chút vương gia liền dùng cái này đến đền bù đi đương nhiên trừ mình dùng bên ngoài ta chắc chắn sẽ không lại đem phương tử cho những người khác nàng bổ sung chúng ta cũng không biết lái tạo giấy tác phường cùng các phi đoạt mối làm ăn dạng này bọn hắn tạo giấy cũng liền quá đường sáng Nàng cũng thật không có muốn cùng Cẩm Vương đi đoạt, nếu không còn phải giúp hắn chia sẻ đến từ cái này có chút lớn thế gia cừu hận, nhưng giấy cũng không định cũng chỉ có thể dùng để viết chữ, bọn hắn tạo điểm cách dùng khác giấy, ví dụ như giấy vệ sinh, lợi nhuận khẳng định cũng là rất không tệ. Cẩm Vương phát hiện thời Thanh Lạc thật đúng là có chút khó chơi, căn bản không hướng hắn đặt bẫy bên trong chui. Mấu chốt nàng nói ra yêu cầu, nghe cũng không quá đáng. Nếu là cự tuyệt trong nội tâm nàng sợ là sẽ phải không thoải mái tương lai không còn hiến phương tử nghĩ kế liền phiền phức thế là cẩm vương chỉ có nắm lỗ mũi nhận cái này có cái gì không có vấn đề tiếp lấy chuyển đề tài nói chẳng qua chúng ta phải ký cái kế ước hắn liền sợ bị thời khanh lạc xuyến một cái đem phương tử cho hắn về sau không bao lâu lại chuyển tay cho người khác hoặc là kinh thành bên kia vậy hắn còn giày vò cái gì lực thời khanh lạc khẽ cười nói đa tạ vương gia ký khế ước đương nhiên không có vấn đề. Cái này chính là Cẩm Vương không đề cập tới, nàng cũng phải sách. Chương 410, nữ nhân này làm sao dạng này a? À? Trong phòng liền có giấy bút, Cẩm Vương nâng bút trước viết một phần khế ước, để thời Khanh Lạc xem qua. Thời Khanh Lạc cũng không khách khí, đưa ra sửa chữa ý kiến, ý tứ muốn đem nàng vừa rồi nói, trừ đổi một đầu đường xi măng bên ngoài, các nàng dùng riêng tạo giấy sự tình cũng viết đi vào. Cẩm Vương cũng không có cự tuyệt, lại lần nữa dựa theo nàng ý tứ viết một phần. Thời khanh lạc tại khế ước bên trên ký danh tự theo thủ ấn, cẩm vương thì dùng chính là hắn mang theo trong người ấn giám. Chờ mực làm về sau, thời khanh lạc đem mình kia một phần gãy lên phóng tới xoải bước trong ví, lại từ bên trong xuất ra một chồng giấy. Đây là cải tạo giấy mấy loại phối phương, có thể tạo ra khác biệt cấp độ cảm nhận trang giấy đến, vương gia các ngươi có thể cùng một chỗ thử xem. Đây là 20 loại tương đối thích hợp bắt cương bên này thực đơn phương tử, vương gia có thể để vương phủ đầu bếp trước làm thử xem. Cẩm Vương tiếp nhận giấy nhìn một lần, vô luận là cải tạo giấy vẫn là thực đơn phương tử đều rất kỹ càng. Hắn hỏi, đây là ngươi viết? Thời Khanh Lạc gật đầu, đúng, do ta viết. Cẩm Vương cười cười, ngươi chữ này viết rất tốt. Thời Khanh Lạc cũng cười cười, đa tạ khích lệ. Cẩm Vương đem phương tử xếp lại nhét vào trong tay áo ngươi muốn bắt cương các nơi tình huống, đoán chừng còn muốn hai ngày khả năng cho ngươi. Thời Khanh Lạc trả lời, có thể, vậy ta ngay tại Bắc Thành chờ lâu hai ngày. Cẩm Vương nghĩ nghĩ cười nói, ngươi về sau đến Bắc Thành luôn không khả năng đều đi phó đô đốc phủ, không bằng ta đưa ngươi một tòa viện đi. Thời Khanh Lạc phát hiện Cẩm Vương mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cho mình đưa tiền tặng đồ, nhưng nàng cũng không dám thu. Nàng lắc đầu, nam nữ thụ thụ bất thân, ta cũng không dám thu vương gia viện tử, nếu không người bên ngoài còn không biết muốn làm sao truyền đâu. Cẩm vương nói hắn giống như có cái gì tâm tư xấu xa đồng dạng, cái này lý do cự tuyệt, hắn thật sự là phục. Tâm hắn nghĩ nhất chuyện nói cũng không tính là đưa cho ngươi, tặng cho các ngươi vợ chồng, đến lúc đó viện tử chủ hộ liền hoàn thành ngươi tướng công. Nhìn thời khanh lạc lần này còn thế nào cự tuyệt, thời khanh lạc lại lắc đầu, không được, ngài muốn đưa viện tử cho ta tướng công không biết còn tưởng rằng ngài muốn hối lộ hắn đâu đến lúc đó đối với ngài thanh danh không tốt chúng ta cũng sẽ không thường xuyên đến bắc thành về sau ở khách sạn liền tốt tương lai muốn thật thường xuyên đợi tại bắc thành chính chúng ta mua một tòa viện liền tốt cẩm vương hắn cần phải hối lộ một cái thất phẩm huyện lệnh nhưng người ta đều dùng vì hắn thanh danh dễ nói sự tình hắn thật đúng là không tìm ra được phản bác lý do hắn im lặng nói được thôi ngươi cao hứng liền tốt một bên lương minh vũ thấy nhà mình phụ vương liên tục kinh ngạc, trong lòng đối thời thanh lạc hứng thú lớn hơn. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, thời nương tử, ngươi thích gì đâu? Thời thanh lạc luôn cảm thấy cẩm vương phủ này thế tử, nhìn mình ánh mắt có điểm là lạ, nàng giống như là xấu hổ cười cười, ta thích ta tướng công, lương minh vũ. Ai hỏi cái này, mà lại nghe làm sao như vậy nhét tâm, một cái thất phẩm huyện lệnh có cái gì tốt thích, hắn vội ho một tiếng, ta ý là ngươi có cái gì yêu thích, thời khanh lạc thu liễm lại xấu hổ, yêu thích. Làm ruộng tính sao, lương minh vũ im lặng, làm ruộng chính là trồng trọt ý tứ sao, thời khanh lạc cười nói, không kém bao nhiêu đâu, ta thích nghiên cứu cùng trồng các loại thực vật, lúc trước cũng là bởi vì thích nông khoa, nàng mới đi vi phạm trong nhà ý tứ chọn cái này chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp cũng tiến nông khoa viện, lương minh vũ. Lần đầu tiên nghe nói loại này yêu thích, hắn lại nói, ngươi không thích cái khác nữ nhi gia thích son phấn bột nước quần áo đồ trang sức sao, thời thanh lạc cười cười, thích a, à, nhưng đây coi là không lên yêu thích, có liền cách ăn mặc, không có cũng không quan trọng, nàng là ưa thích hưởng thụ, nhưng muốn nếu như không có, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lương Minh Vũ cảm thấy thời thanh lạc hoàn toàn có thể đem trời trò chuyện chết rồi. Hắn đã từng thích những cô gái kia hoặc là phụ nhân, không phải yêu thích cầm kỳ thư họa, chính là thích ăn mặc cái này thích làm ruộng, thật đúng là quá đặc thù quá độ, gặp hắn còn muốn hỏi, thời thanh lạc lại không muốn cùng hắn dông dài, nàng nhìn về phía cẩm vương nói, vương gia còn có việc sao? Nếu như không có ta trước hết cáo từ, cẩm vương vừa rồi nhìn thấy nhi tử kinh ngạc, trong lòng cảm thấy chơi vui, hắn muốn lôi kéo thời thanh lạc, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng lưu lại, không có việc gì, ngươi đi đi. Thời thanh lạc đứng người lên phúc phúc thân, cáo từ. Sau đó không chút nào lưu niệm xoay người rời đi phòng, điều này cũng làm cho Lương Minh Vũ có chút buồn bực, nữ nhân này làm sao dạng này à? Cẩm Vương nhìn xem hắn cười nói, ta liền nói thời khanh lạc cùng những cô gái kia không giống, hiện tại tin chưa? Lương Minh Vũ sờ sờ cái cầm, Phụ Vương, ngươi nói nàng mới vừa rồi là không phải xuyến ta sao? Cẩm Vương im lặng, hẳn là không thể đi, nàng đối nông thực vật sắc thực rất hiểu, ta nghe nói trong kinh thành đại ti nông vẫn đều tại khen nàng còn muốn phá lệ để nàng đi ti nông cục. Lương Minh Vũ nhíu nhíu mày, nông thực vật có cái gì tốt thích? Cẩm Vương cười cười, cho nên nói ngươi cùng nàng đường không giống không thể cùng mưu đồ, ngươi ý đồ kia liền bỏ đi đi, ta nhìn nhìn lại. Lương Minh Vũ lại không muốn từ bỏ, dù sao thời Thanh Lạc dung mạo khí chất cùng thân phận đều rất đúng khẩu vị của hắn, đặc biệt là nàng còn một mực cường điệu thích nàng tướng công, hắn liền thích nảy ra dạng này phụ nữ có chồng mấu chốt là nếu như có thể đem thời khanh lạc lấy về mình dùng hắn tương lai kế thừa vương phủ liền ổn thỏa nếu là phụ vương lại tiến thêm một bước biến thành phụ hoàng tương lai toàn bộ thiên hạ cũng đều là hắn hiện tại chớ nhìn hắn là vương phủ thế tử nhưng trong phủ mấy cái huynh đệ thế nhưng là đối với hắn vị trí này nhìn chằm chằm tùy thời đều nghĩ liền đem hắn kéo xuống ngựa gần đây lão nhị cùng lão tam biểu hiện rất tích cực để phụ vương có chút coi trọng hắn liền phải tìm cơ hội vững chắc địa vị. Cẩm vương lười nhát quản hắn, tùy ngươi. Sau đó hắn mang theo hai người rời đi phòng, lập tức gọi người tới bắt lấy phương tử đi nếm thử. Xi si măng tại kinh thành hưng khởi về sau, hoàng đế xây dựng mấy cái xi si măng tác phường. Tăng thêm thời thanh lạc làng cũng có xi si măng tác phường, cho nên phối phương sớm không phải bí mật. Bắc thành bên này, Cẩm vương cũng xây mấy cái xi si măng công xưởng. Bắc thành chủ yếu đường đi cũng là trải lên đất xi si măng cũng bởi vậy Cẩm Vương còn phân phó để xi si măng công xưởng gần đây tạo một nhóm xi si măng ra tới, chờ xác định thời thanh lạc phương tử có thể dùng về sau, hắn cũng liền để người đi trải đường. Đây cũng là hắn lôi kéo người trả giá thành tâm, thời thanh lạc cùng Cẩm Vương nói xong trở về, tiêu nguyên thạch cũng thu được tin tức, chẳng qua cái kia trà lâu là Cẩm Vương sản nghiệp, vừa rồi trong ngoài đều có ám vệ trấn giữ, hắn người căn bản không có cách nào đi nghe lén cũng bởi vậy tiêu nguyên thạch này sẽ đặc biệt tốt kỳ hai người làm sao nói cẩm vương lại giao xảy ra điều gì đại giới cầm tới phương tử lấy hắn đối thời khanh lạc hiểu rõ nàng phương tử cũng không phải dễ cầm cho nên lấy không rất không có khả năng chỉ là lại thế nào cào lá gan cào phổi hiếu kỳ hắn cũng không tiếp tục để người đi gọi thời khanh lạc đến hỏi một bên khác thời khanh lạc đi cùng tịch dung hẹn xong một nhà khác trà lâu tịch dung ở chỗ này chờ nàng các nàng chuẩn bị hôm nay tiếp tục dạo phố mua mua mua, chỉ là còn chưa tới trà lâu, đi đến một đầu ngõ nhỏ lúc, liền gặp mấy tên tên Du côn đem một nhìn qua 13, 14 tuổi thiếu niên vây vào giữa. Chương 411, có ý tứ, một người trong đó cầm cây gậy gõ bắt đầu, nhìn xem tiểu thiếu niên, đem trên người bạc giao ra đi. Tiểu thiếu niên nhếch môi, các ngươi lần trước không phải nói, giao bạc liền rốt cuộc không tìm ta phiền phức sao? dẫn đầu Du côn cười nhạo cái này ngươi đều tin. Thật ngốc, nhanh lên giao ra bạc đến, nếu không hôm nay cái này bỗng nhiên đánh có thể miễn không được, tiểu thiếu niên che lấy túi tiền, lần trước liền cho các ngươi, các ngươi đừng quá mức, dẫn đầu du côn hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ lên, nói xong hắn dẫn đầu phóng tới tiểu thiếu niên, đem người một cái kéo lấy quần áo, hướng phía tiểu thiếu niên trên thân mấy quyền, mấy người khác cũng đi theo sông đi lên đối tiểu thiếu niên quyền đấm cướp đá, dẫn đầu du côn còn từ tiểu thiếu niên bên hông, cưỡng ép đem túi tiền cướp đi, từ trong ví khắp nơi không ít bạc vụn, hắn đem bạc cất kỹ, đối một mặt quốc ức không phục tiểu thiếu niên vỗ vỗ mặt, ghi nhớ giáo huấn, lần sau cần phải ngoan chút giao tiền, nếu không còn đánh ngươi, tiếp lấy liền dẫn người ra ngõ nhỏ, tiểu thiếu niên khóe môi mang máu, co quắp tại trên mặt đất, nhìn bộ dáng kia được không đáng thương. Thời Khanh Lạc đi tới, ngươi không sao chứ nàng đương nhiên nhìn thấy vừa rồi một màn kia vốn là muốn hỗ trợ lại phát hiện tiểu thiếu niên mặc quần áo mặc dù nhìn qua giống như tựa như là cái phổ thông người giàu có chi tử ăn mặc nhưng nàng nhìn kỹ lại phát hiện y phục của hắn là dùng một loại rất khi hữu tơ lụa làm cái đồ chơi này gọi đủ tia không phải dùng tơ tầm dệt thành nó nguyên liệu lấy từ biển sâu một loại khổng lồ con sò phun ra chất nhầy tại cố hóa về sau biến thành tơ sống Cần người chuyên nghiệp hàng năm xâm nhập đáy biển đi thu thập, về sau còn muốn trải qua đa trọng trình tự làm việc, hơn nửa năm khả năng dệt thành tơ lụa. Cũng bởi vậy loại này đủ tia, tại tiền triều cùng đương triều đều là cống phẩm, có tiền có quyền cũng mua không được. Vừa vặn tịch dung đưa quá nàng hai thớt, cho nên nàng một chút liền nhận ra, thế là dừng bước không có tiếng lên hỗ trợ, có thế xuyên được lên hy hữu cống phẩm tơ lụa, tại cái này Bắc Thành cũng chỉ có hai loại người một là Cẩm Vương Phủ Công Tử, một là Tiền Triều Người. Nhưng thời Thanh Lạc thấy Cẩm Vương cùng Lương Minh Vũ Mặt đều chỉ là quý báu tơ lụa, cũng không phải là loại này đủ tia làm quần áo, cho nên cái này người rất không có khả năng là Cẩm Vương Phủ. Mà lại nếu thật là Cẩm Vương Phủ người, những cái kia du côn cũng không dám khi dễ đoạt mạnh, vậy cũng chỉ có Tiền Triều Người, tăng thêm ở độ tuổi này. Thời Thanh Lạc một chút liền đoán ra thân phận của đối phương, tám chín phần mười là trác quân người đệ đệ kia. Mà trác quân đệ đệ thế nhưng là song trọng thân phận, tiền triều hoàng thất còn sót lại huyết mạch, cẩm vương con riêng. Dạng này bên người thân sẽ không có người bảo hộ sao? Nếu là tùy ý liền để mấy cái du côn khi dễ đánh, cái này cẩm vương con riêng cũng quá nên được quốc ức, hiển nhiên không thích hợp, cho nên liền chỉ có một khả năng. Những người này biết nàng hướng phía bên này đi tới, cố ý trong ngõ hẻm diễn kịch cho nàng nhìn đâu cũng bởi vậy nàng lười nhát ra tay giúp đỡ, để người thật bị đánh, lúc này mới chậm rãi đi qua phối hợp đối phương diễn kịch, mà lại nàng còn phát hiện, những người kia mặc dù nhìn xem xuống tay rất nặng, nhưng là có kỹ xảo, sẽ không thật đem thiếu niên đã thương, gặp nàng vẫn không có ra tới hỗ trợ, cũng liền tùy tiện đánh dưới, liền cướp đi túi tiền rời đi, đương nhiên, nếu như không cẩn thận quan sát, vẫn là không dễ dàng phát hiện mánh khóe, những người này rất biết diễn kịch nghe được thời thanh lạc ra hỏi các chính ngẩng đầu một mặt dáng vẻ đáng thương vị tỷ tỷ này có thế làm phiền ngươi đưa ta đi tới y quán sao trong lòng thầm mắng không phải nói cái này thời thanh lạc biết võ sao làm sao mới vừa rồi không có ra tay làm hại hắn thật bị đánh nhiều như vậy dưới đau quá thời thanh lạc cười cười ôn hòa có thể sau lưng nàng thanh thanh tiến lên đem tiểu thiếu niên nâng đỡ thời thanh lạc nói đi thôi ta đưa ngươi đi y quán Trác chính nguyên bản còn tưởng rằng thời thanh lạc sẽ đến viện mình, ai nghĩ đến là nha hoàng của nàng, chẳng qua cũng không tiện nói gì, chỉ có thể xấu hổ đối nàng cười cười, tốt, phiền phức tỷ tỷ. thế là thanh thanh viện thập khiển thiếu niên, đi theo thời thanh lạc sau lưng, vừa vặn trên con đường này liền có một nhà y quán, thời thanh lạc để thanh thanh đem người diều vào đi, y quán lan trung vì trác chính nhìn một lần, chủ yếu là bị thương ngoài da, ta mở chút thuốc lau cho ngươi bay sượt chờ Lan Trung mở xong thuốc, đơn độc đem hắn dìu vào đi, ở trên người hắn mấy chỗ máu ứ động địa phương trà sát hóa ứ thuốc, xong sau khi ra ngoài, báo giá cả, trác chính đưa thay sờ sờ túi tiền, không có sờ đến, lúc này mới giống như là đột nhiên nhớ tới, mình túi tiền đã bị cướp đi sự tình, thế là hắn ngượng ngùng nhìn xem thời thanh lạc, vị tỷ tỷ này, có thể hay không làm phiền ngươi cho ta mượn chút thuốc tiền, ta về sau sẽ trả lại đưa cho ngươi. Thời Thanh Lạc một bộ chính là người tốt bộ dáng, không có vấn đề, để Thanh Thanh vì hắn giao tiền thuốc. Ba người cùng ra ngoài, Trác Chính một mặt cảm kích nhìn Thời Thanh Lạc, "Tỷ tỷ, ngươi tên gì?" "Ta muốn làm sao trả lại ngươi tiền đâu?" Hắn bổ sung, "Đúng, ta gọi Trác Chính, liền ở tại con đường này đuôi." Thời Thanh Lạc khoát khoát tay, cố ý nói, "Không có bao nhiêu tiền, không cần cho. Ngươi đã nhìn tổn thương, vậy liền tự mình trở về đi." Trác chính lập tức lắc đầu, không được, ngươi đem ta đưa đến y quán, liền giúp ta đại ân, ta sao có thể không trả tiền lại đâu. Một bộ nhất định phải trả tiền lại quật cường bộ dáng, ngươi lưu một cái địa chỉ, ta ngày mai trả lại cho ngươi đi. Hắn dáng dấp vốn là đẹp mắt, làn da trắng nõn còn mang theo vài phần hài nhi mập, nhìn qua đơn thuần vô hại. Lúc này lộ ra loại này bộ dáng, để người có chút không đành lòng cự tuyệt, cũng bởi vậy thời khanh lạc liền gật đầu, được thôi lại nói, ta gọi thời thanh lạc, ngươi phải trả tiền liền đưa đi phó đô đốc phủ đi. Các chính gật gật đầu, tốt, ta ngày mai liền đưa đi phó đô đốc. Thời thanh lạc cười cười, được, ta còn có việc đi trước, ngươi trở về chú ý an toàn. Các chính đối nàng lại lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, được rồi, đa tạ tỷ tỷ. Tiếp lấy hắn liền nhìn xem thời thanh lạc mang theo nha hoàng đi xa, lúc này mới quay người khập khiển hướng phía cuối phố đi đến, đợi đến trà lâu, thời khanh lạc tiến phòng tịch dung này sẽ còn chưa tới thanh thanh mới mở miệng nói phu nhân chuyện vừa rồi cảm giác giống như có chút trùng hợp thời khanh lạc ngoắc ngoắc môi không phải trùng hợp chính là cố ý chờ lấy ta đây không nghĩ tới có một ngày ta cũng thay đổi thành thịt đường tăng cái gì quỷ quái đều nghĩ đến ăn một miếng tiền triều những người này ngược lại là bỏ được trực tiếp đem bọn hắn tương lai phục quốc hy vọng đưa tới cửa có ý tứ thanh thanh ngẩn người nàng chẳng qua là cảm thấy giống như có chút trùng hợp cần phòng bị dưới không nghĩ tới phu nhân thế mà nhìn ra mánh khóe nàng mắt sáng rực lên không hổ là phu nhân nàng đi một bên pha trà vừa nói cho nên ngươi mới vừa rồi là cố ý thuận hắn thời khanh lạc vuốt cầm nói đương nhiên ta cũng muốn xem bọn hắn muốn đánh ta ý định gì các nàng còn không có chủ động đi tìm cơ hội tiếp xúc đối phương đối phương liền chủ động đưa tới cửa rất tốt Chương 412, Chuyện nhỏ, một lát sau, tịch dung mang theo thị nữ đi đến, nàng nhìn xem thời khanh lạc cười hỏi, nói xong rồi, thời khanh lạc gật đầu, nói xong, hắn đồng ý, tịch dung là bạn tốt của nàng, bởi vậy nàng phải dùng làm sao phương tử cùng cẩm vương đổi lợi ích sự tình, nàng nói cho đối phương, tịch dung khẽ cười nói, hắn đoán chừng không nghĩ tới ngươi sẽ đến một chiêu như vậy, đúng, ta vừa rồi tại trên đường cứu một dung mạo tuấn tú thư sinh, nhìn xem mềm mềm tính tình rất tốt loại kia. Nàng ngoạn vị lại nói, cũng không biết là ai phái tới, thời khanh lạc nhíu nhíu mày, ta cũng gặp phải một cái bị người khi dễ thiếu niên. Tịch dung ngẩn người, a, à, ai như thế đùa, thế mà đối hai chúng ta sử dụng Mỹ Nam kế. Nàng từng tại kinh thành nói qua, về sau muốn thành thân, liền phải tìm một cái tính tính tốt tính tình mềm mại, Dán dấp lại tuấn tú nam tử. Lúc ấy liền thuận miệng nói, không nghĩ tới hôm nay tại Bắc Thành liền gặp, nam nhân kia đừng nói các phương diện biểu hiện, thật là có chút đối khẩu vị của nàng, nhưng làm sao có như vậy trùng hợp sự tình, vẫn là tại Bắc Thành Cẩm Vương địa bàn, cho nên nàng kết luận đối phương là có người phái tới câu dẫn nàng, thời khanh lạc bật cười, đối ngươi có thể là Mỹ Nam kế, đối ta hẳn không phải là, ta gặp phải người kia mới 13-14 tuổi đâu, đối vẫn là trác quân đệ đệ, trác quân cùng tiền triều sự tình tịch dung cũng là biết đến. Hoàng đế tại tịch dung đến Bắc Cương trước đó, chủ động nói cho, tịch dung nhíu mày, các quân đệ đệ là hướng về phía cái gì đến, thời khanh lạc nhún nhún vai, không biết, tiếp lấy chỉ chỉ đầu óc của mình, tám chín phần mười cũng là coi trọng ta cái này. Tịch dung khẽ cười nói, như thế, ngươi đầu này nhưng đáng tiền, tiền triệu dư nghiệp muốn phục quốc, góp nhặt rất nhiều tiền là nhất định, có tiền khả năng gây sự, nếu không có bao nhiêu người nguyện ý cùng tiền triều những người kia quấy hợp lại cùng nhau thời khanh lạc cười hỏi người cái kia anh hùng cứu mỹ nhân là thế nào nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ cùng một ngày đối với các nàng xuống tay chẳng lẽ đều là tiền triều người tịch dung cười nói ta đến trà lâu trên đường đột nhiên có một chiếc xe ngựa mất khống chế ngựa kéo xe hướng phía đường đi chính giữa một kinh ngạc đến ngay người thư sinh phóng đi mắt thấy người kia muốn bị đụng vào ta liền đem hắn té nhào vào khía cạnh tránh thoát xe ngựa nghiền ép vận mệnh tiếp lấy hắn liền đối ta một bộ rất mang ơn bộ dáng không phải nói là muốn báo đáp ta thời khanh lạc nhíu mày như vậy thông suốt được ra ngoài nếu là ngươi không xuất thủ hắn chẳng phải là muốn bị đụng bị thương thậm chí đâm chết rồi đúng a à, cho nên lúc đó cứu người thời điểm ta liền không nghĩ lấy là có người cố ý tính toán ta tịch dung dừng một chút nói tiếp nhưng cứu người ra phát hiện hắn tướng mạo khí chất tiếng nói cùng làm việc tính cách đều rất phù hợp mắt của ta duyên đặc biệt hắn còn đưa ra muốn lưu ở bên cạnh ta báo ân ta đã cảm thấy không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy thời khanh lạc cười hỏi ngươi đã đồng ý sao tịch dung ngoắc ngoắc môi vì cái gì không đáp ứng ta cũng muốn nhìn xem phía sau đến cùng là cẩm vương tính toán vẫn là tiền triều dư nghiệp làm sự tình dù sao tại bắc cương cũng nhàm chán giữ ở bên người đùa cái thú cũng không tệ nàng đối người kia xác thực sinh ra mấy phần hứng thú thời thanh lạc nhìn ra tịch dung hứng thú nghĩ nghĩ nhắc nhở vậy ngươi nhưng cẩn thận một chút đừng lật thuyền tịch dung gật đầu từng ta có chừng mực nàng lại bổ sung một câu ta đã phân phó ám vệ đi thăm dò của hắn thân phận lai lịch thời thanh lạc gật đầu hiểu rõ hơn điểm cũng tốt nàng lại nhắc nhở chẳng qua nếu như là bị người an bài ra được thân phận cũng có thể là có vấn đề tịch dung nói cho nên ta liền nghĩ xem hắn cùng người ở sau lưng hắn muốn chơi hoa chiêu gì lúc này mới chủ động đón lấy chúng ta lúc nào trở về thời khanh lạc trả lời hai ngày nữa chờ cẩm vương đem bắt cương tình huống đưa tới chúng ta không sai biệt lắm liền có thể đi trở về ra tới nhiều như vậy trời nàng đều nghĩ tiểu tướng công mặc dù các nàng mỗi ngày đều tại thông tin nhưng nhìn đến bút tích của hắn cùng hắn trong câu chữ tưởng niệm nàng cũng càng nghĩ mau đi trở về nàng đã từng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại yêu một cái nam nhân thời khắc đều sẽ nghĩ hắn loại kia cũng lý giải câu kia một ngày không gặp như là ba năm lời nói ý tứ tịch dung cười nói vậy ta đến lúc đó cùng hắn nói một tiếng nhìn hắn nguyện ý đi theo chúng ta về hà dương huyện không thời khanh lạc gật đầu được hai người uống một hồi trà liền kéo tay đi dạo phố lại là một trận mua 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 để cẩm vương phủ cùng tiêu nguyên thạch theo dõi hai người ám vệ rất im lặng hai ngày sau hoa trắc phi đối thời khanh lạc gửi thiệp mời nàng đi phủ thượng làm khách cẩm vương phủ xe ngựa càng trực tiếp tới đón người thời khanh lạc cũng không có cự tuyệt ngồi xe ngựa liền đi cẩm vương phủ cũng làm cho bắc thành thế gia quyền quý lần nữa kinh hãi không thôi xem ra cẩm vương đối cái này thời khanh lạc vô cùng coi trọng tiêu nguyên thạch lần nữa cào tâm cào phổi hiếu kỳ làm sao thời Khanh Lạc lại muốn đi Cẩm Vương Phủ, chẳng lẽ thật bên trên Cẩm Vương Phủ Thuyền, Cẩm Vương Phủ, nha hoàng đem thời Khanh Lạc đưa đến một tòa đình nghỉ mát, Cẩm Vương cùng Hoa Trắc Phi đang ngồi lấy đánh cờ, Lương Minh Vũ ngồi ở bên cạnh quan sát, thấy thời Khanh Lạc đến, Hoa Trắc Phi cười đứng người lên, như quen thuộc chào hỏi, Khanh Lạc đến, biết đánh cờ không? Muốn hay không cùng Vương gia đến một ván, thời Khanh Lạc biết đánh cờ có thế xem người cho nên cũng không có cự tuyệt, ta kỳ nghệ chính là nửa cái siêu, sợ vương gia ghét bỏ. Cẩm vương một mặt ôn hòa bao dung cười nói, hoa trắc phi chính là cái cờ dở cái sọc, bản vương đều không có ghét bỏ, tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tới đi, chúng ta đánh cờ một ván, hoa trắc phi đối cẩm vương giận một chút, vương gia lại chê cười ta. Nàng lôi kéo thời khanh lạc ngồi xuống, khanh lạc cần phải giúp ta lấy lại danh dự, thời khanh lạc thật là có chút không quá quen thuộc, hoa trắc phi dạng này như quen thuộc, chẳng qua hoa trắc phi tiêu chuẩn nắm chắc còn rất tốt, để người sẽ không cảm thấy rất chán ghét loại kia. Nàng đối hoa trắc phi cười cười, sợ là rất khó, nếu là ta thua, hoa trắc phi cũng đừng trách ta. Hoa trắc phi cười khẽ, không trách ngươi, ngươi nếu là thua, chúng ta coi như có nạn cùng chịu. Thời thanh lạc đối nàng gật gật đầu, nhìn về phía cẩm vương, kia vương gia, ta liền bêu xấu. Cẩm vương cười nhất nhất tay, Ta để ngươi một tử, ngươi tới trước đi." Thời Khanh Lạc cười nói, "Tốt." Nàng trước cẩn thận nhìn một chút bàn cờ, lúc này mới cầm lấy một con cờ phóng tới một vị trí. Cẩm Vương không cho là mình sẽ thua, ngay từ đầu rất hững hờ dưới đất, nhưng càng rơi xuống càng kinh ngạc, không khỏi nhìn thẳng vào lên, cuối cùng càng là treo lên 12 phần tinh thần hết sức chăm chú đánh cờ. Sau nửa canh giờ, Thời Khanh Lạc rơi xuống cuối cùng một quân cờ, ngẩng đầu đối Cẩm Vương cười nói, không nghĩ tới thế mà là ta thắng, vương gia đã nhường, nàng tại hiện đại liền bị gia gia cùng ông ngoại song trọng ngược phải kỳ nghệ càng ngày càng tốt, về sau lại bị tiểu tướng công ngược phải trình độ càng ngày càng cao, cho nên đối phó Cẩm Vương, chuyện nhỏ, nàng liền thích xem Cẩm Vương từ nguyên bản tự tin đến sau cùng hoài nghi nhân sinh, Cẩm Vương. Đã nói xong gà mờ đâu? Chương 413, nàng làm cái gì vậy đâu? Cẩm vương cảm thấy cái này tổng thể thua là hắn kinh địch, thế là vừa cười nói, chúng ta lại đến một ván, thời khanh lạc cũng không có cự tuyệt, được, ván này, thời khanh lạc lại thắng. Cẩm vương kỳ phùng địch thủ, nhịn không được lại lôi kéo thời khanh lạc hạ mấy bàn cờ, trừ một bàn là cùng cờ bên ngoài, cái khác hắn đều thua. Mấu chốt thời khanh lạc hạ phong cách còn không nhất trí, mỗi một cục đều có không giống nhau biến hóa, để hắn đối nàng càng nhiều một tầng nhìn không thấu thời khanh lạc cũng cho hắn một loại cảm giác thần bí càng làm cho hắn muốn đào đồ vật cẩm vương còn muốn tiếp tục thời khanh lạc lại cự tuyệt nàng tính lấy tiếng cẩm vương phủ thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể để người bên ngoài hiểu lầm không cần thiết lại dông dài đúng vậy cẩm vương xách lại xuống một bàn bắt đầu thời khanh lạc liền có ý nghĩ bắc cương là cẩm vương địa bàn bọn hắn muốn tương đối an ổn sinh tồn liền phải cho cẩm vương người tạo thành một loại ảo giác vợ chồng bọn họ rất được Cẩm Vương coi trọng, còn rất có thể đã vì Cẩm Vương sử dụng, cho nên về sau tại Hà Dương huyện làm việc, cũng liền không có nhiều người sẽ đến chủ động nắm hoặc là kẹp lấy. Cẩm Vương lợi dụng bọn hắn đồng thời, bọn hắn tự nhiên cũng có thể lợi dụng ngược lại trở về. Nghe được thời Khanh Lạc cự tuyệt, Cẩm Vương có chút vẫn chưa thỏa mãn, ngươi cái này kỳ nghệ là cùng sư phó ngươi học. Thời Khanh Lạc trả lời, cùng sư phụ ta học một chút, chẳng qua càng nhiều vẫn là cùng ta tướng công học ánh mắt của nàng bên trong đều là hào quang ta tướng công tại kỳ nghệ bên trên rất lợi hại đây thật là lời nói thật nhà nàng tiểu tướng công kỳ nghệ đi hiện đại có thế ngược gia gia của nàng cùng ông ngoại chính là đi tham gia trận đấu đều thỏa thỏa có thế cầm thứ nhất loại kia cẩm vương cười cười hôm nào có cơ hội ta và ngươi tướng công hạ cục bàn lương minh vũ trong lòng đối tiêu hàng tranh ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cái này người có cái gì nghị lực có thể để cho là thời khanh lạc như vậy thích nhưng thế là dạng này hắn càng nghĩ muốn nảy ra góc tường sở dĩ thích phụ nữ có chồng trừ dạng này nữ nhi tương đối có phong tình thành thục vị bên ngoài hắn nảy ra thành công góc tường về sau sẽ có một loại cảm giác thành tựu thời khanh lạc gật đầu tốt nàng trước tiên mở miệng hỏi vương gia ngươi hôm nay tới tìm ta là vật của ta muốn chỉnh lý tốt sao Cẩm vương đối đứng phía sau người giơ tay lên một cái, người kia lập tức từ trong ngực móc ra một cái sổ đưa cho hắn. Đây chính là ngươi muốn bắt cương tình huống, ngươi nhìn kỹ một chút, có không có có chủ ý gì tốt có thể tạo phúc bách tính. Hắn đưa cho thời khanh lạc, một bộ đều là vì bách tính nghĩ bộ dáng. Thời khanh lạc nhận lấy tùy ý lật xem một lần, phát hiện còn thật cặn kẽ. Nàng đem sổ thu lại, tốt, ta cái này lấy về nhìn kỹ một chút, hẳn là có thế phát động không ít linh cảm chủ ý. Cẩm vương cười nói, khi nếu không ngươi liền lại bắt thành tiếp tục lưu mấy ngày, nếu không đột nhiên nghĩ nghĩ kế đến, về Hà Dương huyện về sau lại để cho người đưa tới cũng tương đối tốn thời gian, viết thư hoặc là để người truyền tin, cũng có thể là không rõ ràng, thời khanh lạc nghĩ nghĩ, được thôi, vậy ta lại đợi hai ngày, Bắc cương bên này xác thực quá bần hàng, nàng cũng muốn tận năng lực của mình hỗ trợ thay đổi một hai, mấy năm gần đây, chỉ cần Cẩm vương không tạo phản bị triều đình tru sát, khi tại bắc cương vô luận khai triển bất luận cái gì kế hoạch triều đình đều không có cẩm vương phủ làm thuận lợi hoàng đế đoán chừng cũng là nghĩ mượn cẩm vương tây phát triển bắc cương cuối cùng lại đến hái cái này trái cây cẩm vương nụ cười sâu sâu bản vương đại biểu bắc cương bách tính tạ ơn thời nương tử thời khanh lạc cười cười vương gia nghiêm trọng sau đó nàng đưa ra cáo từ cẩm vương phân phó người mang nàng trở về thời khanh lạc trở lại phó đô đốc phủ về sau liền không có lại ra ngoài mà là nghiên cứu cẩn thận lên Bắc Cương các nơi vực khác biệt tình huống tới. Sau đó phát hiện hai đầu tương đối không sai, có thể phát triển Bắc Cương con đường. Nàng trong sân đợi hai ngày không có đi ra ngoài, để tiêu nguyên thạch càng là hiếu kỳ không thôi. Nghe trong viện nha hoàng đến báo, nàng một mực trong phòng không chút ra tới, nàng làm cái gì vậy đâu. Dựa theo dĩ vãng thời khanh lạc tính cách đến xem, cũng không phải ngồi được vững tính tình. Thời khanh lạc để người hướng hoa cắt phi đưa thiếp mời cùng ngày cẩm vương phủ xe ngựa liền đem nàng tiếp đi đi cẩm vương phủ vẫn như cũ là chỗ cũ chẳng qua lần này cẩm vương không có bày biện cờ chỉ thả băng bồn cùng một chút tươi mới trái cây mà lại hoa trắc phi cũng không tại cẩm vương bên người trừ lương minh vũ bên ngoài còn có một hơn hai mươi tuổi đẹp trai thanh niên thời khanh lạc đối với hắn và lương minh vũ phúc phúc thân gặp qua vương gia thế tử cẩm vương cười nói ngồi hắn lại hỏi ngươi có ý nghĩ gì rồi? Thời Khanh Lạc gật đầu, ta hiện tại có hai cái ý nghĩ. Nàng đột nhiên hỏi, vương gia cảm thấy vải bông như thế nào? Cẩm vương ngẩng người, vải bông, hắn bình thường cũng chỉ mặc tơ lụa, còn không có xuyên qua vải bông làm quần áo. Thế là nhìn về phía kia người đàn ông tuổi trung niên, tử khâm đối vải bông hiểu rõ không? Đây là hắn phủ thượng am hiểu nhất kinh doanh chi đạo người, cho nên lần này mới kêu đến cùng một chỗ. Từ tử khâm gật đầu nói, biết, chính là chúng ta bắt cương bên này từ một loại bạch điệp hoa bên trên dệt ra tới vải, giá cả sau so vải bố quý không ít, sau so tơ lụa tiện nghi, mặc lên người vẫn tương đối thoải mái dễ chịu, chẳng qua bạch điệp hoa sản lượng rất nhỏ, cho nên vải bông hàng năm sản xuất cũng không nhiều, tăng thêm người giàu có càng thích tơ lụa, người nghèo cũng chủ yếu xuyên vải bố, cho nên loại này vải bông bán rất bình thường, bản thân hắn ngược lại là thích mặc vải bông làm áo trong cảm giác càng thông khí thoải mái dễ chịu, cho nên mới có hiểu biết. Hắn nhìn về phía thời thanh lạc hỏi, thời nương tử không phải là muốn để vương gia đại lực sinh sản vải bông đi bán A, à. thời thanh lạc gật đầu, không sai, Bắc cương bên này đặc biệt thích hợp trồng bạch điệp hoa, vải bông thông khí tính mạnh, mặt thoải mái dễ chịu, chỉ cần hạ xuống đi, tin tưởng trung đê tầng đám người đều sẽ thích mua, hiện tại vải bố tương đối thô ráp, thông khí tính còn có thể, nhưng thô ráp vải bố cùng thịt trên người xác trà sẽ tiêu cây cây đau nhất. Không giống như là hậu thế cây đây sợi quần áo quần, chẳng những không thô ráp mài làn da, mặt còn rất dễ chịu. Nông hộ nhóm mua được làm thành quần áo, cũng nhiều vì loại này vải bố ráp, dù sao giá cả tiện nghi. Từ tử khâm hỏi, nhưng mấu chốt chính là giá cả muốn như thế nào mới có thể hạ xuống đi đâu. Thời Thanh Lạc trả lời, lớn diện tích trồng, áp dụng chính xác trồng phương pháp, chế tạo chuyên môn dệt vải bông máy móc trồng số lượng cùng sản lượng đi lên lại có thể hữu hiệu đem nó tơ lụa thành vải chi phí liền xuống đi giá cả cũng liền có thế đi theo hạ xuống ta hiểu rõ đến bên này trồng bạch điệp hoa cũng không đánh đỉnh cho nên mới tạo thành sản lượng không cao bách tính trồng ra tới ít lợi không coi là nhiều tốt lúc này mới tạo thành người trồng trọt thiếu ta biết một loại đánh đỉnh biện pháp có thể đề cao bông sản lượng lần đầu bên ngoài bạch điệp hoa ngắt lấy về sau bên trong còn có hạt bông vải muốn lấy ra tới rất tốn thời gian cùng tinh lực khá là phiền toái cho nên ta còn biết một loại chuyên môn lấy hạt bông vải máy móc đến lúc đó lấy hạt bông vải lại nhanh lại tốt cũng có thể giảm bớt chi phí bạch điệp hoa chẳng những có thể dệt thành vải còn có thể bổ sung thành áo bông mùa đông phi thường giữ ấm còn có thể làm thành chuyên môn rửa mặt tắm rửa chờ dùng khăn sau vải bố cùng tơ lụa vải muốn tốt dùng nhiều chương 414, Kinh Hải Kinh, Bắc Cương bên này phi thường thích hợp bông, hiện tại đã từ Tây Vực bên kia truyền vào bông, có một ít trang viên ở trồng, sau đó dệt thành vải bông bán, chẳng qua tự như là từ tử khâm nói, hiện tại bởi vì vải bông giá cả cao cao không tới, thấp không xong, cho nên tạo thành lượng tiêu thụ rất bình thường, nhưng nếu như đem giá cả hạ xuống đi, kia lượng tiêu thụ thỏa thỏa liền có thể đi lên. Bắc cương thổ địa thời tiết, trồng bông vốn chính là một cái rất lớn ưu thế, vứt bỏ quá đáng tiếc. Nàng nhìn xem cẩm vương hai người lại nói, mà lại bông rất nhiều sản xuất về sau, cũng liền có thế chế tác thành áo bông chăn bông. Dân chúng mùa đông cũng có thế giữ ấm rất nhiều, có người liền sẽ không lại bị lạnh chết. Bây giờ còn chưa có chăn bông, dùng bông bổ sung làm thành áo bông, nàng trước đó cũng không thấy, cho nên đây chính là thị trường trống không, muốn lợi dụng khẳng định kiếm. Mấu chốt là dân chúng có thế được lợi cẩm vương nghe cảm thấy rất có đạo lý bông làm thành áo bông rất giữ ấm thời khanh lạc gật đầu ừm còn hữu dụng bông bổ sung chăn bông cũng rất giữ ấm mặc dù không có tơ tằm bị nhẹ như vậy mỏng thoải mái dễ chịu nhưng đối với bách tính đến nói tại mùa đông tuyệt đối sưởi ấm đồ tốt hiện tại người nghèo đóng chính là vải bố bên trong bổ sung cỏ khô cành cây thân hoa lau những vật này chế tác thành chăn mền người giàu có quyền quý đóng phần lớn là nhớ miên bổ sung hoặc là chính là da lông, tương đối xa xỉ chính là tơ tầm bị. Thời đại này bông còn không có phổ cập, chăn bông liền không có người dùng tới. Nàng lại đề nghị, vương gia có thể để người làm một kiện áo bông, làm một giường chăn bông đi thử một chút, liền biết giữ ấm hiệu quả. Nếu là bạch điệp hoa phổ cập lớn diện tích trồng, chẳng những để càng nhiều bách tính có thu nhập, dệt thành vải bông cũng có thế xa tiêu đại lương mỗi cái địa phương, cũng là một bút rất khách quan tài phú cuối cùng điểm ấy mới là có thể đánh động cẩm vương địa phương. Trước đó thời thanh lạc tại Hà Dương huyện, nguyên bản cũng muốn để tiêu hàng tranh mở rộng trồng bông. Nhưng một cái huyện lực lượng quá có hạn, địa phương khác cũng sẽ không nghe tiêu hàng tranh. Cho nên thích hợp nhất tới làm chuyện này chính là cẩm vương, hắn chỉ cần đưa ra mở rộng lớn diện tích trồng bông, kia thỏa thỏa có thể hoàn thành. Cẩm vương quả nhiên nghe được khả quan tài phú lòng này động, hắn nhìn một chút từ tử khâm, tử khâm cảm thấy thế nào? từ tử không suy nghĩ sâu xa chốc lát nói nếu như giống như là thời nương tử nói như vậy ta cảm thấy có thể thực hiện hắn cường điệu tiền đề chính là muốn đề cao bạch điệp hoa sản lượng chế tạo ra chọn hạt bông vải cùng dệt vải bông máy móc thời khanh lạc đã sớm chuẩn bị kỹ càng từ cổng xoải bước trong ví lấy ra mấy tờ giấy đưa tới đây là trồng bông cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng làm sao đánh đỉnh các loại chỉ cần dựa theo cái này đi trồng sản lượng tuyệt đối sẽ không thấp đến lúc đó nếu là nông hộ nhóm sẽ không vương gia có thể tìm cái thời gian cùng địa điểm ta tự mình đi thao tác lại để cho người học được các nơi giáo nông hộ nhóm mặt khác hai tấm là hai loại máy móc bản vẽ vương gia có thể để công tượng chế tạo ra thử xem cẩm vương tiếp nhận giấy nhìn một chút bạch điệp hoa toàn bộ trồng kỹ càng quá trình cần thiết phải chú ý hạng mục công việc làm sao đề cao sản lượng tất cả đều có cái này thời thanh lạc quả nhiên rất nguy hiểm nàng thế nhưng là mới đến Bắc Cương, vậy mà biết loại này bạch điệp hoa như thế nào trồng cùng đề cao sản lượng, lại nhìn một chút kỹ càng máy móc đồ, cảm thấy kinh kinh, đây cũng quá lợi hại, cái này bản vẽ chính là lợi hại công tượng đều không nhất định họa được đi ra, hắn sau khi xem xong đưa cho từ tử khâm, từ tử khâm cẩn thận sau khi xem xong. Cũng sinh ra cùng Cẩm Vương không sai biệt lắm đồng cảm, nhìn về phía thời thanh lạc ánh mắt đều có chút khác biệt, từ tử khâm không khỏi nói, thời nương tử thật đến cao nhân vậy thời thanh lạc cười cười từ tiên sinh quá khen cẩm vương không kịp chờ đợi hỏi thời nương tử vậy ngươi nói cái thứ hai ý nghĩ là cái gì đây bạch điệp hoa cái này chính hắn cũng cảm thấy có thể thực hiện chuẩn bị để người đi chế tạo ra áo bông cùng chăn bông cùng hai loại máy móc đi thử một chút nếu quả thật có thời thanh lạc nói hiệu quả hắn liền lập tức để người đi tại bắc cương mở rộng người lớn diện tích trồng thời thanh lạc nói Trồng dược liệu, Bắc Cương bên này hoàn cảnh có rất nhiều không rẻ dược liệu đều có thể nhân công trồng, vương gia có thể thích hợp hoàn cảnh, để các nơi bách tính trồng khác biệt dược liệu, đến lúc đó vô luận là bào chế cốt bán ra ra ngoài địa, vẫn là chế tác thành dược hoàn bán, lợi nhuận đều rất lớn, dược liệu giá cả không rẻ, bách tính trồng ra tới ít lợi liền sẽ không kém, đến lúc đó đều sẽ cảm tạ vương gia, hiện tại dược liệu cơ bản không có người nào ngành nghề thực tất cả đều là ngắt lấy hoang dại cho nên số lượng có hạn giá cả mới có thể đắt như vậy rất nhiều bách tính sinh bệnh đều là chịu đựng thực sự là xem bệnh uống thuốc quá đắt muốn cải thiện tình trạng này phổ cập có thể nhân công trồng dược liệu liền cần thiết không chỉ chỉ bắt cương phổ biến nhân công trồng dược liệu tại toàn bộ đại lương đều có thể phổ biến hiện tại trước tiên có thể dùng bắt cương làm làm mẫu địa sau khi thành công hoàng đế cũng liền có thể tham khảo sau đó mở rộng phổ cập dạng này dân chúng xem bệnh uống thuốc cũng liền không có đắt như vậy cùng khó. Cẩm vương ngẩn người, rất nhiều dược liệu đều có thể trồng, thời khanh lạc gật đầu, đương nhiên có thể, nàng lại lấy ra một chồng giấy, đây là ta nhằm vào vương gia cho ta cái kia sổ, liệt ra tới dược liệu trồng chủng loại, những địa phương kia thích hợp trồng loại kia dược liệu, ta đều làm kỹ càng giới thiệu, nàng dùng vẫn là bản biểu hình thức, cho nên liếc qua thấy ngay cũng làm cho Cẩm Vương cùng từ tử khâm thấy lần nữa kinh hải kinh. Trước kia chỉ nghe nói thời thanh lạc biết không ít kiếm tiền điểm, nhưng thật không nghĩ tới nàng còn có loại này bản sự. Chỉ là nhìn bắt cương các nơi tình huống về sau, liền có thể nhằm vào địa phương khác nhau, liệt ra thích hợp trồng dược liệu gì. Mấu chốt nhìn xem cũng không giống là viết linh tinh, loại nào dược liệu muốn làm sao loại, toàn bộ nàng đều viết xuống dưới. Trước đó bản vương liền nghe nói thời nương tử am hiểu trồng một đạo, hiện tại xem ra truyền ngôn vẫn là nói nhẹ thời khanh lạc cười cười ta bản nhân tương đối thích phương diện này đồ vật cho nên liền tự mình nghiên cứu quá nàng bổ sung sư phó cũng dạy qua một chút lời này cẩm vương cùng từ tử khâm ngược lại là tin nếu là không có vị kia lão thần tiên dạy qua nàng hẳn là sẽ không hiểu nhiều như vậy chẳng qua cái này cũng rất lợi hại bọn hắn trước đó đánh giá thấp giá trị của nàng hiện tại xem ra còn phải trọng thị nửa nàng mấy phần cẩm vương nghĩ nghĩ hỏi nếu là tại bắc cương mở rộng trồng những dược liệu này thời gian hẳn là sẽ không ngắn a à. thời khanh lạc gật đầu ít thì một năm nhiều thì mấy năm khả năng nhìn thấy ít lợi nhưng chỉ cần bắt đầu một khi có ít lợi về sau đằng sau dĩ nhiên chính là liên tục không ngừng ít lợi hao phí thời gian chủ yếu chính là giai đoạn trước nàng nói ra để cẩm vương trồng dược liệu không chỉ chỉ có đối bách tính có lợi một mặt còn có hạn chế cẩm vương tác dụng mấy năm về sau ai biết cái này bắc cương có còn hay không là cẩm vương đất phong chờ bắt đầu lượng lớn ít lợi lúc thu lợi người khả năng liền phải đổi thành hoàng đế mặc dù muốn cho cẩm vương ngon ngọt nếm vì cẩm vương nghĩ kế nhưng cũng không thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy đến lượng lớn tài phú nếu không hắn toàn cầm đi chiêu binh mãi mã cải tiến đổi vũ khí khác các loại đối đại lương an ổn đến nói chính là chuyện xấu cho nên thời khanh lạc đều tính đi vào cẩm vương cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này quả nhiên cẩm vương mặc dù cảm thấy thời gian dài một chút nhưng nhìn lâu dài lợi ích vẫn là rất lớn hiện tại cũng vẫn chưa tới tranh đoạt thiên hạ thời điểm hắn còn có thể chờ mà lại coi như sớm mưu phản nếu có thể đoạt lấy thiên hạ bắc cương cũng như thường là hắn lãnh thổ lớn diện tích để nhân chủng thực dược liệu với hắn bà nói cũng là hữu ích được bản vương để người chiếu vào ngươi cho tờ đơn đi thu xếp loại hắn chuyển đề tài nói, nếu như gặp phải vấn đề gì, đến lúc đó còn cần thời nương tử hỗ trợ chỉ đạo một hai, thời khanh lạc cười gật đầu, đây là đương nhiên, chương 415, vẫn là ngươi hiểu ta, thời khanh lạc lại đối từ tử, tử khâm cẩn thận nói một chút, trồng bông cùng dược liệu cần thiết phải chú ý đồ vật, từ tử, tử khâm càng nghe càng chấn kinh, nếu là không biết thời khanh lạc là vừa tới Bắc Cương không lâu, Hắn đều cho là nàng là xuất sinh Bắc Cương hoặc là tại Bắc Cương ở rất nhiều năm loại kia, hắn để người chuẩn bị giấy bút, đem một chút trọng điểm lại ghi xuống, ước chừng sau nửa canh giờ, chờ từ tử khâm đều hiểu không sai biệt lắm, thời thanh lạc liền đưa ra muốn cáo từ. Cẩm Vương cười hỏi, ngươi hai ngày này liền phải về Hà Dương huyện sao? Thời thanh lạc gật đầu, ừm, ta chuẩn bị ngày mai xuất phát trở về. Cẩm Vương nghĩ nghĩ nói, vậy liền phiền phức quan tâm hạ trường thanh đạo trưởng. Thời Khanh Lạc cười nói, không có vấn đề. Tiếp lấy nàng liền đứng dậy rời đi. Thời Khanh Lạc rời đi về sau, Từ Tử khâm một mặt tiếc nuối nhìn xem nàng biến mất bối cảnh. Vương gia, cái này Thời Khanh Lạc mặc dù là nữ tử, nhưng lại có đại tài, tại kinh doanh bên trên càng hơn ta một bậc, nếu có thể đưa nàng triệt để lung lạc là vô phủ hiệu lực, vậy liền thực sẽ là cái kim bé con. Ta cảm giác nàng không chỉ là am hiểu trồng, kinh doanh chi đạo hiểu được cũng nhiều. Cẩm Vương gật đầu bản vương cũng cảm thấy nàng là một nhân tài, đã nàng nguyện ý cho chúng ta nghĩ kế, cái này cũng hẳn là một loại lấy lòng, vẫn là có hy vọng đưa nàng kéo lên chúng ta thuyền. Hắn dừng một chút nói, ta nhìn nàng rất xem trọng nàng tướng công, cho nên tiêu hàng tranh cũng phải lôi kéo, từ tử khâm gật đầu, ta nghe nói tiêu hàng tranh cái này người năng lực không tệ, nếu như hắn tại Hà Dương huyện làm ra chiến tích, kia vương gia có thể tại hoàng đế phía trước, thượng chiếc tử đem hắn điều đến Bắc thành tới cái này chẳng những có lợi cho lôi kéo cũng có thể để cho vợ chồng bọn họ vì vương gia hiệu lực cẩm vương khẽ cười nói tử khâm cùng ta nghĩ đến một khối bạch điệp hoa cái này sự tình ngươi nắm chắc đi làm trồng dược liệu sự tình ngươi có thể để người mang theo một chút bình thường hái thuốc lợi hại người đi cùng những địa phương kia nhìn xem có phải là thật hay không thích hợp loại những dược liệu này nếu như xác định thích hợp đây cũng là nhanh tìm hạt giống cùng loại miêu để dân chúng địa phương trồng lên chỉ cần có người nguyện ý loại liền có thể giảm miễn phí trước hai năm thu thuế hắn lại nói giống như là thời khanh lạc nói còn có thế hướng bọn hắn ký kết khế ước nếu là chính bọn hắn bán không được chúng ta vương phủ có thể xuất tiền dựa theo thu mua giá thị trường một hai thành đến thu từ tử khâm đem tất cả giấy thu vào vâng thuộc hạ cái này đi làm sau đó liền rời đi lương minh vũ đối cẩm vương nói phụ hoàng qua một thời gian ngắn ta muốn đi hà dương huyện nhìn xem nghe nói hà dương huyện nha mở cái gì đồ hộp tắc phường ta có chút hiếu kỳ bọn hắn là thế nào làm cẩm vương liếc lương minh vũ một chút ngươi có phải hay không ý không ở trong lời lương minh vũ ngượng ngùng cười cười cũng không tính được ta thật muốn đi xem thuận tiện nhìn xem cái kia tiêu hàng tranh là dạng gì cẩm vương xưa nay không hạn chế nghi nữ làm việc vì vậy nói tùy ngươi chẳng qua cũng đừng làm ngược lại đem người đẩy xa sự tình lương minh vũ gật đầu ta tâm lý nắm chắc chắc chắn sẽ không ảnh hưởng phụ vương lôi kéo bọn hắn. Thời Khanh Lạc trở lại Phó đô đốc phủ, đi trước Tịch Dung viện tử, nói cho nàng ngày mai là có thể xuất phát. Tịch Dung đổi một bộ quần áo liền đi ra cửa. Thời Khanh Lạc lại đi tiêu lão thái thái bọn người ở viện tử. Lão thái thái này sẽ ngay tại hưởng thụ nha hoàng nắng vai. Thấy Thời Khanh Lạc đến, đối nha hoàng phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Nha hoàng do dự một chút, lúc này mới phút thân rời đi. Lão thái thái biểu môi làm nàng không biết nha đầu này là các xuân như người đâu chẳng qua có thể sai sử nàng cũng không quan trọng thân phận của đối phương chỉ là muốn nói gì trọng yếu đều sẽ đem người chi tiêu đi nàng cười nhiệt tình chào hỏi khanh lạc đến thời khanh lạc ngồi vào lão thái thái bên người lão thái thái chúng ta ngày mai sẽ phải về hà dương huyện nàng hỏi các ngươi là cùng theo trở về vẫn là lưu tại phó đô đốc đâu tiêu lão thái thái cười nói lão nhị mới đưa các xuân như biếm vợ làm thiếp, liễu như lại nhanh muốn sinh, phó đô đốc phủ đều không ai đương gia, cho nên chúng ta liền không trở về Hà Dương huyện, lưu tại nơi này giúp lão nhị coi chừng lấy điểm nhà. Thời Khanh Lạc đã sớm đoán được lão tiêu người nhà lựa chọn, Bắc Thành là Bắc Cương Phùng Hoa nhất thành trì, sống phóng túng cũng không thiếu, phó đô đốc phủ điều kiện, cần phải so lão tiêu nhà tại Hà Dương huyện viện tử mạnh hơn, đặc biệt là còn có thế thừa cơ quản quản nhà, lão thái thái bọn người tự nhiên sẽ không bỏ được trời đi, khiến cái này người tùy thời nhìn chầm chầm điểm cặn bả cha cùng các xuân như so với trước Hà Dương huyện thêm phiền tốt, nàng gật đầu, lão thái thái ngươi cùng lão gia tử trước kia trong thôn chịu không ít khổ, lưu tại phó đô đốc phủ hưởng một hưởng phủ cũng là phải, tiêu lão thái thái liền thích nghe thời thanh lạc nói chuyện, tất cả đều nói đến trong tâm khảm của nàng. Các nàng hiện tại liền nên để lão nhị nuôi hưởng hưởng phúc, đúng, các ngươi bình thường nhưng vẫn là nhiều chú ý điểm các tiểu nương, nàng mặc dù bị gián chức vợ làm thiếp, nhưng bao nhiêu cũng có chút quyền lợi, trong tay cũng còn có tiền. Đệ đệ của nàng bị từ quặn mỏ tìm đến, mặc dù được an trí tại bên ngoài phủ, nhưng nàng tám chín phần 10 sẽ nghĩ dùng phó đô đốc phủ tiền bạc phụ cấp, hoặc là để đệ đệ của nàng mượn phó đô đốc phủ thế, nàng nhắc nhở, dễ dàng như vậy, cũng đừng lại để cho họ các người chiếm lão thái thái nguyên bản đều đem các xuân như cái này người vứt qua một bên, nghe được thời khanh lạc, lập tức cảm thấy có đạo lý. Các xuân như cầm con trai của nàng nhiều tiền như vậy phụ cấp nhà mẹ đẻ, trước đó lại còn vụn trộn cho kinh thành cái kia con ranh đưa đi bốn vạn lượng, quả thực quá mức. Bộ này đô đốc phủ về sau đều là Đại lang mấy người bọn họ, nơi nào có thế tiện nghi các gia tỷ đệ. Nàng hừ hừ, ta sẽ nhìn chầm chầm nàng, nếu là còn dám phụ cấp nhà mẹ đẻ, ta liền tự mình đi trừng trị nàng. Thời Khanh Lạc ý tứ sâu xa cười nói: "Cũng không chính là cái này lý, ngươi là nàng bà bà, nàng làm chính thê thời điểm đều phải hiếu thuận ngươi, chớ nói chi là hiện tại chỉ là cái đê tiện thiếp, liệu như có thai, lại trở ngại phó đô đốc mặt mũi, không tiện để nàng cái này thiếp đến hầu hạ, nhưng ngươi cái này bà bà lại có thể." Tiêu lão thái thái ánh mắt sáng lên: "Đúng, nàng một cái nhi tử ta tiểu thiếp, tới hầu hạ ta chính là hẳn là." ta chính là bán ra nàng kia đều không phải đại sự nàng nhưng nghe nói đại hộ nhân gia thiếp là có thể tùy ý bán ra Các xuân như cái kia tiểu tiện nhân trước đó dám đánh nàng cũng nên là nàng tính sổ thời điểm thời khanh lạc thấy lão thái thái bị điển tỉnh khẽ cười nói đúng đấy ngươi bây giờ thế nhưng là phó đô đốc phủ lão thái quân nên xử lý như thế nào một cái thiếp còn không phải liền là chuyện một câu nói phó đô đốc nếu là đau lòng lời nói ngươi liền dùng hiếu đạo ép hắn chỉ là nàng cảm thấy lần này cặn bã cha hẳn là sẽ không lại đau lòng như vậy các tiểu nương chẳng qua nên đề phòng vẫn là muốn đề phòng điểm tiêu lão thái thái nụ cười sâu sâu còn nhẹ nhàng vỗ vỗ thời khanh lạc tay đây là đương nhiên lão nhị nếu là dám ngỗ nghịch ta liền đi cẩm vương phủ cáo thời khanh lạc phát hiện lão thái thái tại những phương diện này rất thông minh rất biết điều nàng cười khẽ tán dương gừng càng già càng cay nàng chính là muốn để các xuân như coi như bị gián chức vợ làm thiếp, cũng không thể thoải mái sinh hoạt. Có lão tiêu nhà người nhìn chầm chầm, lão thái thái thu thập, các xuân như trong thời gian ngắn cũng nhảy nhót không dậy, sẽ còn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Tiêu lão thái thái hiểu ý cười một tiếng, vẫn là ngươi hiểu ta. Nàng xích lại gần thời thanh lạc bên tai thấp giọng nói, phó đô đốc phủ có chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ để Đại lang viết thư nói cho các ngươi biết. Đây coi như là lấy lòng, cũng là nghĩ lấy về sau có việc liền viết thư đi hỏi thăm thời Khanh Lạc để nàng hỗ trợ nghĩ kế, thời Khanh Lạc cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, vậy chúng ta về sau nhiều thông tin. Tiêu lão thái thái gật đầu, nhất định. Chương 416, hắn tiếp sau. Thời Khanh Lạc lại cùng Tiêu lão thái thái ngồi trò chuyện một hồi, thuận tiện giúp bận bịu ra mấy cái chủ ý. Lúc này mới đứng dậy cáo từ, về nàng ở viện tử. Thời Khanh Lạc chạy đi tìm lão thái thái sự tình rất nhanh liền truyền đến tiêu nguyên thạch trong lỗ tai chỉ là bởi vì thời khanh lạc nha hoàng canh giữ ở cửa gian phòng lão thái thái cũng đem trong phủ nha hoàng đuổi ra cho nên hắn người không có cách nào thăm dò được hai người trong phòng nói cái gì nhưng tiêu nguyên thạch lại cảm thấy thời khanh lạc chạy đi tìm lão thái thái chắc chắn sẽ không an cái gì hảo tâm không biết lại sẽ cho mẹ hắn ra cái gì chủ ý ngu ngốc trước đó không biết hắn sẽ bị hoàng đế biếm đến mắt cương tới nếu như biết hắn tuyệt đối sẽ không đem lão tiêu nhà người làm tới nơi này mà là trực tiếp đưa đi nam cương cái gì địa phương hiện tại thật sự là mời thần dễ dàng tiễn thần khó lão tiêu nhà người nhất định phải ỉ lại phó đô đốc phủ hắn cũng không có cách nào đương nhiên đối đem lão tiêu người nhà đưa tới bắc thành thời khanh lạc cùng tiêu hàng tranh càng là bất mãn lợi hại cũng không biết thời khanh lạc lúc nào mới rời khỏi hắn thật sự là sợ nàng tiếp tục lưu lại bắc thành quấy nhiễu gần đây tấp nập xuất nhập cẩm vương phủ, để bắt thành bên này thế gia các quyền quý đều coi là, nàng đã đầu nhập cẩm vương, còn có người chạy tới hắn nơi này thăm dò, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của hắn, quá cách ứng hắn, đang nghĩ ngợi, thân tùy đến báo, chủ tử, đại thiếu phu nhân cầu kiến, tiêu nguyên thạch. Hắn một chút đều không muốn thấy, đối thấy thời Khanh lạc hắn thật sự là có chút sợ hãi, mỗi lần gặp mặt đều không có chuyện tốt, không phải bị nàng đổi, chính là bị nàng tức gần chết, nhưng hắn lại rất hiếu kỳ nàng vì cái gì chủ động tìm đến mình, chỉ có thể gật đầu, để hắn đi đại khách sảnh, ta lập tức tới ngay, một lát sau, tiêu nguyên thạch mới đứng dậy đi đại khách sảnh, thời khanh lạc vệ oải ngồi uống trà, nhìn thấy hắn đến, cũng không có đứng lên chào hỏi, quả thực vô lễ, hắn đi vào ngồi xuống, mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có việc, thời khanh lạc cười nói, ta hôm nay là hướng trước công công ngươi từ giả tiêu nguyên thạch nghe nói như thế nháy mắt nhẹ nhàng thở ra rốt cục muốn đi a à? hắn hỏi lúc nào rời đi thời khanh lạc trả lời sáng sớm ngày mai tiêu nguyên thạch nói vậy cầu chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió thời khanh lạc nhíu nhíu mày trước công công ngươi như thế hy vọng chúng ta mau mau rời đi bắc thành có phải là ta xáo trộn ngươi kế hoạch gì ngươi muốn không nói ra ta về sau tránh một chút tiêu nguyên thạch hắn chỉ muốn ha ha cái này nha đầu chết tiệt kia không cố ý phá hư kế hoạch của hắn cũng không tệ sẽ hảo tâm tránh một chút hắn vậy mới không tin hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ta có thế có kế hoạch gì không có sự tình thời khanh lạc ý tứ sâu xa nhìn xem hắn nguyên bản còn muốn cùng ngươi chia sẻ một cái phi thường tin tức trọng yếu xem ra ngươi không hứng thú a tiêu nguyên thạch cái này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên rất giận người ta thật không có kế hoạch gì chính là trước đó các xuân như thu năm vạn lượng bạc cẩm vương phủ bên này người một mực tới tiếp xúc ta ta chuẩn bị cùng bọn hắn lá mặt lá trái hắn lại nói ngươi muốn nói cái gì tin tức trọng yếu hắn là thật rất hiếu kỳ thời khanh lạc muốn nói gì tin tức trọng yếu tại bắc thành hắn thật là quá bị động thời khanh lạc cười nói ngươi đã muốn biết vậy ta liền nói cho ngươi biết đi xem như gần đây ta cùng tịch dung tại phó đô đốc phủ ăn ở thù lao Thành Tây có một hộ họ trách người ta, mở ra một nhà tú lâu, mà vị này mở tú lâu phu nhân, cùng tiền triều có rất lớn liên lụy, đây là tiểu tướng công dùng giữa các nàng ám hiệu, viết thư để nàng cố ý nói cho cặn bã cha, tiêu nguyên thạch kinh hải, làm sao ngươi biết, thời thanh lạc cười nói, ta tự nhiên có mình tin tức nơi phát ra, nhưng cái này không tiện nói cho ngươi, tiêu nguyên thạch không hiểu hỏi, ngươi nói cho ta cái này là có ý gì? thời khanh lạc không trả lời mà hỏi lại, trước công công, ngươi biết mình trong tay tàn bảo đồ chỉ là một nửa sự tình sao. Tiêu nguyên thạch sắc mặt biến đổi, lập tức quát tháo, trước đó liền nói qua cho ngươi, trong tay của ta không có cái gì tàn bảo đồ. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển hỏi, ý lời này của ngươi, có phải là nói, còn có một nửa tàn bảo đồ tại cái kia trắc họ tiền triều người ta, nếu không thời khanh lạc làm gì một mực dẫn nói cái đề tài này thời khanh lạc phát hiện cặn bã cha trừ tại các xuân như trên thân đầu óc không rõ ràng bên ngoài, bình thường xác thực rất thông minh, chuyển biến cũng nhanh, nàng liền kiểu nói này, hắn liền có thể như vậy nhanh chóng kịp phản ứng, đem cả hai liên hệ, khó trách hoàng đế lại phái cặn bã cha đến bắt cương kiềm chế cẩm vương, tùy thời tìm kiếm bảo tàng, thời khanh lạc đối với hắn ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, trước công công thật thông minh, tiêu nguyên thạch. Cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn, Hắn sợ, hắn mắt biến sắc sâu hỏi: "Làm sao ngươi biết? Chuyện này hắn còn thật không biết, vẫn cho là trên tay tàn bảo đồ chính là hoàn chỉnh. Khó trách hắn lúc trước đạt được tàn bảo đồ lúc đã cảm thấy có chút kỳ quái, thực sự là đạt được có chút dễ dàng. Thời Khanh Lạc chỉ chỉ một cái phương hướng, trong lúc vô tình từ Cẩm Vương phủ nghe được, dù sao nàng gần đây đi Cẩm Vương phủ nhiều lần, nói như vậy hoàn toàn đứng vững được bước chân cùng Tiêu Nguyên Thạch. Ta tin ngươi quỷ loại này che giấu làm sao có thể trong lúc vô tình liền có thể nghe tới. Chẳng qua nếu như đây là sự thực, hắn ngược lại là tin tưởng thời khanh lạc khả năng thật sự là dùng phương pháp gì, từ cẩm vương phủ thăm dò được, thời khanh lạc nhắc nhở, cho nên ngươi muốn có được bảo tàng, còn phải đem mặt khác kia một nửa tàn bảo đồ đoạt tới tay, khả năng chấp vá thành hoàn chỉnh, tiêu nguyên thạch đau đầu, nói ta không có tàn bảo đồ, thời khanh lạc nhíu nhíu mày, trước công công, ngươi cái này không thành thật, lại khoát khoát tay, chẳng qua ngươi nói không có, vậy liền không có đi. Tiêu Nguyên Thạch. Khám phá không nói toạc ra, cái này nha đầu chết tiệt kia chính là cố ý, ngươi tại sao phải nói cho ta cái này? Đây là hắn muốn nhất không thông địa phương. Thời Khanh Lạc tùy tiện mà cười cười nói, đương nhiên là nghĩ Thu Ngư ông thủ lợi, ta muốn là để cho ngươi biết, ta chính là đơn thuần hảo tâm, ngươi tin không? Ở trước mặt người thông minh, không cần thiết che che lấp lấp còn không bằng liền đem mục đích ném đi ra, đối phương ngược lại liền tin. Nàng làm như thế, cũng là tiểu tướng công ám chỉ, đã cặn bả cha muốn để bọn hắn cùng cẩm vương đều, làm thu ngư ông thủ lợi, vậy bọn hắn liền trả lại. Bọn hắn cũng không sợ cặn bả cha nếu là đột nhiên đầu nhập cẩm vương, sẽ tiết lộ ra bí mật này đi, cặn bả cha chỉ cần không phải ngu xuẩn, liền không khả năng nói. Sau đó cặn bả cha đi thăm dò trác gia, liền có thể phát hiện Cẩm Vương cùng Trác quân mẹ ruột quan hệ, hắn muốn chấp phá hoàn chỉnh tàn bảo đồ, cũng không liền phải cùng Cẩm Vương, Tiền Triều người đấu trí đấu dũng, nói không chừng thật đúng là có thể thu ngư ông thủ lợi, cũng bởi vậy nàng mới cố ý nói cho cạn bã cha cái này sự tình. Tiêu Nguyên Thạch còn là lần đầu tiên thấy có người muốn mưu hại ngồi thu ngư ông thủ lợi, như thế lẽ thẳng khí hùng nói ra, hắn thật sự là một lời khó nói hết. Nếu là thời thanh Lạc nói chính là đơn thuần hảo tâm hắn đương nhiên không tin. Hắn nhìn xem thời thanh lạc một bộ, ta chính là tính toán ngươi, liền nhìn ngươi có tiếp hay không bộ dáng, lại bị tức đến. Hắn tiếp sao? Muốn tin tức là thật, hắn đương nhiên chỉ có tiếp, cho nên mới cảm thấy bất tức phải không được. Chương 417, lại tới, tiêu nguyên thạch hít sâu một hơi, đem muốn chụp chết thời thanh lạc xúc động đè xuống. Hắn nhịn không được hỏi, tiêu hàng tranh nhận được ngươi, có cái thông minh như vậy giảo hoạt lại khó chơi nàng dâu, sẽ không bị tức chết sao, thời khanh lạc liếc mắt, đương nhiên nhận được, hắn rất là ưa thích ta, ngươi đều nhận được các xuân như dạng này, vì cái gì tiêu hàng tranh sẽ chịu không được ta, lại nói, ta đối tiêu hàng tranh cùng đối với người ngoài cũng không đồng dạng, ngươi như thế nông cạn người, sẽ không hiểu, nàng cùng tiểu tướng công chính là linh hồn bạn lữ, ai giống như là cạn bã cha như thế nông cạn, tiêu nguyên thạch, hắn thật muốn phi đi qua, mà lại hắn nơi nào nông cạn rồi không được, nói thêm gì đi nữa, hắn không phải bị tức chết không thể. Hắn chuyển đề tài thử thăm dò hỏi, ngươi giúp Cẩm Vương làm việc rồi. Thời Khanh Lạc khẽ cười nói, xem như cũng không tính là. Tiêu Nguyên Thạch nhíu mày, là chính là, không phải cũng không phải là, ngươi đây là cái gì trả lời. Thời Khanh Lạc cười nói, ta đây cũng là theo ngươi học, rõ ràng lại tàn bảo đồ, không phải nói mình không có. Tiêu Nguyên Thạch Hắn sắp điên, hắn ngữ khí tăng thêm, ta vốn là không có, thời khanh lạc buông buông tay, vậy ta cũng không tính. Tiêu Nguyên Thạch chịu không được, lập tức làm ra một cái tư thế xin mời, ngươi đi đi, nhanh đi. Hắn rất muốn nói để nàng lăn, lại sợ nàng không đi giữ lại đổi hắn. Thời khanh lạc biểu môi, trước công công, cái này chính là của ngươi đạo đại khắc. Ngươi cũng quá không được, cặn bã cha cái này tâm lý tố chất không được a, à, cái này chịu không được. Tiêu Nguyên Thạch, ta thật van cầu ngươi làm người đi hắn lần nữa nói mời đi ta còn có việc liền không lưu ngươi thời khanh lạc lúc này mới đứng người lên được thôi vậy ta liền đi ngươi nếu là có chuyện gì hoặc là tin tức cũng có thể truyền cho chúng ta nàng lại nói chúng ta cũng có thể cùng ngươi cùng hưởng một chút tin tức tiêu nguyên thạch gật đầu được hắn vẫn còn tương đối uất tức một điểm chính là mặc dù đi kinh thành nhưng hắn tại bắc cương kinh doanh thời gian cũng không ngắn hiện tại thế mà còn không có thời thanh lạc vợ chồng tin tức linh thông. Cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn, về sau ngược lại là có thể thật thật giả giả trao đổi hạ tin tức. Hắn lại thấm thía nói, ngươi cũng đừng luôn luôn như thế căm thù ta. Ta cùng tranh nhi đều là vì hoàng thượng làm việc, xem như trên một sợi thừng châu chấu, tốt nhất vẫn là hợp tác lẫn nhau, dù sao cũng so đơn đã độc đấu tốt, chúng ta cũng không có xung đột lợi ích. Lại nói, tranh nhi dù sao cũng là con trai ruột của ta, ta sẽ không hại hắn. Hắn là không vui lòng nhìn thấy nhi tử leo đến trên đầu mình, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem nhi tử hại chết. Thời Khanh Lạc cười nhạo lên tiếng, trước công công, ngươi hại ta tướng công còn thiếu rồi. Liền ngươi cái kia tiểu kiều thiếp, trước đó mua được lan trung kém chút đem ta tướng công hại chết điểm ấy, liền bóc không đi qua. Đừng nói dễ nghe như vậy, nàng lại nhíu mày nói, mà lại trước công công, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? thu sau châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày cho nên ngươi là châu chấu chúng ta cũng không phải tiêu nguyên thạch nha đầu chết tiệt kia xưa nay không nói tiếng người hắn liền hình dung một chút nàng đều có thể tìm tới như thế đối thoại đến đổi quá làm giận hắn che lấy bị tức đau ngực ngươi đi đi thời khanh lạc nhìn xem hắn bộ dáng này cười nói trước công công có bệnh liền phải đi trị tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thầy tiêu nguyên thạch này sẽ tức giận đến liên tâm lá gan đều đau, đi đi đi, ngươi đi nhanh đi, được thôi, vậy ta đây lần thật đi. Thời khanh lạc lúc này mới cười tủng tiễn xoay người rời đi, trước khi đi cho cặn bả cha cùng các tiểu nương chôn cái lão tiêu nhà lôi, lại tiện thể khí cặn bả cha dừng lại, nàng này sẽ cảm giác toàn thân sản khoái, thời khanh lạc rời đi về sau, cặn bả cha khí mới chậm rãi thuận xuống tới. Dạng này con dâu cũng chỉ có khổng thị khả năng nhận được chẳng qua đối thời thanh lạc cung cấp tin tức, hắn xác thực vô cùng coi trọng, xoay người đi thư phòng, đem vẫn không dùng tới quá âm thầm bồi dưỡng mạnh nhất một chi ám vệ phái đi ra, theo dõi trác gia, còn có trác gia phu nhân mở cái kia tú lâu, thời thanh lạc trở lại viện tử ngủ một giấc, bữa tối thời gian tịch dung không trở về, nàng cũng không nghĩ một người ăn, liền mang theo thanh thanh chuẩn bị đi ăn chút quà vặt, vừa đi ra phó đô đốc phủ, liền gặp trác chính từ nơi không xa như tên trộm ôm lấy cái bao phục chạy tới. Hắn hai mắt phát sáng nhìn xem thời thanh lạc, tỷ tỷ nhìn xem chạy đến trước mặt trác chính, thời thanh lạc hỏi, có việc. Hai ngày trước trác chính chạy tới trả bạc tử, nàng để thanh thanh tiếp, nhưng mình nhưng không có gặp hắn. Cũng có một loại cố ý giả vờ như không biết trác chính ý tứ. Nếu như đối phương còn có động tác gì, vậy khẳng định sẽ tiếp tục ra chiêu. Hiện tại thật đúng là lại tới. Trác chính một mặt vô cùng đáng thương nói, tỷ tỷ, ta rời nhà trốn đi, ngươi có thể thu lưu ta mấy ngày sao? Thời khanh lạc im lặng, ta và ngươi có vẻ như không quen đi, ngươi liền không sợ ta đem ngươi bán rồi. Trác chính lễ thẳng khí hùng nói, tỷ tỷ lần trước giúp ta, cho nên ngươi khẳng định là người tốt, mà lại ta cũng không phải tiểu hài, như thế lớn nam tử cũng không đáng tiền, ta không sợ. Thời khanh lạc lười nhát cùng hắn đi vòng vèo, ngươi làm gì muốn rời nhà trốn đi? Chắc chính một chút khổ mặt, mẹ ta nhất định để ta cưới mẹ nàng nhà biểu muội, còn đem biểu muội tiếp vào trong nhà ở, ta không muốn cưới, cho nên ta không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Lại tiếp tục vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, "Tỷ tỷ, ngươi liền thu lưu ta mấy ngày đi, ta cho ngươi tiền." Thời Khanh Lạc phát hiện tiểu tử này thật đúng là biết diễn kịch, nếu không phải biết thân phận của hắn, nhìn qua thật đúng là rất đơn thuần vô hại, đặc biệt là phù này dáng vẻ đáng thương phối hợp cái kia bánh bao mặt, đặt ở hiện đại thỏa thỏa tiểu nải cẩu, để người sẽ không khỏi mềm lòng. Thời Khanh Lạc tự nhiên không hiểu ý mềm, nhưng nhưng biểu hiện ra đến đối với hắn đồng tình. Vậy ngươi thật sự là thảm, nàng buông buông tay, chẳng qua ta không có cách nào thu lưu ngươi, ta ngày mai sẽ phải rời đi Bắc thành. Các chính con mắt lại bày ra, tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu? Thời Khanh Lạc chi tiết trả lời, đi Hà Dương huyện, nhà ta ở nơi đó. Trác Chính lập tức nói, vậy ngươi mang theo ta cùng đi chứ, ta muốn rời đi Bắc thành, dạng này mẹ ta liền bắt không được ta, buộc ta đính hôn. Thời Khanh Lạc nhíu mày, ngươi muốn chạy xa như thế, liền không sợ ngươi nương lo lắng, tìm ngươi khắp nơi. Trác chính trả lời, ta đã cho ta nương lưu lại thư, nói muốn ra ngoài đi du lịch một phen, không để cho nàng dùng phái người tìm ta. Tỷ tỷ, ta còn chưa từng có đi qua Hà Dương huyện, ngươi liền mang ta đi xem một chút đi. Thời Khanh Lạc do dự mà nói, cái này không tốt lắm đâu. Các chính vô cùng đáng thương cầu đạo, tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, trên người ta có tiền mà lại ta sẽ còn làm việc, mau cứu ngươi liền thu lưu ta đi. Vừa khổ hề hề nói, ta thật không nghĩ miễn cưỡng đính hôn, lầm chung thân. Thời Khanh Lạc giống như là sau khi suy tính, một bộ cự tuyệt không được hắn cái này đáng thương bộ dáng thần sắc. Nàng thở dài, được thôi, nhìn ngươi như thế đáng thương, ta liền thu lưu ngươi một đoạn thời gian. Ngươi đi theo chúng ta đi Hà Dương huyện chơi mấy ngày, liền tự mình về Bắc Thành, mẹ ngươi đoán chừng cũng sẽ không bức ngươi. các chính nguyên bản khổ mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười thật to, đa tạ tỷ tỷ. Hắn thử hỏi, vậy ta liền ở tại lân cận khách sạn, ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ. Thời khanh lạc gật gật đầu, được thôi, sáng mai ngươi đến cổng chờ lấy chúng ta. Trác chính nụ cười sáng lạng, tỷ tỷ ngươi thật tốt, vậy ngày mai thấy sau đó hắn liền một bộ thật cao hứng bộ dáng, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem giống như là sợ bị người phát hiện, lén lút rời đi. Chương 418, đây là ỷ lại vào ngươi rồi, thời thanh lạc nhìn xem trác chính rời đi, bên môi nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, nàng vẫn thật không nghĩ tới trác chính thế mà muốn đi theo mình về Hà Dương huyện, chẳng qua binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn, nàng ngược lại là muốn nhìn hắn mục đích là cái gì, đã hắn nói hắn có tiền, sẽ còn làm việc, kia nàng cũng liền không khách khí. Trác chính xuất hiện cũng không có ảnh hưởng thời thanh lạc hảo tâm tình, nàng mang theo thanh thanh đi nếm không ít bắt thành đặc sắc quà vặt, trở lại phó đô đốc phủ lúc, tịch dung cũng trở về. Thời thanh lạc nhìn xem tịch dung cười hỏi, người kia đi theo ngươi về Hà Dương huyện sao? Tịch dung lười biến dựa vào ghế, thưởng thức lấy tóc của mình, cùng A, à. hắn nói ân cứu mạng, làm lấy thân tương báo, cho nên muốn cùng ở bên cạnh ta. Thời thanh lạc nhíu nhíu mày, đây là ỷ lại vào ngươi rồi nàng hỏi nhà hắn tình huống tra rõ ràng sao tịch dung gật đầu tra rõ ràng nhà hắn tại bắc thành cũng coi là nhà quyền quý hiện tại chủ nhà là cha hắn nhưng hắn lại là nguyên phối sinh có mẹ kế về sau cũng liền có bố dượng đối với hắn cũng không tốt hắn mẹ kế thường xuyên gây chuyện đồng thời ở bên ngoài bại hoại thanh danh của hắn vì hắn mời tiên sinh đều là loại kia rất cổ hủ không có nhiều năng lực hắn len lén tự mình khổ học, năm nay thi đậu tú tài, hắn đi thi cử nhân thời điểm, bị bên người thân tính gã sai vặt hạ ba đậu, cho nên còn không có thi xong liền bị mang ra ngoài, trước đây không lâu lại bị mẹ kế tính toán, cha hắn muốn để hắn về nhà đi sinh hoạt, tiếp lấy ngay tại trên đường gặp được kém chút bị xe ngựa đâm chết, sau đó ta cứu hắn, ta tra được, xe ngựa kia cũng không phải ngoài ý muốn. Là nàng mẹ kế nhà mẹ đẻ huynh để an bài, nàng nhúng nhúng vai, sau đó hắn liền ỉ lại vào ta, thời khanh lạc nghe gia thế đó cùng xuất hiện cũng không có vấn đề gì, muốn đi theo tịch dung giống như cũng tình có thể hiểu, nàng hỏi, tra được sau lưng của hắn có người sai sử sao, tịch dung lắc đầu, cũng không có, ngày đó nhìn qua thật là một cái trùng hợp, nhưng ta lại chẳng phải tin là trùng hợp, nhìn quen trong cung đấu tranh, còn có không ít việc ngầm, nàng mới có thể không tự chủ đi hoài nghi. Đặc biệt nơi này vẫn là tẩm vương địa bàn. Thời Thanh Lạc cũng có thể hiểu được, đổi thành nàng cũng sẽ hoài nghi, cho nên ngươi quyết định muốn đem hắn mang đến Hà Dương huyện sao? Nàng cảm giác được, Tịch Dung đối người nam kia chính là bên trên điểm tâm, coi như còn không phải thích, đó cũng là có hứng thú. Tịch Dung gật đầu, đúng a, à, hắn đã muốn đổ thừa, vậy liền đổ thừa đi. Nếu như là người khác phái tới, kia một ngày nào đó sẽ lộ ra bộ mặt thật, đến lúc đó ta lại thu thập hắn. Nếu như chuyện ngày đó thật khéo hợp, hắn lại ở bên cạnh ta cũng không có có âm mưu gì, liền rồi nói sau, thời khanh lạc gật đầu, cũng được, nàng lại nói, ngày mai trên đường sẽ còn thêm ra các quân đệ đệ tới, tịch dung nhíu nhíu mày, hắn làm sao cũng ỷ lại vào ngươi rồi, thời khanh lạc nói với nàng trước khi nói cổng chuyện phát sinh, ta cũng chuẩn bị xem hắn muốn chơi hoa dạng gì, tịch dung ngoắc ngoắc môi, đúng, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa với bọn họ, vừa vặn cũng nhàm chán. Thời Khanh Lạc hiểu ý cười một tiếng, xác thực. Sáng sớm hôm sau, thời Khanh Lạc cùng tịch dung thu thập xong bọc hành lý, muốn rời khỏi phó đô đốc phủ, tiêu nguyên thạch đi thượng nha cũng không đến đưa. Hắn cũng là cố ý trốn tránh thời Khanh Lạc, thực sự là sợ cái này xấu con dâu. Lão tiêu nhà người ngược lại là đều đến đưa. Tiêu lão thái thái một mặt không bỏ, Khanh Lạc, lần sau đến Bắc Thành, nhớ kỹ đến phó đô đốc phủ nhìn chúng ta. Có thời Khanh Lạc tại, nàng cảm giác tại phó đô đốc phủ làm mưa làm gió đều đặc biệt có lực lượng cùng an tâm nàng là nhìn ra liền lão nhị tên súc sinh kia đều rất sợ thời thanh lạc thời thanh lạc cười nói kia là đương nhiên lần sau đến bắc thành ta nhất định tới thăm đám các người tiêu đại lang thương thế tốt hơn nhiều đệ muội ta hiện tại còn phải tại bắc thành dưỡng thương trước hết không quay về người hỗ trợ cùng đường đệ nói một tiếng hiện tại hà dương huyện sợ đều là tiêu hàng tranh một lời chi đường hắn trở về chính là tìm tai vạ cho nên có thể không quay về liền tận lực không quay về đến lúc đó để nhị thúc tại bắc thành một lần nữa vì hắn thu xếp một cái chức vụ được thời khanh lạc gật đầu được ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo tiêu đại lang giao tế bên trên vẫn được có thể di động tay năng lực quá kém nếu là hắn bị điều đi ngược lại là có thể đem huyện thừa vị trí nhường lại cho phỉ dục triết trên đỉnh lão tiêu nhà người đem thời khanh lạc các nàng đưa đến cổng sau đó liền gặp một nam tử trẻ tuổi cùng một thiếu niên, phân biệt đứng tại hai cái sừng rơi. Trác chính đeo lấy bao phục, nhìn thấy thời thanh lạc kích động chạy chậm đi qua, tỷ tỷ. nhạc luật thì tương đối ưu nhã đi tới, nhìn xem tịch dung đầy mắt ý cười, dung dung, ta đến. Thời thanh lạc nghe được nhạc luật xưng hô như vậy, quay đầu đối tịch dung nhíu nhíu mày, lúc này mới mấy ngày, dung dung đều kêu lên rồi, nàng lại đánh giá nhạc luật, tướng mạo tuấn tú, khí chất hào hoa phong nhã, lại cũng không cho người ta một loại yếu thư sinh cảm giác. Thời thanh lạc phán đoán cái này người đoán chừng cũng là đen hạt vườn nhân bánh, không phải tiểu nải cẩu, cũng là chó săn nhỏ. Tịch dung cái này thỏa thỏa chính là đem một con sói chiêu tại bên người, chẳng qua tình cảm là chuyện hai người tình, chỉ cần nhạc luật không có biểu hiện ra ngoài vấn đề, lại không có thương tổn đến tịch dung, nàng cũng sẽ không nói cái gì cùng nhúng tay. Nhiều khi như người uống nước ấm lạnh tự biết, chỉ cần tịch dung cảm thấy tốt là được tịch dung nhìn thấy thời khanh lạc quăng tới ánh mắt bất đắc dĩ đối nàng nhún nhún vai đây là thời khanh lạc bạn tốt của ta đây là nhạc luật về sau người hầu của ta tịch dung đối hai người lẫn nhau giới thiệu dưới nhạc luật hữu lễ đối thời khanh lạc cười cười thời nương tử tốt thời khanh lạc đối với hắn gật gật đầu nhạc công tử tốt tiếp lấy nàng cũng đem các chính giới thiệu cho hai người nhận biết rất nhanh Cẩm Vương phủ phái người đem Trường Thanh đạo trưởng cũng đưa đến Phó đô đốc phủ cổng, chênh lệch thời gian không nhiều, một đoàn người xuất phát rời đi Bắc Thành. Thời Thanh Lạc cùng Tịch Dung một chiếc xe ngựa, bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên liền không có để nhạc luật cùng các chính cùng một chỗ, để hai người về phía sau xe ngựa. Trường Thanh đạo trưởng xe ngựa Cẩm Vương phủ đã chuẩn bị kỹ càng, đơn độc một cổ. Lần này trở về không có giống là lúc đến như thế lề mà lề mề mới hoa 8 ngày thời gian liền trở lại Hà Dương huyện, xe ngựa dừng ở huyện cửa Nha Môn, tiêu hàng tranh nghe xong người đến báo liền lập tức đi ra ngoài, cùng vừa vặn nhảy xuống xe ngựa thời thanh lạc chạm mặt, hai người lâu như vậy không gặp, lẫn nhau đều rất nhớ, cùng nhìn nhau ánh mắt mang theo vài phần tình ý rã trích hương vị, nếu không phải trường hợp không đúng. Thời Khanh Lạc đã bổ nhào vào tiểu tướng công trong ngực nũng nịu, nàng đối tiêu hàng tranh cười nói, tướng công, ta trở về tiêu hàng tranh đi đến trước mặt nàng đưa tay vuốt vuốt nàng cái trán tóc rối trở về liền tốt hắn lại nói nương tử một đường vất vả về nhà trước nghỉ ngơi đi Tỷ tỷ, hắn là ai a à? đột nhiên trác chính thanh âm tại phía sau hai người vang lên tiêu hàng tranh nhìn xem tiểu tức phụ sau lưng thiếu niên phát hiện đối phương đối với hắn mang theo vài phần địch ý hắn đối thời khanh lạc hỏi hắn là thời khanh lạc trả lời hắn gọi trác chính trước đó ta giúp hắn về sau hắn tại Bắc Thành đào hôn, liền theo ta cùng đi Hà Dương huyện, tiếp lấy nàng lại đối Trác Chính nói: "Đây là ta tướng công Tiêu Hàng Tranh." Trác Chính đương nhiên biết đây là Tiêu Hàng Tranh, dù sao thời Thanh Lạc vừa rồi gọi đối phương tướng công, trong lòng của hắn cũng không thích Tiêu Hàng Tranh, trên mặt lại lộ ra cái nụ cười, hóa ra là Tiêu đại ca. Chương 419: Biết thân phận của hắn sao? Tiêu Hàng Tranh đối Trác Chính cũng không thích, hắn thản nhiên nói: "Ta và ngươi không quen." ngươi không cần gọi ta tiêu đại ca trác chính rất muốn biểu môi lại nhịn xuống vậy ta muốn ngươi xưng hô như thế nào tiêu hàng tranh nói ta là huyện thành này huyện lệnh ngươi về sau xưng hô ta là tiêu đại nhân tốt trác chính liền một cái tiểu huyện lệnh bày cái gì phổ quả nhiên chán ghét chẳng qua nơi này là tiêu hàng tranh địa bàn hắn cũng không nghĩ gây nên thời khanh lạc phản cảm thế là nhu thuận cười cười tốt a à, tiêu đại nhân Tiêu Hàng Tranh phát hiện cái này trác chín tuổi không lớn lắm, tâm cơ cũng không yếu. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía nhạc luật, cảm thấy kinh kinh. Hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, vị này là, thời thanh lạc đối tiểu tướng công hiểu rất rõ, hắn một nháy mắt ngây người, nàng bắt được. Nói rõ tiểu tướng công kiếp trước hẳn là nhận biết nhạc luật, nàng cười nói, đây là tịch dung bằng hữu, cũng là từ Bắc Thành cùng đi theo Hà Dương huyện, nhạc luật ngược lại là tương đối thức thời, cười đối tiêu hàng tranh ôm một cái tay tiêu đại nhân tốt tiêu hàng tranh đối nhạc luật gật gật đầu nhạc công tử tốt tiếp lấy thời khanh lạc lại vì tiêu hàng tranh giới thiệu trường thanh đạo trưởng lẫn nhau chào hỏi dưới thấy không ít người qua đường hướng phía nơi này nhìn qua tiêu hàng tranh nói hồi viện tử đi nói chuyện đi tốt một đoàn người đi huyện nha đã không sai biệt lắm sửa chữa lại tốt viện tử này sẽ đải khách sảnh đã để lên mới cái bàn tiêu hàng tranh dẫn người vào đi liền phân phó nha hoàng dân trà. Mọi người một đường bôn ba cũng mệt mỏi, tùy ý uống một lát trà liền riêng phần mình chuẩn bị rời đi đi nghỉ ngơi. Tịch dung vẫn như cũ chuẩn bị ở khách sạn, tự nhiên là mang theo nhạc luật ở. Trường thanh đạo trưởng xem như quý khách, cho nên thời thanh lạc thu xếp hắn ở tại huyện nha bên này mới sửa chữa lại tốt khách viện bên trong. chắc chính một mặt nhu thuận mà cười cười hỏi, tỷ tỷ, ta có phải là cũng ở khách viện? Thời thanh lạc lắc đầu, ta và ngươi mới nhận biết cũng không phải là nhiều quen, ngươi không phải mang tiền nha, ngươi liền theo nhạc công tử cùng đi ở khách sạn đi, trác chính. Nữ nhân này thật hung ác tâm, thế mà để hắn ở khách sạn, sớm biết liền nói trốn tới không có cách nào mang túi tiền, hắn vô cùng đáng thương nhìn xem thời thanh lạc, tỷ tỷ, ta một cái ở khách sạn sợ, ngươi liền để ta ở khách viện đi, ta giao phí ăn ở, thời thanh lạc lại lắc đầu, cái này không thích hợp. Khách sạn người thật nhiều, lại nói nhạc công tử không phải cũng ở khách sạn nha, người cũng không phải một người ở khách sạn. Nàng nhưng không được chuẩn bị đem trác chính đặt ở bên người, trong huyện nha nhân viên phức tạp, rất dễ dàng bị trác chính lợi dụng sơ hở. Thấy thời khanh lạc tương đối kiên định, trác chính chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, vậy được rồi. Tiêu hàng tranh rất sắc bén rơi, trực tiếp bên người gã sai vặt đưa trác chính đi khách sạn. Tiêu hàng tranh còn có chuyện phải làm, đem thời khanh lạc đưa về viện tử hắn án lấy nàng thân một trận liền về phía trước làm việc. Thời Khanh Lạc phát hiện phòng ngủ cùng bọn hắn tại Hạ Khê thôn bố trí rất giống, đồ nội thất cũng đều là hoàn toàn mới. Còn có một gian từ bên trong tính cả đi vào phòng vệ sinh cùng phòng tắm rửa. Nàng đi tắm rửa một cái, tóc làm liền đi đi ngủ. Xe ngựa trên đường đi buôn ba, đường lại đặc biệt sóc nảy khó đi, nàng là thật mệt mỏi. Không biết quá bao lâu, đợi nàng mở to mắt liền gặp tiêu hàng tranh nữa nằm ở bên người liếc nhìn một cái sổ sách tiêu hàng tranh thấy tiểu tức phụ tỉnh lại buông xuống sổ sách mặt mày đều là nhu tình nhìn xem nàng tỉnh rồi thời khanh lạc ngồi dậy thấy mặt ngoài ngày thế mà đen đã muộn như vậy à tại sao không gọi tỉnh ta nàng luôn luôn tính cảnh giác rất cao nhưng lại quen thuộc tiểu tướng công ở bên người cho nên hắn tiến đến mới có thể không có phòng bị tỉnh lại tiêu hàng tranh cười nói nhìn ngươi ngủ được quen không nỡ đánh thức ngươi thời khanh lạc duỗi lưng một cái trên đường mệt đến tiêu hàng tranh đưa tay vây quanh ở eo của nàng ban đêm ngươi hẳn là sẽ còn mệt đến thời khanh lạc giận hắn một chút mở ăn mặn liền thu lại không được rồi tiểu tướng công tinh lực không phải bình thường tràn đầy đương nhiên nàng là ưa thích tiêu hàng tranh đem đầu phóng tới trên vai của nàng đương nhiên ai bảo nhà ta nương tử đẹp như vậy như vậy có mị lực thời khanh lạc đưa tay chớp chớp cái trầm của hắn chật chật ngươi miệng này thật sự là càng ngày càng ngọt nói lên dỗ ngon dỗ ngọt đến kia đã là một bộ một bộ tiêu hàng tranh tiến tới hôn một cái nàng vậy ngươi thật tốt nhấm nháp dưới thời khanh lạc nơi nào cự tuyệt được sắc đẹp dụ hoặc vây quanh ở hắn đáp lại tỉnh lại lần nữa đã nhanh muốn hừng đông thời khanh lạc toàn thân như nhũng ra bụng cũng đói lợi hại nàng đưa tay bóc tiêu hàng tranh eo một cái tiêu hàng tranh mở to mắt cười nhẹ hỏi đói rồi thời khanh lạc không cao hứng mà nói nói nhảm ta cơm tối cũng chưa ăn đâu sau đó liền bị người nào đó ăn xong mấy lần tiêu hàng tranh đứng dậy đi đem ngọn nến điểm lên ta đi cấp ngươi nấu bát mì thời khanh lạc nhíu mày ngươi sẽ còn nấu bát mì tiêu hàng tranh cười nói đương nhiên sẽ đã từng nghèo túng thời điểm muốn mình sinh hoạt tự nhiên là muốn động thủ làm ăn chỉ là hiện tại một mực không động tới sống lại sau khi tỉnh lại tại hạ khê thôn có mẫu thân cùng muội muội xuống bếp, đến kinh thành có đầu bếp nữ, hắn liền không có trải qua phòng bếp, nương tử muốn nếm thử vi phu tay nghề sao, thời thanh lạc mặt lên ngoại bào, đương nhiên muốn nếm, ta cùng ngươi đi phòng bếp, nhìn xem ngươi làm, trong lòng ủ ấm ngọt ngào, thời đại này một cái nam nhân nguyện ý vì thê tử xuống bếp, cũng không dễ dàng, quả nhiên nhà nàng tiểu tướng công tốt nhất, tiêu hàng tranh gật đầu, tốt, hai người rửa mặt một phen, tiêu hàng tranh liền nắm thời khanh lạc tay đi phòng bếp, này sẽ trời còn chưa sáng, cho nên trong viện những người khác còn không có đứng dậy, tiêu hàng tranh tìm tới bột mì bắt đầu nhu diện, thời khanh lạc liền đứng ở một bên nhìn xem, gặp hắn ngay từ đầu tương đối lạnh nhạt, chậm rãi tựa như là tìm được cảm giác, càng ngày càng thuần thục. nàng đột nhiên nhớ tới hỏi, đúng, ngươi có biết hay không cái kia nhạc luật, tiêu hàng tranh gật đầu, từng tại Bắc Cương gặp qua. Thời Khanh Lạc biết hắn nói đã từng là ở kiếp trước, hắn là thân phận gì ngươi biết không nàng nói tiếp đi nói nhạc luật cùng tịch dung nhận biết trải qua tiêu hàng tranh trước đó chỉ cảm thấy kỳ quái vì cái gì nhạc luật sẽ cùng tịch dung đồng thời trở về sau khi nghe xong liền minh bạch ta đã từng nhìn thấy hắn thời điểm hắn hai chân tàn tật là một cái thổ phỉ sơn trại quân sư khi đó ta vừa vặn phụ trách tiểu phỉ bởi vì nhạc luật người này cùng cái kia sơn trại dằn co ba tháng mới cầm xuống hắn ngược lại là một nhân tài chỉ tiếc sơn trại bị công phá lúc bị đại đương gia giết nếu không lúc ấy hắn còn thật thưởng thức người này muốn thu phục để bản thân sử dụng chỉ là sơn trại bị công phá sơn trại cái kia đại đương gia không chịu nhận sự thật này vì cho hả giận đem ngay lúc đó mấy cái khác đương gia cùng nhạc luật người quân sư này giết thời khanh lạc ngẩn người rất là ngoài ý muốn a à, hắn đã từng thế mà đi theo thổ phỉ hổn tiếp lấy nàng nghĩ đến tiêu hàng tranh nói lời ngươi nói là hắn hai chân tàn tật đó có phải hay không đại biểu cho, ngựa chuyện xe kiếp trước cũng phát sinh, chẳng qua lúc kia cũng không có tịch dung xuất hiện, cho nên nhạc luật liền gãy chân. Chương 420, Đại Lão chính là Đại Lão, Tiêu Hàng Tranh hiểu rất rõ thời thanh lạc, cho nên nghe xong nàng hỏi, liền biết nàng ý tứ, hắn gật đầu, lúc ấy hắn hai chân tàn tật, hơn nửa lúc trước sở dĩ cái này thổ phỉ sơn trại sẽ như vậy được coi trọng, muốn để phía trên tiêu diệt cũng là bởi vì bắc thành có một hộ quyền quý tại tế tổ về bắc thành trên đường chủ tử tất cả đều chết rồi về sau ta ra được người nhà kia chính là nhạc lục gia tộc chết chính là hắn tổ mẫu cha ruột mẹ kế còn có mẹ kế sinh đệ đệ muội muội hiện tại xem ra hắn đoán chừng thụ đến gia tộc nhiều lớn hãm hại đoạn mất hai chân về sau vì báo thù lúc này mới vào rừng làm cướp thời khanh lạc gật đầu nếu là như vậy liền nói còn nghe được nàng hỏi, vậy hắn hiện đang vì cái gì muốn đổ thừa tịch dung? Tiêu hàng tranh một bên nhu diện một bên nói, hắn hẳn phải biết tịch dung thân phận, một phương diện thật sự là báo ân, một phương diện khả năng là muốn mượn tịch dung trả thù gia tộc. Thời thanh lạc nghe xong cũng đúng, khi thân phận của hắn cũng không có vấn đề. Tiêu hàng tranh suy nghĩ một chút nói, nhìn như vậy cũng không có vấn đề, nhưng cũng nói không chính xác, dù sao ta trước đó biết đến, hiện tại đã thay đổi. Kiếp trước tịch dung nhưng không có đến Bắc Thành, cặn bả cha cũng còn tại Kinh Thành, càng không có hắn cùng tiểu tức phụ đến Hà Dương huyện, cho nên cẩm vương hoặc là tiền triều người, cũng không có đánh bọn hắn chủ ý. Hiện tại bởi vì những cái này thay đổi, nhạc luật đến cùng phía sau có thể hay không bị người sai sử ỷ lại tịch dung bên người, cái này còn phải kiểm chứng xác định mới được. Thời thanh lạc gật gật đầu, ừm, cẩn thận không chuyện xấu, nên cha cùng nên phòng bị còn phải có. Tiêu hàng tranh nghĩ nghĩ hỏi, cái kia trách chính, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thời Khanh Lạc nói, ta cũng không biết hắn tại sao phải cùng đi theo Hà Dương huyện, ta chuẩn bị vì hắn tìm một chút chuyện làm, tiện thể tìm một chút hắn mục đích. Tiêu hàng tranh gật đầu, như thế cái biện pháp, ta cảm thấy hắn có thể là hướng về phía đồ hộp mấy cái tác phường đến, ta bên này ra được, tiền triều người cùng các quốc hoàng thất có vãng lai, các quốc chính là thảo nguyên dân tộc, vô luận là thịt đồ hộp. Vẫn là dùng mỡ dê chế tạo ngọn nến, xà phòng, dùng lông cừu chế thành cọng lông, đối bọn hắn đều rất hữu dụng, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu dê. Các quốc vật tư khang hiếm, cùng đại lương bên này người, thường xuyên dùng dê trao đổi một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng giá cả lại có hạn. Nếu là các quốc người có thể đem những cái này học, mình mở mấy cái đại tắc phường lên, vô luận là tại bổn quốc bán ra, vẫn là lại bán cho đại lương bên này, đây tuyệt đối là bạo lợi thời thanh lạc ngẩng người ý của ngươi là chắc chính chủ yếu là đến trộm đồ hộp chờ tác phường phương tử tiêu hàng tranh gật đầu ta là như thế hoài nghi tiền triều bảo tàng không có tìm được mà lại bị đối phương nhìn chằm chằm bọn hắn muốn cầm tới không dễ dàng muốn tạo phản phục quốc tiền là cần thiết cho nên nếu như có thể cùng các quốc hợp tác buôn bán bọn hắn chẳng những có thể hố đại lương còn có thể tự mình đạt được không ít tiền vận hành Kiếp trước tiền triều người liền trộn được đại lương không ít thứ bán cho các quốc, hoặc là âm thầm hợp tác, ví dụ như cải tiến qua vũ khí bản vẽ, cất trụ phương tử chờ, cho nên hắn mới có thể như thế hoài nghi. Thời Khanh Lạc suy nghĩ sâu xa dưới, người nói cái này thật đúng là rất có thể, ta vẫn nghĩ không đến trác chính đến cùng là tại sao phải theo tới Hà Dương huyện. Ta trước đó còn đoán, hắn có phải là nghĩ dựa dẫm vào ta nghe ngóng chút gì mới phương tử, mang về để tiền triều người mình làm căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn là muốn trộm Hà Dương huyện bên này mới mở mấy cái tác phường phương tử chủ ý, cho nên ở phương diện này đối với hắn phòng bị liền sẽ không nặng. Như vậy, nói không chừng thật là có khả năng bị hắn đắc thủ, tiền triều những người này, còn thật biết tính toán, thời khanh lạc phát hiện thật sự là không thể xem thường bất cứ người nào. Đương nhiên, nhà nàng tiểu tướng công có vẻ như càng cờ lớp 10 chiêu, đối với mấy cái này công công thẳng thẳng, rất dễ dàng phân tích ra được đại lão chính là đại lão, chẳng qua bọn hắn vì phục quốc cũng là đủ đủ, cấu kết cẩm vương tạo phản cũng còn có thể nói là bổn quốc náo động, thế mà còn cấu kết địch quốc, cũng khó trách tiền triều muốn diệt vong, trong lòng bọn họ căn bản cũng không có gia quốc bách tính, tiền triều là bởi vì bạo chính bị lật đổ, mà lại đối các quốc chính sách cũng không phải hiện tại đại lương như vậy cường ngạnh, muốn đánh liền đánh. Tiền triều ngược lại sẽ đối các quốc hàng năm cho một số lớn vật tư trấn an, cho nên một mực không có đánh lên, nhưng cuối cùng những vật tư này còn không phải từ bách tính trên thân thu hết đến. Tiền triều lao dịch tấp nập, sưu cao thuế nặng rất nhiều, mấu chốt trong đó có ba bốn thành đều bị cầm đi cống hiến cho các quốc, liền vì các quốc không phát binh chinh chiến. Bắc cương bên này vừa đến mùa đông, liền sẽ bị các quốc nhân đến cướp bóc đốt giết, nhưng tiền triều triều đình tựa như là điếc mù đồng dạng, nhìn không thấy nghe không được. Hành lạc chính là tiền triều hoàng thất cùng quan viên, khổ lại là bách tính, vẫn là đại lương thành lập về sau, tăng cường bắt cương bên này quân đội, bị các quốc cướp bóc đốt giết sự tình mới ít, bên này bách tính thời gian, mới so tiền triều tốt qua lên, đối loại này quân bán nước, thời khanh lạc là phi thường phản cảm, nội đấu liền xem ai thắng lợi, nhưng lại thế nào đều cũng không nên cấu kết địch quốc đến làm yêu tai họa, muốn thật làm cho tiền triều đem đại lương lật đổ. kia bách tính thời gian tuyệt đối so hiện tại kém xa. Tiêu hàng tranh gật đầu, không sai, trong lòng bọn họ chỉ có lợi ích cùng cừu hận, nơi nào sẽ quản bách tính chết sống. Bọn hắn nếu là tiếp xúc đến các binh lực lượng, tuyệt đối sẽ cấu kết các quốc đi ra binh. Đến lúc đó cái này đại lương nửa bên thiên hạ, không chừng chính là các quốc. Đây cũng là hắn rất phản cảm tiền triều những người kia một điểm. Thời thanh lạc hiếp mắt, đã chắc chính muốn trộn phương tử, vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội, vừa vặn cũng có thể thăm dò dưới chắc chính là không phải là muốn tiến công xưởng nếu như xác định hắn nghĩ nhìn nàng không ngay ngắn phải hắn khổ bức chết lại còn phải chống đỡ lấy nàng đối tiêu hàng tranh ngoắc ngoắc tay ta có một cái biện pháp chỉnh hắn ngươi để người tiêu hàng tranh nghe xong tiểu tức phụ giữa lông mày nhiễm lên một tầng ý cười tiểu tức phụ thật là xấu chẳng qua hắn thích tốt ngày mai lời nói có chút đột ngột hai ngày nữa chờ hắn dàn xếp lại ta liền để người đi làm sau đó ngươi liền thăm dò nhìn hắn có phải là muốn đi công xưởng. Đối tiểu tức phụ muốn cả trách chính, hắn là hai tay tán thành, tiểu tử kia nhìn xem liền rất chán ghét, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có muốn câu dẫn hắn tiểu tức phụ ý tứ, cũng không quay về chiếu chiếu tấm gương, liền tiểu bạch kiểm kia trang ngoan bán xảo bộ dáng, hắn tiểu tức phụ sẽ cảm thấy hứng thú, coi như bị cả khóc, cũng không ai đồng tình, thời thanh lạc gật gật đầu, từng, cứ làm như vậy, nàng hỏi, mấy cái tác phường đều mở rồi, chỉ có dạng này, tiền triều người mới sẽ điều tra đến, sau đó nghĩ cách, tiêu hàng tranh gật đầu, mở, hoàng đế để người ra roi thuốc ngựa vận chuyển một nhóm cao su tới, liền đợi đến ngươi giáo làm thế nào đồ hộp, gần đây ta người tại tác phường, phát hiện không ít gian tế, cũng bởi vậy hắn mới có thể như vậy hoài nghi các chính dụng tâm.